Buổi tối Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến tìm một quán ăn ở ngõ Học Phủ, đi vào thấy Lâm Băng và Ngụy Đông Cường, Chu Tiểu Quân định kéo Lệnh Tiểu Yến quay trở ra, song chiếu cố thể diện của Lâm Băng, đành đi tới, để Lệnh Tiểu Yến tâm sự với Lâm Băng, hắn ngồi ở bàn bên gọi thức ăn, không hề có ý ngồi chung bàn với bọn họ. Ngụy Đông Cường mặt tái nhợt, mắt thất thần, nhìn Chu Tiểu Quân ngồi bàn khác như tránh bệnh dịch, muốn lên tiếng chào, nhưng Chu Tiểu Quân ngoảnh mặt đi. Lâm Băng nắm tay Lệnh Tiểu Yến, vừa tủi thân và áy náy, nhưng không muốn nặng lời với Ngụy Đông Cường. Đông Cường bị ma nhập rồi, nói thế nào Trương Khắc cũng là người quen của chúng ta, anh sao có thể làm như thế? Bạn có thấy Trương Khắc đâu không, mình phải tìm cậu ấy xin lỗi. Việc gì phải xin lỗi thằng đó, chẳng lẽ xử phạt nhẹ tức là nó không gian lận à? Ngụy Đông Cường thủy chung uất hận Trương Khắc, nên lời của Lâm Băng làm hắn rất khó chịu. Việc anh làm hoàn toàn đúng, không thể để con sâu làm dầu nồi canh, không phải đi xin lỗi nó. Chu Tiểu Quân nghe thế chỉ cười nhạt. Ngụy Đông Cường thật không đáng thương hại chút nào, cả đời này hắn cũng chẳng hiểu ra được mình chết vì sao, Lệnh Tiểu Yến chẳng nhắc, chỉ lo Lâm Băng, vì sao phải theo một kẻ như thế chịu khổ. Thầm thở dài. Trương Khắc buổi trưa đã rời kiến nghiệp, bạn không có gì phải xin lỗi cả, Trương Khắc trước khi đi đã nộp bản kiểm điểm rồi, cậu ấy tự biết lỗi của mình. Bất kể thế nào Trương Khắc là người quen của họ, dù sau này không qua lại, cũng không thể đối đầu với nhau, nếu Ngụy Đông Cường chịu nghe khuyên nhủ, không những không có ngày hôm nay, còn được Trương Khắc hỗ trợ, cũng như Chu Tiểu Quân vậy. Lần này Ngụy Đông Cường chủ đích nhằm vào Trương Khắc cũng đành đi, sao lại độc ác kéo cô bé Thẩm Tiêu vô tội vào, làm sao Trương Khắc luôn dịu dàng với các cô gái tha cho hắn được. Nếu Lâm Băng không chịu bỏ Ngụy Đông Cường, chỉ e Trương Khắc không thèm gặp mặt cô nữa. Lệnh Tiểu Yến nói chuyện với Lâm Băng một lúc, đợi bên kia đưa thức ăn lên, liền quay về ngồi cùng với Chu Tiểu Quân, xem như tỏ thái độ vạch rõ giới hạn với Ngụy Đông Cường. Lâm Băng là người đau khổ nhất, đặc biệt là Lệnh Tiểu Yến ngồi bàn khác, làm cô hiểu tình cảm 4 năm chung phòng sắp tan vỡ rồi. Tới khi Tần Cương và vợ mang thai 5 tháng đi vào thì không khí khó xử tới cực điểm. Nhìn Tần Cương và vợ mặt mày hơn hở là biết bọn họ tới ăn mừng chuyện chia phòng, Ngụy Đông Cường không ngồi nổi nữa, quay đầu bỏ đi, Lâm Băng trả tiền xong cũng đi theo. Tần Cương cười ngại ngùng. Xem ra chúng tôi tới nhầm chỗ rồi. Chu Tiểu Quân gặp Tần Cương mấy lần, thái độ thay đổi hẳn so với vừa rồi, nhiệt tình đứng dậy mời hai vợ chồng họ ngồi xuống. Bọn họ đi càng tốt, nếu không tôi và Tiểu Yến còn phải cố nuốt đống rơm khô này vào cổ. Chủ nhiệm Tần không ngại chúng tôi ăn trước thì cùng ngồi ăn đi. Rồi gọi phục vụ mang thêm vài món ăn nữa tới. Đường không tốt, tới được Tân Vu thì trời đã tối đen rồi. Trời trong trăng sáng sao thưa, vầng trăng tròn vành vành treo trên cao, chiếu ánh sáng trong mắt như ánh bạc trải khắp sườn bắc dãy núi chập trùng nằm vắt ngang thành phố, như một giới tuyết mập mờ nổi giữa tầng không, cắt bóng đêm thành hai nửa. Buổi tối Tân Vu rất yên tĩnh, đó cũng là điều Trương Khắc thích Tân Vu, trừ những nơi tụ tập về đêm thì đường phố hết sức vắng vẻ. Có Thiên Vân Sơn che chắn, nhiệt độ rất ít khi hạ xuống dưới 0 độ, không giống cái lạnh cắt da cắt thịt ở kiến nghiệp. Mùa này ở Tân Vu, đêm đi ngủ không cần đóng cửa sổ. Xe đi vào tiểu khu, chắc nghe thấy tiếng còi ô tô, cha mẹ Trương Khắc từ phòng khách đi ra, nếu là thường ngày, Đường Thanh chắc chắn sẽ nhảy xuống xe trước túi tít chào hỏi, lúc này như con dâu về nhà chồng, thẹn thùng kéo tay Trương Khắc, nấp đằng sau lưng y xuống xe. Lương Cách Chân thấy thế mắt sáng lên như nhìn thấy vàng, người từng trải như bà còn lạ gì dáng vẻ đó nữa, đi ngay tới nắm tay Đường Thanh kéo qua một bên. Chẳng thèm để ý tới đứa con trai lâu ngày mới gặp, Trương Chi Hành không thấy gì khác thường, tới vỗ vai con trai một cái đau điếng. Trương Khắc chỉ biết cười khổ, nhìn thấy trong phòng khách còn có người khác, Địch Đan Thanh và Vệ Lan không niềm nở ra chào đón, chỉ giúp mẹ Vệ Lan mang thức ăn lên bàn. Trương Khắc tự mình xách hành lý vào, hai cô gái chạy tới giúp. Vệ Lan vẫn chưa hoàn toàn hết khí chất của thiếu nữ, khuôn mặt có hơi chút phúng phính của trẻ con, mũi dọc dừa, toàn thân mang vẻ đẹp long lanh. Trương Khắc cảm thấy hình như ánh mắt cô nhìn mình hôm nay có gì đó không đúng, cứ né tránh. Chương 763, có thêm một người chị. Địch Đan Thanh cho dù eo vẫn buộc tạp dề vừa giúp việc trong bếp, vóc người cao ráo, thân hình cực chuẩn, đôi mắt sáng, cánh môi hồng phát huy vẻ đẹp nữ tính tới cực điểm. Nhớ tới đến mùa xuân Địch Đan Thanh sẽ vào Đại học Đông Hải học MBA, mùa xuân kiến nghiệp sẽ náo nhiệt thêm vài phần, Trương Khắc cảm thấy có chút đau đầu. Kháng cự lại sức hút của cô gái này không dễ dàng chút nào. Trương Khắc xua tay không để hai cô gái giúp. Nếu để hai chịu trẹo lưng thì tôi bồi thường không nổi.
tạm thời đặt hành lý ở góc phòng, ngồi trên xe quá lâu, y đói meo rồi, chắc mọi người ở Tân Vu cũng đợi rất lâu rồi. Trương Khắc vốn định chỉ giữ Phó Tuấn lại dùng cơm, còn các nhân viên đi theo khác thì tới khách sạn luôn, nhưng bà y mời tất ở lại. Con nói 10 giờ sáng xuất phát cơ mà, giờ đã là 8 giờ tối rồi. Đi vào phòng ăn ngồi xuống, Trương Chi Hành gõ gõ đồng hồ đeo tay hướng về phía Trương Khắc. Vì đợi con mà mọi người phải nhịn đói đấy. Trương Khắc tất nhiên không có mặt mũi nào dám nói thật, đang tính kiếm cớ gì đó đối phó cho qua, Đường Thanh lúc này đã bình thường trở lại, không nể nang gì vạch trần cái xấu của y ra. Trương Khắc hôm nay giỏi lắm đấy ạ, vốn bọn cháu kế hoạch trước rồi, 10 giờ sáng sẽ lên đường, nhưng bạn ấy sáng đi thi nhìn trộm bài người ta bị bắt tại trận, còn bị phạt cảnh cáo. Bọn cháu chỉ đành ăn trưa xong mới xuất phát. Trương Chi Hành và Lương Cách Chân ngạc nhiên nhìn nhau, nghe thấy chuyện này không biết phải có thái độ thế nào mới thích hợp. Địch Đan Thanh cố nhịn cười, Vệ Lan mắt mở to nhìn y hết sức khoa trương. Sau này phải lấy băng dính dính miệng bạn lại mới dám đưa bạn tới Tân Vu. Trương Khắc đưa tay nhéo hông Đường Thanh. Mình chỉ có chuyện mất mặt ấy mà bạn còn đi tuyên dương khắp nơi. Đường Thanh y phục dày, vặn mình né tránh, cười khúc khích, tránh sang bên cạnh Lương Cách Chân. Dì Lương, Trương Khắc suốt ngày bắt nạt cháu, ở kiến nghiệp không ai giúp cháu, đành để bị bạn ấy bắt nạt, tới Tân Vu gì phải giúp cháu bắt nạt lại. Đã đi thi nhìn trộm bài còn dọa người ta. Lương Cách Chân tất nhiên lúc này cưng, con dâu, hơn rồi, nhéo tay Trương Khắc bắt y ngồi xuống, uy hiếp. Con mà dám bắt nạt Thanh Thanh, để xem mẹ xử lý con ra sao. Trương Chi Hành thở dài một cái, nói với vợ. Thật là bi ai, chúng ta sau này hoàn toàn không được hưởng thụ thú vui cha mẹ dạy dỗ con cái rồi. Đứa con này em sớm muốn vứt ra ngoài đường từ lâu rồi, anh xem có dáng vẻ già chát của nó, không có chút đáng yêu nào như lúc còn nhỏ. Em chỉ hối hận sao không sinh thêm một đứa con gái, may mắn còn có Thanh Thanh với Tiểu Lan. Lương Cách Chân cười tít mắt để Đường Thanh ngồi trong lòng, lại nắm tay Vệ Lan ở bên cạnh giơ lên. Quên nói với con qua điện thoại, con có thêm một người chị. Trương Khắc quay đầu sang nhìn Vệ Lan, y biết sau mùa hè Vệ Lan thiếu chút nữa bị thằng con chó má của La Quy Nguyên làm nhục, mẹ y đã muốn nhận Vệ Lan làm con nuôi, khi đó Vệ Lan không đồng ý, về sau quan hệ hai nhà thân thiết, không nhắc tới chuyện này nữa, không ngờ về Tân Vu lại có thêm một người chị, thảo nào vừa nãy thấy ánh mắt Vệ Lan cứ né tránh. Cười nói, đúng là bất ngờ, vậy phải là chị tặng em quà gặp mặt, hay là em phải tặng chị quà gặp mắt đây? Á! Vệ Lan có chuẩn bị quà gặp mặt gì đâu, còn chưa biết phải đối diện với Trương Khắc bằng mối quan hệ thân thiết hơn này ra sao, bị Trương Khắc làm bối rối, mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn túi sách đặt bên cạnh, nhớ ra bên trong đó cũng chẳng có cái gì làm qua gạo mặt được. Cái thằng nhóc này, vừa gặp mặt đã đòi qua, có muốn mẹ tát cho một cái không? Tay Lương Cách Chân khẽ lướt qua má con trai một cái, nắm tay Vệ Lan. Con đừng nghe nó nói linh tinh. Trương Khắc cười hăng hắc. Đường Thanh hưng phấn nói với Vệ Lan. Vậy chẳng phải sau này em cũng có thêm một người chị? Nhầm rồi, bạn có phải con gái mẹ mình đâu. Trương Khắc cướp lại Đường Thanh, ấn cô nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình. Cho dù bạn có gả vào nhà mình thì cũng là quan hệ chị chồng và em dâu, đó là kiểu chị em gì có biết không, là bà cô bên chồng đó, là kẻ thù. Đừng có hâm mộ mình, không nổi đâu, có giỏi thì bảo mẹ bạn nhận thêm con gái nuôi ấy. Đường Thanh xấu hổ đưa tay béo má Trương Khắc không cho y nói lung tung nữa, Trương Khắc cười ha hả né tránh, nói nếu cô lấy được quà gặp mặt thì tính cô có thêm một người chị. Đường Thanh lục túi lấy ra chiếc e-player, dùng hai tay đưa cho Vệ Lan, vừa chân thành vừa khẩn trương nói. Chị nhất định phải nhận em làm em gái nhé, từ nhỏ em đã mong có anh hoặc chị rồi, sau này không lo suốt ngày bị tên đầu heo kia bắt nạt nữa. Thấy Vệ Lan hoảng hốt không biết phải làm sao. Liền nhét chiếc e-player vào tay cô, nhìn Vệ Lan tỏ ra hết sức đáng thương. Mẹ Vệ Lan cười vui vẻ, nhìn cả nhà Trương Khắc cười đùa, bà chất phác không giỏi ăn nói, Địch Đan Thanh giúp, bảo mai Vệ Lan chuẩn bị quà gặp mặt cũng không muộn. Lương Cách Chân bảo Vệ Lan thu lấy đồ, nói. Mẹ có thêm hai đứa con gái, cho dù vứt đứa con trai vô lương tâm kia đi cũng không tiếc nữa. Thấy Trương Khắc bày ra bộ mặt bị tổn thương, cười hiền từ nói với Đường Thanh. À phải. Phòng phía nam thoáng hơn, mẹ bảo Tiểu Lan phơi chăn giúp con rồi, còn Trương Khắc ngụy phòng phía bắc. Biên ngay là tới Tân Vu phải ngủ riêng mà, Trương Khắc thầm thở dài trong bụng. Ăn tối xong Địch Đan Thanh và mẹ con Vệ Lan cùng Phó Tuấn và nhân viên đi cùng rời đi.
Địch Đan Thanh muốn tìm Trương Khắc báo cáo công tác, có điều chuyện gì đều phải đợi tới ngày mai hãng nói. Trương Khắc cùng Đường Thanh và cha mẹ lên tầng 2 xem TV, Lương Cách Chân kéo Đường Thanh ngồi bên cạnh, hạnh phúc nói. Mẹ con rất hâm mộ mẹ nhận con gái nuôi, nhất định cũng hâm mộ cả nhà ta quây quần bên nhau cùng ngồi xem TV thế này. Đường Thanh cũng hạnh phúc ôm lấy Lương Cách Chân, Trương Khắc thầm thở dài, thảo nào người ta nói con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, mình phải gọi điện quan tâm hỏi thăm vợ chồng Đường Học Khiêm hộ cô nàng vậy. Trên TV đang chiếu một bộ phim lịch sử chua chát tên là Câu Chuyện Hong Kong, Trương Khắc và cha đều không phải là người có thể mỗi ngày ngồi xuống xem phim truyền hình, cố ngồi xem chốc lát không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, liệt bại trận rút lui ra ban công. Ban đêm ở Tân Vu không lạnh chút nào, không bật đèn hành lang, ánh trăng đã đủ chiếu sáng rồi, Trương Khắc nhìn khuôn mặt có chút mỏi mệt của cha, cười. Hiện ba là lãnh đạo thành phố thực sự rồi, mẹ có kêu ca ba vất vả quá không? Sao không chứ? Kinh tế Tân Vu mới có tiến triển, công tác phải làm quá nhiều. Mẹ con ở Tân Vu không có nhiều người quen, cho nên mới dứt khoát đòi nhận Tiểu Lan làm con gái nuôi. Trương Chi Hành gõ trán con trai. Con nói xem nuôi đứa con như con có tác dụng gì. Cha mẹ chẳng phải lo lắng gì cả, hoàn toàn mất lạc thú của cha mẹ rồi. Trương Khắc nhe răng cười. Thật ra so với đám trẻ con đang ở tuổi nổi loạn thì con rất thích được nghe cha mẹ cằn nhằn. Ha ha. Tối nay thì thôi vậy, mai còn có thời gian thì nghe ba cằn nhằn. Trương Chi Hành vỗ vai con, người làm cha mẹ khi thấy con cái lớn lên cao lớn bằng mình đều cảm khái con lớn rồi, thằng con này thì hay quá, căn bản chẳng sinh ra nổi sự cảm khái đó. Chương 764, không cần phải tránh. Trương Khắc tới Tân Vu là để nghỉ ngơi, cho nên sáng sớm tỉnh lại nghe tiếng mưa rơi tí tách, chẳng muốn rời giường, ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ một lúc lại chui đầu vào chăn ngủ vùi. Trong lúc mơ màng, cơ thể thơm ngát của Đường Thanh chui vào trong chăn, mái tóc dài đen bóng buông xõa, vài sợi chọc vào tai ngơ ngứa, mở mắt ra thấy dáng vẻ chưa ngủ đã Đường Thanh, cô nàng chỉ nhoẻn miệng cười ngọt ngào với y, rúc vào trong lòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say tít. Trương Khắc dương tai lên nghe ngóng một lúc, trừ tiếng mưa ra thì không thấy tiếng động gì khác, chắc cha mẹ tới đơn vị cả rồi, còn thím vệ chắc chắn là không tới làm cơm sớm như thế. Ôm lấy khuôn mặt trơn mịn như sứ của Đường Thanh, ghé tới cánh môi hồng ướt át cong lên vừa tinh nghịch vừa khả ái, say sưa hôn lên đó. Đường Thanh hàng mi dài khẽ rung động, đợi tới khi Trương Khắc muốn đưa lưỡi vào miệng mình mới mở mắt ra, hờn dỗi nói. Còn chưa đánh răng. Đặt tay lên ngực Trương Khắc đẩy y ra. Mình chỉ muốn ngủ trong lòng bạn thôi, không được thừa cơ bắt nạt mình. Cái loại chuyện này càng chống cự càng khoái lạc, nghe tiếng kháng nghị như mũi kêu của Đường Thanh, Trương Khắc mặc cho cơ thể cô vặn vẹo như rắn. Đưa lưỡi liếm nhẹ vào tai Đường Thanh, khiến người cô run lên khe khẽ, cánh môi đỏ mỏng hé ra phả hương thơm thanh thoát như lan luồn vào cánh mũi, mắt hơi lim dim mơ màng, làm tiểu yêu tinh thêm muốn phần dụ hoặc. Máu trong người Trương Khắc như sôi lên, ngừng thở áp lên đôi môi mỏng ướt, luồn lưỡi vào khiêu khích cô, tay sốt ruột cởi y phục của Đường Thanh, không ngờ lưỡi bị Đường Thanh cắn lấy, Trương Khắc hoảng hồn giơ tay không dám nhúc nhích, cả người ngã xuống đè lên người Đường Thanh. Trò chơi vật lộn diễn ra một lúc, Đường Thanh đã chịu không nổi trước, xuân tình hoàn toàn bị khơi lên, cô ôm chặt lấy cổ y, đôi môi hồng khao khát tìm đầu lưỡi của Trương Khắc, xuân tình thiếu nữ đã không còn gì kìm hãm nổi nữa. Đường Thanh nhiệt tình như thế, Trương Khắc sao có thể chịu thua kém, vừa đáp trả nụ hôn của Đường Thanh, tay trượt dần xuống, luồn vào áo ngủ, xoa bóp trán chê bờ mông cực kỳ đàn hồi đó, ngón tay tinh quái đưa vào khe thịt non mềm, Đường Thanh bị kích thích run lên, dòng suối ấm tuôn ra ảo ạt, không ngờ cao trào đầu tiên đã tới rồi. Vệ Lan và Địch Đan Thanh 9 giờ tới nơi này, trước đó nhận được điện thoại của cha nói buổi trưa Giang Thượng Nguyên tới ăn cơm, Trương Khắc không biết ông ta có chuyện gì, nhưng xem chừng không dễ thoát thân, liền bảo Đường Thanh cùng Địch Đan Thanh và Vệ Lan đi dạo phố. Vụ án Đề Bao bị bóc trần, cái nhọt độc La Quy Nguyên bị trừ bỏ, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước phải gánh trách nhiệm nhất định. Giang Thượng Nguyên biết rằng sĩ đồ của mình rất có khả năng phải chấm dứt ở Tân Vu rồi. Nếu là quan viên khác rất có khả năng vì thế mà sa sút buông thả, trở nên sa đọa tha hóa, nhưng ông ta lại cho rằng mình có thể phóng tay làm gì đó cho thành phố này rồi, không còn quá e ngại những quy tắc ngầm nữa. Hơn một năm qua, Giang Thượng Nguyên bắt đầu chỉnh đốn lề thói Tân Vu bằng bàn tay sắt, với quan viên tra ra vấn đề tuyệt đối không nương tay, cho dù không tra ra vấn đề, nhưng có qua lại mật thiết không rõ ràng với La Quy Nguyên, đều đá đít sang một góc ngồi uống cha đợi cha. Chỉnh đốn trị án. Thúc đẩy cải cách quốc sĩ, không ngại đắc tội với giai tầng lợi ích,
khiến Tân Vu xuất hiện một diện mạo mới đầy hứa hẹn. Trong các quan viên Tân Vu, Giang Thượng Nguyên là người biết thân phận của Trương Khắc sớm nhất, cũng là người ủng hộ kiên định công tác của Trương Chi Hành ở Tân Vu nhất, so ra thì thị trưởng Lưu Tước tỏ ra lãnh đạm hơn nhiều. Trương Chi Hành trong 3 năm ngắn ngủi từ phó thư ký trưởng chính phủ nhảy tới chức phó thị trưởng thường vụ, tiến liền 3 cấp, trong mắt người thường là sự thăng tiến kiểu tên lửa rồi. Nghe tiếng xe đi vào sân, Trương Khắc đi ra phòng khách, đứng ở bậc thềm đợi. Trương Khắc đã lâu lắm rồi chưa gặp Giang Thượng Nguyên, hai mai giờ đã xen lẫn rất nhiều tóc trắng rồi không đen bóng như lần đầu gặp nữa. Giang Thượng Nguyên cũng quan sát Trương Khắc, thấy y không hề cố ý đóng giả hoàn khố, mà ung dung nho nhã, mỉm cười với Trương Chi Hành. Có đứa con thế này, anh làm cha có thấy áp lực không? Nói chung là không được hưởng thụ niềm vui của bậc cha mẹ bình thường. Trương Chi Hành lắc đầu thở dài. Trương Khắc cười, chủ động nói gì lúc này cũng không thích hợp, chào hỏi Giang Thượng Nguyên, mời vào phòng khách nói chuyện một lúc rồi cùng ăn cơm. Giang Thượng Nguyên ở thành phố cấm uống rượu, nên bữa trưa không uống rượu, ông ta đích thân tới nhà bái phỏng đương nhiên là có ý đồ, đợi tới cuối bữa ăn nói. Cẩm Hồ phát triển thật nhanh chóng, mỗi lần xem tin tức có liên quan tới Cẩm Hồ trên đài báo, tôi đều cảm khái hồi lâu. Có một số chuyện tôi còn chưa trao đổi với cha cậu, nghe nói hôm qua cậu tới Tân Vu, tôi đã vội tới, cậu không thấy lão già này gây phiền phức đấy chứ? Sao thế được chứ ạ? Có một vài chuyện cháu muốn thỉnh giáo bác Giang còn không kịp ấy chứ? Mặc dù có yêu cầu gia quyến trực hệ của lãnh đạo đảng chính phủ tránh kinh doanh, nhưng không thể tránh vì phải tránh. Tôi nghĩ Cẩm Hồ đang thời khắc phát triển phải cố ý tránh Tân Vu, không chỉ bất tiện với Cẩm Hồ mà còn là tổn thất trực tiếp tới Tân Vu. Về chính sách tôi có thể chạy tới chỗ bí thư Đào xin, không chỉ trên tỉnh, mà cả TW, đều phải nghĩ tới địa vị đặc thù của Cẩm Hồ trong ngành chứ. Giang Thượng Nguyên nói rất chân thành tha thiết. Trương Khắc không ngờ Giang Thượng Nguyên tới vì chuyện này. Quy định né tránh kia là điều khoản mang tính nguyên tắc, không phải tuyệt đối không cho trường hợp đặc biệt. Tập đoàn Chính Thái và Gia Tín liên hợp xây dựng khu chế tạo điện tử chính là ví dụ đặc thù. Chu Cẩn Du làm bí thư thành ủy Kim Sơn, mà Tạ Kiếm Nam lại nắm hơn 10% cổ phần của Chính Thái. Chỗ né tránh duy nhất là Tạ Kiếm Nam không đại biểu Chính Thái trực tiếp tham gia xây dựng khu chế tạo điện tử. Chuyện này không cho phép truyền thống đăng tin bừa bãi, trong nội bộ thế chế coi đây là chuyện bình thường. Giống như Giang Thượng Nguyên nói, với địa vị ngày nay của Cẩm Hồ, muốn tới Tân Vu đầu tư, chỉ cần trình lên ban ngành chủ quản xin chính sách là vấn đề có thể giải quyết. Giang Thượng Nguyên biết Tân Vu không đủ nguồn lực tiếp nhận hạng mục lớn, nhưng một số hạng mục phụ trợ thì Tân Vu còn có chút ưu thế, đặc biệt là đợi đường cao tốc Tân Vu, Kiến Nghiệp xây xong, hai nơi cách nhau chưa tới 2 tiếng đi xe, tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp chỉ có tiếng rượu, liên hệ giữa Tân Vu Kiến Nghiệp sẽ càng thêm chặt chẽ. Cẩm Hồ chỉ cần tùy tiện đem một hạng mục phụ trợ tới Tân Vu là có thể đẩy thẳng các con số kinh tế của Tân Vu tăng vọt rồi. Người khác chẳng thấy Tân Vu có điều kiện tiện lợi gì để tranh thủ Cẩm Hồ tới Tân Vu đầu tư, chẳng phải có Trương Chi Hành làm phó thị trưởng thường vụ tại Tân Vu sao? Đó chính là điều kiện tiện lợi. Vì kinh tế Tân Vu tiến lên một bậc, Giang Thượng Nguyên đành mặt dày tới cửa. Trương Khắc nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của Giang Thượng Nguyên, ánh mắt lại sáng lên như con hồ ly nhìn chúng con mồi, chỉ có thể nói. Mấy ngày ở Tân Vu cháu sẽ suy nghĩ chuyện này. Trương Chi Hành lúc này không tiện nói gì, không thể giúp bên kia cũng không thể ép Trương Khắc trả lời. Ăn cơm xong Giang Thượng Nguyên lại cùng Trương Chi Hành rời đi, ném lại vấn đề đau đầu cho Trương Khắc. Đám Đường Thanh đi dạo phố tới 4 giờ chiều mới về, xách một đống túi chiến lợi phẩm, hưng phấn chạy lên lầu, mua cả quà cho Trương Khắc, gọi y tới xem, nhưng thấy Trương Khắc ngồi trong thư phòng, cả người bị đống sách vở tư liệu vây kín. Đường Thanh không hài lòng. Chẳng phải nói tới Tân Vu là để bản thân nghỉ ngơi, không hỏi không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì sao? Trương Khắc bất lực cười khổ. Cho dù mình muốn nghỉ, người khác cũng cho mình nghỉ sao? Bạn nghĩ Giang Thượng Nguyên tới ăn trưa là có gì tốt đẹp à? Trương Khắc đem đề nghị của Giang Thượng Nguyên kể ra, Địch Đan Thanh nghe xong bình luận. Sau khi trừ đi được cái nhỏ độc La Quy Nguyên, Bí Thư Giang đúng là làm được một số chuyện tốt thực sự cho Tân Vu. Phó thị trưởng Trương cũng có công lao không thể phủ nhận. Trương Khắc chống bàn đứng dậy, lúc này mới cảm thấy lưng ngồi cả chiều tê nhức hết, cười trêu. Ba tôi có ở đây đâu, chị vỗ mông ngựa cho ai nghe thế. Vậy tôi vỗ mông cậu luôn là được. Địch Đan Thanh cười duyên. Tân Vu nhỏ tí xíu, Cẩm Hồ cho một chút lộc rơi lộc vãi là đủ no rồi. Lập trường của chị có vấn đề, tôi không thảo luận với chị.
Trương Khát xoa bóp chân, nói. Nếu có hạng mục cho chị quyết định, chắc chị Thiên Vị kéo tới Tân Vu ngay. Ai chẳng muốn quê mình tốt lên, có đồ hay ai chẳng muốn mang về nhà. Địch Đan Thanh thản nhiên thừa nhận. Nếu chị Thiên Vị Tân Vu như thế vậy vấn đề này giao cho chị là xong. Trương Khác lấy một bản tài liệu ra cho Địch Đan Thanh. Đây toàn là tài liệu có giá trị tham khảo, chị ngồi đây xem đi nhé, có suy nghĩ gì hay, có thể nói ra tiếp thu ý kiến hay từ quần chúng. Địch Đan Thanh hơi cau mày lại, ngớ ra nhìn Trương Khác, không ngờ nói giúp Tân Vu một câu thôi mà gặp phải chuyện khổ sai này. Chống cằm nhìn Trương Khác hớn hở kéo Đường Thanh và Vệ Lan xuống bếp giúp thím vệ chuẩn bị cơm tối. Suy nghĩ một lúc, biết Trương Khác không muốn dùng danh nghĩa cầm hồ, chỉ cần làm chuyện gì đó xúc tiến kinh tế Tân Vu phát triển để có thể ăn nói với Giang Thượng Nguyên là được. Không dùng danh nghĩa của cầm hồ thì không thể trực tiếp điều người của cầm hồ phụ trách, mình đúng là xui xẻo, bị vị thiếu gia lười nhác này tóm lấy làm khổ sai miễn phí rồi. Địch Đan Thanh thở dài, cầm lấy tài liệu Trương Khác chọn cho cô, ngồi trước bàn xem một cách nghiêm túc, cho tới khi nghe thấy dưới lầu có tiếng còi xe, mới nhận ra ngoài cửa sổ đã tối đen. Hẳn vợ chồng Trương Chi Hành đi làm về. Chương 765, người phát ngôn. Địch Đan Thanh xuống lầu, thấy hai vợ chồng Trương Chi Hành vừa đi vào phòng khách, Đường Thanh và Vệ Lan đi sau tay xách mấy túi ni lông. Trương Chi Hành hỏi Địch Đan Thanh. Trương Khác ở trên đó à? Lương Cách Chân thò đầu nhìn cầu thang phía sau Địch Đan Thanh, gọi với tính thăm dò. Tiểu Khác, bà không thích có cô gái xinh đẹp lượn quanh Trương Khác, khi bà quyết chọn Đường Thanh làm con dâu. Nhất là hôm qua mơ hồ nhận ra đường quan hệ của con trai và Đường Thanh và con mình có tiến triển lớn, càng sợ con trai bị cô gái xinh đẹp khác quyến rũ, đặc biệt là cô gái xinh đẹp tới mức có thể gọi là yêu nghiệt như Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh từ sau khi lớn lên không biết bị bao nhiêu cô gái đề phòng, thanh danh ở Tân Vu cũng không tốt lắm, thường ngày thể hiện kiên cường, sắc sảo không được người ta yêu thích như Vệ Lan ngây thơ ngoan ngoãn, tuy hiểu tâm thái của Lương Cách Chân nhưng trong lòng chua xót. Khác thiếu gia ở trong bếp giúp thím vệ làm cơm tối. Lòng nghĩ, ai mà dám quyến rũ cậu ta phải có tinh thần thiêu thân lao vào lửa, để cậu ta nuốt cho xương không còn mới được. Trương Khác đeo tạp dề từ bếp đi ra, hỏi. Chị Địch, có ý tưởng gì chưa? Địch Đan Thanh trước mặt Lương Cách Chân chú ý ăn nói cử chỉ, đáp. Vẫn chưa có đầu mối nào. Trương Khác bảo Đường Thanh. Mau đưa ớt cho thím vệ đi, thím ấy cần dùng. Cởi tạp dề ra nhét vào tay mẹ rồi đẩy vào bếp. Chuyện bí thư Giang nói hồi trưa ba không định hỏi tới sao. Ba đúng là không ngờ bí thư Giang lại đưa ra yêu cầu này, cầm hồ chỉ cần ngả một chút cho Tân Vu cũng làm nơi này hưởng lợi lớn, con nên suy nghĩ nghiêm túc thỉnh cầu đó. Còn ba nên tránh thì hơn, với lại ba cũng chẳng còn tinh lực chú ý tới nó. Trương Chi Hành nói, các con cứ thảo luận đi, ba ngồi bên cạnh nghe. Lấy một hạng mục không quan trọng tới Tân Vu rất dễ, song không có ích lợi gì thực tế, suy nghĩ của con rất đơn giản. Trương Khác kéo cha y và Địch Đan Thanh ngồi xuống ghế sofa. Nói cho cùng vẫn là vấn đề phân cấp sản nghiệp, hành lang số của kiến nghiệp dùng hơn 100 km khối, trừ đi đất dùng cho cơ sở trang thiết bị thì không đủ 80 km khối, trông có vẻ rộng đấy, nhưng muốn phát triển thành cơ sở sản nghiệp thông tin toàn cầu thì chút đó còn xa mới đủ. Một hạng mục nhà máy tinh viên đã chiếm mất 1.000 mẫu, các công trình phụ trợ nữa tốn thêm 2.000 mẫu, đó mới chỉ là quy hoạch năm nay thôi đấy. Trương Chi Hành cắt ngang. Hạng mục đó đối với kiến nghiệp mà nói cũng chỉ có thể gặp không thể cầu, con nói ngắn gọn thôi. Trương Khác gật đầu. Con xem tài liệu khu khai phát của Tân Vu, cường độ bình quân mỗi mẫu là 20.000 đô la Mỹ, so với yêu cầu đầu tư mỗi hạng mẫu là 150.000 đô la Mỹ. Nếu như khu khai phát Tân Vu cam tâm định vị thành khu sản nghiệp phụ trợ của kiến nghiệp, sẽ giải quyết được phần nào thiếu đất công nghiệp của kiến nghiệp, còn nghĩ kiến nghiệp sẽ chấp nhận hỗ trợ tài chính, chính sách và hướng dẫn kỹ thuật. Không có gì là cam tâm hay không cam tâm hết, không phải mỗi thành phố đều có điều kiện phát triển khu sản nghiệp thông tin hàng đầu thế giới, Tân Vu không mơ cao xa, chỉ muốn phát triển chắc chắn. Trương Chi Hành mỉm cười nói. Trương Khác nhìn ra lúc này Giang Thượng Nguyên không hề có ý muốn kiếm chính thích. Quan viên không mù quáng tham công hám lợi rất tốt cho sự phát triển lành mạnh của thành phố. Đợi sau khi đường cao tốc xây lên xong, liên hệ giữa hai nơi tiện hơn nhiều. Trong ba thành phố kề sát nhau, Kim Sơn, kiến nghiệp quan hệ cạnh tranh trực tiếp, kiến nghiệp chẳng lẽ đi nâng đỡ Kim Sơn. Đúng thế, như vậy cách cục lớn hơn nhiều so với việc kéo một hai hạng mục của cầm hồ vào. Trương Chi Hành cười hài lòng.
có điều chuyện này có thành không phải xem con có chịu bỏ công ra không. Trương Khắc bĩu môi. Khu khai phát Tân Vu do Lưu Tước quản, ông ta nhìn thấy con cứ như thấy kẻ trộm, giúp đằng sau thì được, còn ra mặt công tác con chẳng thèm làm. Trương Chi Hành chỉ còn biết lắc đầu. Vậy mai ba sẽ báo cho Bí Thư Giang một tiếng, thị trưởng Lưu phải chú trọng đại cục. Quay sang hỏi Địch Đan Thanh. Sau Tết cô tới Đại học Đông Hải học thạc sĩ phải không? Cẩm Hồ không thể phái người trực tiếp tham dự, nhưng nếu không có Cẩm Hồ hỗ trợ, khó tưởng tượng tiến triển ì ạch đến đâu, trừ khi Trương Chi Hành bỏ việc đó mà phụ trách việc này. Đây hiển nhiên là điều không thể, Địch Đan Thanh hiển nhiên vui vẻ đại biểu Cẩm Hồ hoàn thành việc này. Vâng thưa thị trưởng Trương, qua Tết thế nào tôi cũng phải chạy qua chạy lại hai nơi. Anh nói xem Địch Đan Thanh có phải quá bắt mắt không? Em sợ cô ta quá gần gũi với Tiểu Khác, anh thì hay lắm, còn để cô ta giúp Tiểu Khác xử lý việc này. Bình thường em thân thiết với cô ấy lắm mà, sao giờ lại đề phòng, em lo cái gì? Thằng nhóc đó cần em phải lo sao? Thanh Thanh, Lương Cách Chân định nói lại thôi, dù sao chưa xác thực, chỉ nói. Bình thường là bình thường, em thấy ánh mắt cô ta nhìn Tiểu Khác không ổn. Cẩm Hồ tới quy mô này, chuyện cần làm không phải là tùy tiện tóm lấy một người là xong. Mà các phương diện phải khiến người ta yên tâm, thằng nhóc đó cũng cần người dùng thuận tay. Mà chuyện này, em phải lo thằng con em mới đúng. Trương Chi Hành biết lo lắng của vợ, nhưng ngay Hứa Tư còn không thể khiến Trương Khác lạnh nhạt với Đường Thanh, ông không nghĩ cô gái khác làm được chuyện ấy, có điều chuyện Hứa Tư không cần nói với vợ làm gì. Đêm đã khuya, Lương Cách Chân và chồng vẫn tựa vào đầu giường nói chuyện. Một cô gái xinh đẹp lộng lẫy như thế. Tuổi còn trẻ đã luồn lách sinh tồn được ở nơi hiểm ác như quan trường, trong mắt người khác Địch Đan Thanh tuyệt đối không phải là nhân vật lương thiện, những lời đồn đại ở Tân Vu cũng tuyệt đối không có gì tốt đẹp cả. Bình thường quan hệ Lương Cách Chân thấy cô làm việc chu đáo, ăn nói được lòng người, nhưng lo lắng của người mẹ luôn ít nhiều có chút phi lý trí, tất nhiên là bài xích. Trương Chi Hành thì tùy ý hơn, Cẩm Hồ to như thế, còn ông có thể điều hành như điều khiển bàn tay, năng lực vượt quá người thường có thể tưởng tượng. Như chuyện Hứa Tư, ban đầu ông còn lo lắng cô làm Trương Khác sa đọa, lâu dần kín đáo quan sát, Hứa Tư cực kỳ giữ mình, làm ông chuyển thành áy náy với cô, nên giờ Trương Chi Hành không lo cô gái nào quyến rũ con trai mình mà lo Trương Khác làm lỡ dở đời con gái của người ta hơn. Địch Đan Thanh kéo Vệ Lan về chung cư, ở một mình quá cô đơn, cảm giác đó tới giờ như bóng đèn điện chói mắt treo trước mặt, có nhắm mắt lại cũng cảm thấy nó ở ngay trước mắt. Hai cô gái ngồi ở ban công nói chuyện, đèn đã tắt. Ánh trắng nhu hòa trải lên người hai mỹ nữ hiếm có. Chị Địch, Trương Khắc sau này liệu có giữ chị lại ở bên cạnh cậu ấy làm việc không? Giống như kiểu một người phát ngôn vậy. Vệ Lan tay chống cằm hỏi. Làm sao chị biết được, em mới là chị của tên nhóc đó cơ mà. Địch Đan Thanh nhận ra được Lương Cách Chân bài xích mình, tâm tư này không muốn để nha đầu ngây thơ Vệ Lan biết, rất hâm mộ Vệ Lan được Trương gia tiếp nhận. Thế kỷ Cẩm Hồ hiện đang tăng cường quản lý khách sạn dưới quyền. Cùng tập đoàn Vân Nguyên Malaysia hợp tác, thuê một đoàn đội quản lý tới phụ trách hai vùng Hải Châu, Tân Vu. Tác dụng của Địch Đan Thanh với khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ đã yếu đi rồi, cho dù bỏ cả mùa xuân tới đợi Ết Đông Hải cũng không thành vấn đề. Ý của Thiệu Chí Cương là muốn điều Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp nhậm chức vụ cao hơn, bất kể thế nào cô cũng là người Trương Khác khai quật được. Rất nhiều chuyện của Trương Khác ở Tân Vu đều ủy thác Địch Đan Thanh làm, sử dụng cô ra sao, Thiệu Chí Cương phải xin ý kiến Trương Khác. Tương lai mình phải đi con đường nào, Địch Đan Thanh rất hoang mang, vào đợi Ết Đông Hải học MBA, nói là đề cao năng lực bản thân, chẳng bằng nói muốn yên tĩnh suy nghĩ. Sắp 30 tuổi rồi, nhưng Địch Đan Thanh chưa bao giờ muốn cùng nam nhân bình thường sống dày vò cả đời, cô cũng không nhìn thấy nam nhân nào chấp nhận quá khứ của cô. Được Trương Khác tín nhiệm giao cho ra mặt xử lý vài việc Cẩm Hồ không muốn ra mặt, cô rất vui, chỉ có điều, ở Cẩm Hồ cô chẳng có thân phận gì. Cũng chỉ khi nào có việc mới được tên nhóc đó nhớ tới, rốt cuộc đây là chuyện quỷ quái gì. Em là chị gì đâu chứ? Vệ Lan không biết chớp mắt Địch Đan Thanh suy nghĩ nhiều như thế, nhu mì nói. Dì Lương cứ nhất quyết muốn thế, em muốn từ chối không được, chị tưởng làm chị cậu ta nhẹ nhàng à. Có điều cũng chẳng biết một năm cậu ta ở Tân Vu được mấy ngày. Cậu ta không ở đó thì em có thể qua đó ở mà. Địch Đan Thanh chọc phá tâm tư Vệ Lan. Vợ chồng phó thị trưởng Trương hy vọng em có thể tiếp tục đi học, chị cũng thấy em nên nghiêm túc học thêm đi. Chuyện trường học em không phải lo, cứ tới kiến nghiệp học, không cần ở Tân Vu suốt ngày suy nghĩ vấn đề buồn chán này nữa. Chị toàn nói lung tung thôi.
Vệ Lan hờn dỗi. Trương Chi Hành ngày hôm sau tìm Giang Thượng Nguyên nói chuyện làm sản nghiệp phụ trợ cho hành lang số, dù Cẩm Hồ không ra mặt đầu tư cụ thể, nhưng có Cẩm Hồ đứng sau xúc tiến, càng có lợi cho sự phát triển của Tân Vu hơn. Giang Thượng Nguyên không hề có tâm tư đi tranh công với Lưu Tước, chỉ muốn làm tốt công tác, liền trực tiếp tìm ông ta tới thương lượng. Trước khi phát sinh vụ án đề bao, Lưu Tước hoài nghi cha con Trương Chi Hành nhắm vào La Quy Nguyên là vì thù riêng, thậm chí còn có lời lẽ chống đối từ Học Bình, về sau quan hệ luôn rất lãnh đạm, song công tác không có hành động cản trở làm khó gì, không khí hai ban so với nơi khác tương đối hòa thuận. Lưu Trước và Giang Quy Nguyên tâm tư giống nhau, muốn được Cẩm Hồ hỗ trợ, đương nhiên tán thành chuyện thành sản nghiệp phụ trợ của Kiến Nghiệp, nói thế nào đây thuộc phân quản của ông ta nên do ai đề xuất không quan trọng, quan trọng là thành tích thuộc về ông ta, không ai tranh được. Giang Thượng Nguyên nói thêm, mỹ nữ giám đốc Địch Đan Thanh của thế kỷ Cẩm Hồ sẽ đại biểu cho Cẩm Hồ hỗ trợ thao tác và lập kế hoạch. Lưu Tước là người khả cố hủ, không tiếp xúc mấy với mỹ nữ nổi tiếng Tân Vu này, nhưng cũng biết cô là nhân vật lợi hại. Trương Chi Hành thế nào cũng phải tách khỏi sự vụ của Cẩm Hồ, nếu không thân phận Thái Thượng Hoàng của ông ít nhiều làm người của Cẩm Hồ không biết nghe ai, cho dù ở Tân Vu cũng thế, Trương Chi Hành cơ bản không hỏi tới chuyện của Cẩm Hồ, có chuyện gì cũng bảo trực tiếp hỏi Trương khác. Trong mắt những người biết nội tình của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh càng giống người phát ngôn của Cẩm Hồ hơn. Quyên tặng tiền xây đê bao, sáng lập cơ cấu giáo dục nghề nghiệp cho Tân Vu, quyên tặng trường học nâng cao điều kiện học tập, tất cả những chuyện này do Địch Đan Thanh xử lý. La Tược không bất ngờ mấy. Được thôi, tôi gọi mấy đầu mục của khu khai phát tới đây, rồi cùng thảo luận với giám đốc Địch. Lưu Tước không thể làm như Giang Thượng Nguyên, cảm thấy tiếp xúc với Địch Đan Thanh dễ chịu hơn với con trai Trương Chi Hành. Địch Đan Thanh còn chưa hiểu tường tận ý tưởng của Trương Khác lắm, chỉ xem qua tài liệu, buổi chiều cùng Vệ Lan hẹn Trương Khác, Đường Thanh lên đê bao mới của Tân Vu chơi, thuận tiện bàn việc. Đứng trên đê ngắm cảnh sông nước không tệ chút nào, còn nhìn thấy cả dấu vết của con đê bao cũ. Địch Đan Thanh thấy Đường Thanh và Vệ Lan trèo xuống dưới đê chơi mới dám thoải mái nhìn Trương Khác, là nam nhân mà lông mi quá dày, đôi mắt trông ấm áp, làn da trắng trẻo, gò má góc cạnh rõ ràng. Phần thư sinh nhiều hơn sự khí khái mạnh mẽ nam tử Hán, nhưng lại luôn làm người ta thấy yên tâm. Tách ánh mắt khỏi khuôn mặt Trương Khác, nhìn ra lòng sông, Địch Đan Thanh nói. Khác thiếu gia bảo người xử lý việc này đi, qua Tết tôi đi học rồi, qua thời gian đó khả năng tôi không thể nhúng tay vào chuyện thế kỷ Cẩm Hồ nữa. Thế chẳng phải tôi thất nghiệp à? Trương Khác bật cười. Ai nỡ để địch mỹ nhân thất nghiệp chứ, không phải thành cho chị đi gây hại nhân gian sao? Chị có kế hoạch gì chưa? Xã hội này phụ nữ chỉ là bèo trôi theo dòng nước thôi. Trương Khác quay sang nhìn Địch Đan Thanh. Chị đừng nói đáng thương như thế, trên đời này có mấy ai không bị dòng đời xô đẩy. Tóm lại, chị không có chuyện muốn làm, vậy tôi mời chị giúp tôi, nếu chị có chuyện muốn làm, tôi sẽ không cố giữ. Sau này sẽ ngày càng có nhiều việc Cẩm Hồ không tiện ra mặt xử lý, Trương Khác lại lười, Tạ Vãn Tình trấn thủ tổng bộ Hải Châu cùng lo việc trường học đủ mệt rồi. Chạy bôn ba khắp nơi cần có người khác, nếu chẳng phải Địch Đan Thanh quá kiểu diễm, rất thích hợp giữ lại bên cạnh đóng vai trò trợ lý riêng bí mật của y, Trương Khác cũng rất mâu thuẫn, nhưng chuyện này chỉ có thể nhờ Địch Đan Thanh hiệp trợ Cẩm Hồ tiếp xúc các nơi thôi. Trương Khác tới Tân Vu hai ngày chẳng được yên thân, tới ngày thứ ba mới thoát thân tới Thiên Vân Sơn chơi. Tân Vu tiến hành quy hoạch lại sản nghiệp du lịch, Thiên Vân Sơn trở thành trọng điểm, so với năm ngoái con đường cát đá đã được sửa thành đường giải nhựa. Các sản nghiệp khác cũng bắt kịp, trừ phong cảnh mỹ lệ ra, khí hậu dễ chịu ra, còn phải có nơi ăn, nơi ở, nơi mua sắm thuận tiện v.v.v. Thành phố dự toán sơ bộ phải đầu tư 600 triệu là ít nhất. Bị ảnh hưởng nguy cơ tài chính châu Á, tăng trưởng kinh tế trong nước sụt giảm nghiêm trọng, chuyện TW ra biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế là điều tới trong nay mai. Những ai có khứu giác nhạy bén sẽ ý thức được sản nghiệp nào sẽ được hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế. Ở dưới hoàn cảnh như thế, Tân Vu hoàn toàn có thể lấy thu nhập tài chính ra để thế chấp vay ngân hàng, đầu tư kiến thiết quy mô lớn, có lẽ không cần tới 10 năm thu lợi từ sản nghiệp du lịch có thể trả hết khoản vay. Đứng ở dưới chân núi nhìn lên thấy tầng mây rất dày, có vẻ như sắp mưa, đi lên giữa sườn núi, trời chuyển âm u, cảm giác tầng mây ẩm ướt ở ngay dưới chân. Thiên Vân Sơn so với năm ngoái còn có một điểm tiến bộ nữa, là tới lưng núi vẫn có tín hiệu di động, như thế tùy tiện hơn. Nhưng Trương Khác thà không có tín hiệu thì hơn, như vậy mới có thể hoàn toàn vứt bỏ mọi việc.
Đường Thanh còn tưởng sẽ như năm ngoái ở trong nhà khách suối nước nóng của Thế Kỷ Cẩm Hồ, nhưng xe đi qua nơi đó mà không dừng lại, rồi tiếp tục đi dưới con đường rợp bóng cây, tới tận hồ nước cuối đường. Xe dừng trước hồ, Đường Thanh mới nhìn thấy mép hồ vốn mọc đầy lau sậy đã được dọn dẹp xây một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, một phần trên đất liền, một phần cắm cọc gỗ nằm lơ lửng trên mặt hồ. Oa, xây từ bao giờ thế, nhanh quá. Đường Thanh quỳ trên ghế, phấn khích nói. Nếu tối nay có thể ngủ ở bên hồ thì quá tốt rồi. Chúng ta không ở đó. Trương Khắc xuống xe, mở cửa cho Đường Thanh, chỉ vào giữa lòng hồ. Buổi tối chúng ta ở đó, bên đó mới là địa bàn của bạn. Đường Thanh lúc này mới nhìn thấy hòn đảo nhỏ giữa hồ vốn toàn lau lách có một cái cầu gỗ cao lớn, giữa bóng cây tùm rậm rạp có một thủy tạ bằng gỗ kéo dài tới tận mặt nước. Á! Đường Thanh che miệng, nhìn hòn đảo giữa hồ với vẻ không sao tin nổi. Năm ngoái ở đây cô thuận miệng nói với Trương Khắc mơ tưởng của mình, muốn mua một hòn đảo giữa hồ rồi xây một căn nhà gỗ, dù có làm bằng trúc cũng được, đến hoàng hôn mở ban công ngồi dưới đọc sách, không ngờ chớp mắt một năm đã trôi qua, mơ tưởng biến thành sự thực trước mắt, cô nhìn phía đó mất mấy giây mới hờn dỗi nói. Thật là, không nói trước cho người ta một tiếng. Chương 766, nhà gỗ đảo nhỏ. Trương Khắc cười toét miệng. Nói trước thì làm gì còn bất ngờ nữa. Đó là mơ ước chung của mình và Phi Dung, nếu biết bạn lén lút chuẩn bị sẵn lần này mình sẽ kéo Phi Dung theo. Đường Thanh rầu môi nói. Mình là cô gái, ở đây một mình sợ lắm. À, phải rồi, gọi chị Tiểu Lan lên nói ở cùng. Hả, nghe lời này thật thương tâm. Trương Khắc làm ra bộ mặt rầu rĩ. Bạn tưởng ai cũng rảnh rỗi như chúng ta sao? Chị Vệ Lan phải làm việc, bạn không nghĩ ra ai khác muốn ở cùng căn nhà đó với bạn à? Dì Lương nói bảo chị Tiểu Lan hết năm nay chuẩn bị ôn tập tham gia thi là gì. Hơn nữa chị Tiểu Lan luôn giúp việc cho chị Địch chẳng phải xin chỉ thị của bạn sao? Đường Thanh cười khúc khích. Mình phải gọi điện thoại gọi chị ấy lên mới được. Cô nàng này trước mặt người khác cực kỳ xấu hổ, ở trong thành phố cũng để phòng Trương Khắc như phòng trộm vậy. Hôm nay thì thôi đi, mai mốt cuối tuần mình còn muốn đón cả cha mẹ lên núi. Trương Khắc ghé sát vào tai Đường Thanh, nói nhỏ. Đêm nay sẽ cho bạn thưởng thức cái tư vị có gào rát cổ cũng chẳng ai thèm để ý. Chết đi. Đường Thanh thẹn thùng nhéo Trương Khắc một cái rồi bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa, bị Trương Khắc ôm gọn trong lòng. Bên hồ có neo một chiếc du thuyền màu trắng, Trương Khắc và Đường Thanh mang hành lý lên thuyền, Phó Tuấn và nhân viên công tác ở lại căn nhà gỗ bên hồ. Đây là khu nghỉ dưỡng do Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, đầu tư không nhiều, nhưng rất được người lên núi nghỉ ngơi hoan nghênh. Mặc dù hòn đảo giữa hồ cũng thuộc quản lý của nhà khách, nhưng tuyệt đối không mở cửa với người ngoài. Trương Khắc và Đường Thanh lên đảo, căn nhà gỗ còn xinh xắn hơn trong tưởng tượng của Đường Thanh, hậu viện bị hàng gỗ cao bằng người vây quanh, bầu trời bị tán lá cây che kín mín, đường nhỏ lát đá xanh, toàn bộ hậu viện là một ao nước nông, chỉ có hòn giả sơn đứng giữa và mấy chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt hồ. Ở một góc hậu viện là những tảng đá trắng quây thành một ao tắm nhỏ, có ống trúc hàng rào gỗ chĩa vào. Nước nóng bốc hơi nghi ngút nhỏ vào đó, chẳng biết nước suối nóng này từ đâu dẫn vào, nước trong ao tắm tràn ra chảy vào ao nước nông, không biết cuối cùng sẽ chảy đi đâu. Nhà thiết kế là ai thế, nơi này đẹp quá đi. Đường Thanh vội vàng ném hành lý vào trong phòng, hớn hở chạy khắp nơi xem một lượt, càng xem càng hài lòng, chạy tới hỏi Trương Khắc đang nằm vắt chân trên lan can ban công. Bạn sẽ không hứng thú biết đâu. Trương Khắc mỉm cười nói. Sao mình lại không hứng thú biết? Đường Thanh nửa nằm nửa ngồi trên ghế tò mò nhìn Trương Khắc, thấy ánh mắt y né tránh, bĩu môi nói. Cô ấy chứ gì, ai nói mình không hứng thú muốn biết? Trương Khắc kéo cả người Đường Thanh tới gần, hỏi. Sợ bạn không thích. Sao thế được? Đường Thanh quay lại nhìn hậu viện phía dưới, hít sâu một hơi quay lại nhìn y rất dịu dàng, ánh mắt tựa hồ như cũng đang tìm kiếm điều gì đó. Đẹp lắm, cô ấy nhất định đã bỏ rất nhiều công sức. Trương Khắc đưa tay phải ra vuốt ve gò má mịn màng của cô, hôn lên cánh môi mềm, muốn biết trong lòng một cô gái nghĩ gì, nghe lời nói của cô gái đó chưa chắc đã có tác dụng, tốt nhất là trực tiếp xem phản ứng cơ thể của cô ấy. Kéo hẳn Đường Thanh sang ghế của mình, hai cơ thể dán sát vào nhau, Đường Thanh không kìm được khẽ rên lên một tiếng, cô nàng không phản kháng, chỉ lo bị người bên hồ nhìn thấy, yếu ớt chống tay lên ngực Trương Khắc, run giọng nói. Vào trong phòng đã. Ngửi mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, Trương Khắc như mê như say, cúi xuống tìm đôi môi hồng nhuận mềm mại đó,
cảm giác ướt át âm ấm của nó thật khiến người ta không dứt ra được, nhưng Đường Thanh xấu hổ vùng vẫy, thành ra y hôn lên cổ cô, cảm giác không thua kém, thuận thế vùi đầu vào ngực cô, dở giọng lưu manh. Mình đã nói hôm nay cho bạn thưởng thức tư vị gào khản cổ không ai quan tâm mà. Thực ra Đường Thanh xấu hổ quá thôi, từ bên hồ nhìn sang bên này bị cây che hết rồi, làm sao có thể thấy gì được, trong lúc ngần ngừ một lúc thôi đã bị Trương Khắc âm thầm cởi bỏ thắt lưng từ lúc nào không hay. Một tay chậm chậm vuốt ve bầu ngực tròn, tay kia thuận theo đường cong lung linh đó trượt nhẹ xuống phía dưới, da thịt non nớt mềm mại đó khiến Trương Khắc cảm nhận được kỳ diệu vô cùng. Đường Thanh mơ màng nhắm nghiền mắt lại, ngực mỗi lúc một phập phồng, cô muốn phản kháng nhưng khoái cảm mãnh liệt trào dâng dưới đôi tay ma quỷ quá mức thành thạo của Trương Khắc làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ có thể thả trôi theo cảm xúc. Trương Khắc được nước lấn tới, dụ dỗ lừa Đường Thanh tới ao nước nóng. Khó khăn lắm mới lột sạch cô nàng như con dê non trắng trẻo bế tới ao nước nóng ở hậu viện thì nhận được điện thoại của Địch Đan Thanh, nói Bân lão đại vừa lên núi mời y nể mặt ăn cơm. Trương Khắc đành tạm tha cho Đường Thanh, ngâm nước nóng một lúc rồi ngồi thuyền về bờ, dù sao buổi tối cũng phải ăn cơm trong nhà khách, Lưu Bân và Địch Đan Thanh đã đợi họ ở đó từ trước. Lưu Bân là địa đầu xà của Tân Vu, là người biết tiến biết lui, là nhân tố quan trọng giúp Địch Đan Thanh có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác ở Tân Vu. Không thành món đồ chơi tình dục cho đám nam nhân. Nếu nói Lưu Bân không có chút tơ tưởng nào với Địch Đan Thanh là tự lừa mình lừa người, nhưng ông ta biết, bản tính Địch Đan Thanh kiêu ngạo, ông ta có thể kéo cô lên giường, nhưng mãi mãi không thuần phục được, cũng không phải kẻ có thế lực bình thường khuất phục được. Làm người khó nhất là biết mình, khó hơn nữa là biết chừng mực, Lưu Bân có điểm này hơn hẳn người khác, nên giữ được tôn trọng của Địch Đan Thanh, hai người hỗ trợ cho nhau. Sau khi Trương Chi Hành tới Tân Vu, thế lực cân bằng ở đây bị phá vỡ hoàn toàn, rất nhiều người nhón chân chờ Địch Đan Thanh vấp ngã, sau đó bị đại lão nào đó biến thành đồ riêng trong phòng, ai ngờ cô lắc mình một cái biến thành người phát ngôn của Cẩm Hồ ở Tân Vu, thành người khiến người ta phải nịnh nọt lấy lòng. Lưu Bân đương nhiên biết nội tình sâu xa hơn, tất cả là nhờ quan hệ với Trương Khắc, địa vị của Địch Đan Thanh ở thế kỷ Cẩm Hồ cũng rất đặc thù. Có nam nhân nào lại không muốn quỳ gối trước váy hồng của Địch Đan Thanh? Lưu Bân luôn nghĩ Trương Khắc tuổi thanh niên khí huyết dư dật làm sao kháng cự được sự dụ hoặc của Địch Đan Thanh. Nhìn Trương Khắc và Đường Thanh tay trong tay thân mật từ xa đi tới, còn ánh mắt Địch Đan Thanh hướng về phía đó có chút khao khát không che giấu được, Lưu Bân thầm nghĩ, chẳng lẽ là ngược lại. Lưu Bân cấp thiết muốn gặp mặt Trương Khắc như thế là vì nghe được từ Địch Đan Thanh chuyện Tân Vu có ý lập khu sản nghiệp phụ trợ cho kiến nghiệp. Đương nhiên Trương Khắc tới Tân Vu thì bất kể thế nào ông ta cũng muốn gặp mặt. Khi ăn cơm Lưu Bân không che giấu gì, trực tiếp đề xuất muốn cống hiến một phần sức lực vì khu sản nghiệp phụ trợ. Khu sản nghiệp phụ trợ hiện mới ở giai đoạn ủ mầm, Trương Khắc biết Địch Đan Thanh ở Tân Vu được Lưu Bân giúp đỡ rất nhiều, có chuyện gì tốt cô nghĩ tới Lưu Bân đầu tiên là chuyện đương nhiên. Tất nhiên muốn làm thành một việc, càng đem thế lực có theo đuổi lợi ích giống nhau tụ lại một chỗ, như thế làm ít hưởng nhiều, đường lối của Địch Đan Thanh là chính xác. Trương Khắc không cự tuyệt yêu cầu của Lưu Bân, chỉ nói. Chuyện này lấy thành phố làm chủ, Cẩm Hồ sẽ không tranh giành vinh quang gì cả, tập đoàn Đại Hưng gần đây rất được thành phố coi trọng, tôi thấy Bân lão đại nên trao đổi với thị trưởng Lưu nhiều hơn. Chương 767, Mỹ nữ khỏa thân. Lưu Bân càng tìm hiểu Trương Khắc, càng nhận ra quyền thế tập trung sau lưng Cẩm Hồ lớn tới mức người người khó ngờ tới, Tân Vu nếu dựa vào kiến nghiệp làm khu sản nghiệp phụ trợ mà không có Cẩm Hồ thúc đẩy đằng sau thì khó mà tưởng tượng được tới ngày tháng năm nào mới thành công. Tập đoàn Đại Hưng muốn tham dự, tất nhiên phải trao đổi với Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, thậm chí là Trương Chi Hành, nhưng nếu được Trương Khắc đồng ý trước thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện này liên quan tới rất nhiều phương diện, Trương Khắc để Địch Đan Thanh đại biểu Cẩm Hồ xúc tiến, nói cách khác Địch Đan Thanh có thể lấy thân phận trợ lý tư nhân hoặc người phát ngôn của y tiếp xúc với mạng lưới quan hệ các phía, tức là Địch Đan Thanh chính thức có địa vị đặc thù ở Cẩm Hồ. Lưu Bân lúc này lại nghĩ. Trương Khắc và Địch Đan Thanh rốt cuộc ai sẽ nuốt chừng ai, nam nhân có quyền thế vô thượng và nữ nhân phong tình tuyệt sắc vĩnh viễn là nhân vật chính của thế giới này. Dùng cơm tối xong, có được câu trả lời muốn có, Lưu Bân không ở lại trở ngại người ta làm gì, liền xuống núi trước. Đường Thanh hết sức nhiệt tình giữ Địch Đan Thanh ở lại, Trương Khắc chỉ biết khóc thầm trong lòng. Buổi tối ngồi thuyền quay trở lại đảo, vầng trăng hơi khuyết trông như khảm trên bầu trời lam thẫm. Mặt hồ nước giống một cái gương u ám soi bóng núi mập mờ, ngồi trên ghế ở thủy tạ, đón cơn gió nhẹ chẳng hề lạnh của Tân Vu, Trương Khắc không suy nghĩ gì hết, ôm cốc cà phê ngây ngốc nhìn cảnh sắc mặt hồ.
Biết ngay bạn ấy không có việc gì cứ thích ngồi ngây ra một chỗ mà, nếu không có chị ở lại, một mình em với tên đầu heo ở lại trên đảo nhất định buồn chết mất. Đường Thanh véo tai Trương Khác, than vãn với Địch Đan Thanh. Trương Khác nhe răng cười với Đường Thanh, nếu chẳng phải có Địch Đan Thanh ở đây, chắc chắn hiện giờ nhà đầu này đang được thưởng thức cái tư vị kêu vỡ hỏng chẳng ai quan tâm. Lúc này làm gì cũng không được, dại gì đi chuốc lấy lửa vào người. Địch Đan Thanh đi dép vải đứng trên sàn nhà, ở đây nhiệt độ cao hơn dưới chân núi một ít, cô chỉ mặc chiếc áo len mỏng bó sát người. Vậy thì chúng ta cứ kệ cậu ấy là được, ra hậu viện ngâm nước nóng đi. Rồi kéo Đường Thanh đi luôn. Trương Khác ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Địch Đan Thanh, eo nhỏ, mông nở, đùi săn, tổ hợp thành đường cong làm lòng người sao động, phối hợp với khuôn mặt đẹp tới mức yêu nghiệt kia, bất giác khiến y tưởng tượng ra nếu cơ thể đó trần truồng đứng trước mặt mình sẽ mê đắm tới cỡ nào. Trương Khác chẳng thể vô sỉ yêu cầu ba người tắm chung, đành nuốt nước bọt, tiếp tục đần thối mặt ôm cốc cà phê nhìn ngắm triền núi đen xì xì đằng xa. Một lúc sau tiếng cười đùa giỡn nước của Đường Thanh và Địch Đan Thanh truyền tới, đại khái là Đường Thanh cảm khái vì bộ ngực của Địch Đan Thanh, rồi Địch Đan Thanh bảo cô lấy tay ra đo thử, Đường Thanh xấu hổ vẫn đưa tay ra bóp. Hai cô gái lại so eo với nhau, Đường Thanh còn hỏi nam nhân có thích nữ nhân mông to không, vì mông Địch Đan Thanh rất nở nang, còn mông cô nàng vừa nhỏ lại vểnh. Tiếp đó còn so ra ai đẹp hơn, trên đảo đêm khuya tĩnh lặng, Trương Khác hoài nghi có người ngáy ở phía bên kia đảo y cũng nghe rõ ràng. Tức tối nghĩ, sao nữ nhân tắm rửa lại ồn ào như thế? Làm y bứt rứt khó chịu vô cùng. Trương Khác uống ực một cái hết cốc cà phê, nghĩ lấy nước đun cà phê chắc là lý do chính đáng, còn tự nói một câu. Phải thêm chút cà phê, không có cà phê ngồi ngoài này buồn chán quá. Câu này là y nói cho ma nó nghe đấy. Đi vào phòng, Trương Khác do dự không biết ra ngoài lấy nước hay là đi thêm vài bước, vào phòng ngủ mở cửa sổ ra nhìn trộm, đúng là tâm linh tương thông. Vừa tiến tới hai bước định rút lui cho an toàn, nhưng bị Địch Đan Thanh từ phòng ngủ ra va phải. Khăn tắm của Địch Đan Thanh bị Trương Khác va phải rơi xuống, Địch Đan Thanh không nghĩ tới chuyện Trương Khác lại rảnh rỗi quanh quẩn ở cửa phòng ngủ, cơ thể trần truồng trắng tới lóa mắt hoàn toàn phơi bày trước mặt Trương Khác. Phản ứng đầu tiên của Địch Đan Thanh là bịt lấy miệng, ngăn tiếng thét phát ra, tiếp theo mới nhớ ra đưa tay che ngực, giấu đi hai núm vú đỏ tươi, hốt hoảng ngồi xuống nhặt khăn tắm lên. Nhưng quá trễ rồi, tích tắc đủ Trương Khác nhìn thấy hai bầu vú vươn cao đầy ngạo nghễ, núm vú non nớt xinh xinh đáng yêu, như nụ hoa e ấp mới chớm nở nửa thẹn thùng nửa kiêu ngạo, bao quanh nó là quầng vú hồng hào, giống như quầng sáng bao quanh mặt trắng đêm rằm. Nhìn hai núm vú như hai nụ hồng đỏ tươi đó, Trương Khác hiểu ngay nhiều năm qua không một nam nhân nào có may mắn thưởng thức dòng sữa ngọt ngào trong đó, trắng nõn nà như thế, lại mịn màng như thế, vừa mềm mại vừa săn chắc, đúng là khiến tất cả nam nhân phải điên cuồng. Không biết đem so với hai cái đèn ô tô của Lý Hinh Dư thì ai hơn ai. Địch Đan Thanh cúi xuống nhặt khăn, tiếp tới chiếc lưng ong trơn bóng khoe sức gợi cảm vô hạn trước mặt Trương Khác, eo nhỏ nhắn vừa vòng ôm, nhìn tiếp xuống dưới là hai cặp mông tròn căng nở nang tới mức khoa trương, lại còn trắng vô ngần. Địch Đan Thanh đứng dậy, kệ ánh mắt háo sắc của Trương Khác đảo khắp cơ thể mình, hoảng loạn chỉ lo quấn khăn che lấy mình, dù quấn khăn cũng là mỹ nữ bán khóa thân, đôi chân trần trắng trẻo, móng chân hồng hồng. Bầu ngực bị khăn tắm chèn ép trong lúc gấp gáp, hình như có hai chấm nhỏ gồ lên, chẳng biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng Trương Khác biết chắc chắn máu mình đang sôi lên, không kém gì nước suối nóng ngoài kia, khuôn mặt đẹp tới mức yêu nghiệt mang vẻ thẹn thùng kia, nam nhân không cuồng loạn mới lạ. Trong đầu Trương Khác vang lên giọng suối bẩy của ma quỷ, sờ, sờ thử đi. Rõ ràng nghe thấy cô ấy đang giỡn nước với Đường Thanh ngoài kia, sao lại đột nhiên từ phòng ngủ đi ra chứ? Trương Khác giơ cốc cà phê lên. Ý bảo mình vào rót cà phê, Địch Đan Thanh mím chặt môi, liếc mắt vào phòng ngủ, ý bảo trong đó làm gì có cà phê mà rót, Trương Khác nhún vai cười vô lại. Nghe thấy Đường Thanh ở hậu viện gọi, Địch Đan Thanh trừng mắt lên nhìn Trương Khác, ánh hồng thẹn thùng trên mặt còn chưa phai, quay người đi tới hậu viện. Vừa rồi hốt hoảng nhặt khăn tắm, làm mép sau khăn tắm cuốn lên, lộ ra hai cặp mông đong đưa trước mắt Trương Khác làm máu mũi y thiếu chút nữa phun cả ra, Địch Đan Thanh bước xuống bậc thang còn cẩn thận ôm ngực. Lưng khom xuống, mông chồng lên, lớp lông giữa hai chân tuy không nhiều nhưng rất dài lộ ra hết trước mắt như mời gọi, đúng là muốn giết người mà. Địch Đan Thanh như có trực giác quay đầu lại, thấy Trương Khác mắt đờ đẫn nhìn lưng mình, mới ý thức đằng sau chưa che kín, hoảng hốt che lấy mông bỏ chạy, suýt nữa thì vấp ngã. Trương Khác luyến tiếc nhìn theo mãi,
y trước giờ cứ nghĩ Địch Đan Thanh là cô gái cho dù trần truồng đứng trước một đám nam nhân cũng có thể chấn định tự nhiên, không ngờ được cô cũng có lúc luống cuống bỏ chạy như thế. Rót một cốc cà phê quay lại ghế ngồi, nhìn ánh trăng sáng soi bóng dưới hồ nước, chẳng hiểu sao nó lại biến thành cái mông trắng trẻo mỹ diệu câu hồn. Địch Đan Thanh và Đường Thanh ngâm nước rất lâu mới thay áo ngủ đi ra, dù sao ngoài phòng thời tiết se lạnh, áo ngủ dày che đi tất cả cảnh xuân. Địch Đan Thanh khôi phục vẻ tự nhiên, tựa hồ căn bản chẳng có chuyện gì xảy ra, trước mặt Đường Thanh, ánh mắt cô nhìn Trương Khác chẳng khác gì thường ngày. Nhưng Đường Thanh lại ôm lấy cổ Trương Khác làm nũng. Tiểu xấu xa, vừa rồi có định nhìn trộm không đấy hả? Cẩn thận chị Địch móc hai cái mắt háo sắc ra đấy. Nghe Đường Thanh nói thế, Trương Khác đúng là toát hết mồ hôi lạnh, vừa rồi cho dù Địch Đan Thanh có chọc mù mắt mình cũng là phản ứng quá sức bình thường. Trương Khác sặc cà phê ở cổ, ho chảy nước mắt, làm hai cô gái cười ngặt ngoéo, chẳng tới vỗ lưng cho y. Trước kia quan hệ đơn thuần một chút, Đường Thanh khả năng còn chui vào lòng Trương Khác ngủ, hiện giờ có người khác tuyệt đối không để ngừa khác biết đã ngủ cùng y, nói chi chịu ngủ cùng y, kéo Địch Đan Thanh ngủ cùng. Có hai cô gái thiên kiều bá mị ở bên đã đành đi, vừa rồi còn bị Địch Đan Thanh kích thích như thế, Trương Khác lăn qua lật lại trên giường tới rạng sáng mới ngủ được, chưa bao lâu đã bị Đường Thanh đánh thức bảo đi xem mặt trời mọc, y vừa đi vừa ngủ gật còn ngã cả xuống nước. Lúc này Trương Khác càng hoài nghi mình giữ Địch Đan Thanh bên cạnh làm trợ lý có phải quyết định chính xác không, dù có Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Đường Thanh toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, nhưng năng lực kháng cự dụ hoặc của các cô gái xinh đẹp chẳng hề tăng lên như trong tưởng tượng. Chương 768, chuyến đi tới Nhật. Muốn để Địch Đan Thanh mau chóng hòa nhập vào vai trò của mình phải để cô hiểu nội tình của Cẩm Hồ. Địch Đan Thanh một năm qua cũng biết thêm vài chuyện của Cẩm Hồ, nhưng chưa đủ sâu sắc, lúc này mới thực sự hiểu Cẩm Hồ còn hùng mạnh hơn cả tưởng tượng của người ngoài. Rất nhiều sản nghiệp dễ dàng kiếm lợi Cẩm Hồ đều kiếm chế không dính líu tới, trừ Trương Khác có cái tật xấu, giữ mình, thận trọng ra thì với doanh lợi lớn như thế của Cẩm Hồ, thực sự không cần vươn tay tới quá nhiều chỗ. Bất kể thế nào Địch Đan Thanh đều phải nỗ lực tiêu hóa những thông tin kinh tế hãi tục, để thực sự dung hòa vào hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ. Trương Khác cùng Đường Thanh ở trên núi một tuần, trong một tuần này Địch Đan Thanh do nhu cầu công tác quá nửa thời gian cô ở trên núi cùng bọn họ. Ngày 15 tháng 1, cách Tết chỉ còn vài ngày, cứ mỗi khi tới cuối năm là thấy trên đường khắp nơi là những xe khách đường dài nhét đầy người, còn xe cộ khác thì ít hơn nhiều, Trương Khác đưa Đường Thanh, Địch Đan Thanh cùng mẹ ngồi xe về kiến nghiệp trước. Lương Quân và Tôn Lệ qua Tết sẽ cử hành hôn lễ ở Hải Châu, mẹ y và Đường Thanh sẽ về Hải Châu chuẩn bị ăn Tết, chính phủ cứ cuối năm là cả đống công việc đổ tới, cha y chắc là phải tới đêm 30 mới thoát thân được. Ăn trưa ở kiến nghiệp, nghỉ ngơi một chút rồi về Hải Châu, Lương Cách Chân còn không quên dặn Trương Khác nhớ về nước trước mùng 4 Tết, đó là ngày tổ chức hôn lễ của Lương Quân và Tôn Lệ. Trương Khác luôn mồm vâng dạ, nhưng bản thân y không chắc có thể về kịp không. Trương Khác cũng từng mơ tưởng ngồi ở Hải Châu điều khiển đám Tiêu Tấn Thành dùng e-player công thành chiếm đất ở Nhật Bản. Đáng tiếc mơ mãi chỉ là mơ thôi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng trận đầu chiến bại, Trương Khác chẳng biết mình đích thân tới Nhật Bản có giúp được nhiều không. Đối với doanh nghiệp điện tử tiêu dùng ngoài Nhật Bản thì thị trường Nhật Bản là khúc xương khó gặp nhất, cho dù vất vả toát mồ hôi cũng chưa chắc đã thành công. Tới cả Samsung có thành tựu huy hoàng ở thị trường thế giới, nhưng cuối cùng vẫn phải ủ rũ rút lui khỏi thị trường Nhật Bản. Mọi người đều biết Nhật Bản là nước sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng lớn thế giới, có doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Sony, Toshiba, Panasonic. Những doanh nghiệp này chiếm địa vị tuyệt đối ở thị trường Nhật Bản. Doanh nghiệp ngoại lai cho dù sản phẩm mới mẻ, chất lượng hàng đầu cũng đối diện với sự khiêu chiến khó khăn về chấp nhận thương hiệu. Đặc biệt là lĩnh vực nghe nhìn, doanh nghiệp Nhật trên thế giới cũng có địa vị tuyệt đối trên thế giới, sao có thể dễ dàng cho một doanh nghiệp Trung Quốc tới sân sau của bọn, giết người phóng hỏa. Trừ máy nghe nhạc mang theo người truyền thống và máy CD ra, lúc này Sony, Panasonic, sắp đang toàn lực chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc được cho là có ý nghĩa vượt thời đại, máy nghe nhạc MD. E-player chứ có ưu thế kết nối chặt chẽ với máy tính ra thì chẳng có gì hơn em đi. Lần này Địch Đan Thanh không theo Trương Khác đi Nhật Bản, cô tới kiến nghiệp chỉ là để lấy thân phận mới tiếp xúc với mạng lưới quan hệ ở phương diện kiến nghiệp, tinh lực chủ yếu vẫn là ở sản nghiệp phụ trợ Tân Vu. Trương Khác vốn không muốn phá hỏng đoàn tụ gia đình ngày Tết của Phó Tuấn chỉ yêu cầu tới Nhật Bản cho hắn đủ thời gian mua đủ nhiều quà cho hai nha đầu Tích Dung, Tích Vũ là được.
Trương Khắc Thời học đại học năm thứ nhất chọn học tiếng Nhật để thưởng thức một thể loại phim ấy của Nhật Bản, tốt nghiệp tới tập đoàn Long Dụ cũng phụ trách công tác mậu dịch với Nhật Bản, y tự tin mình nói tiếng Nhật còn lưu loát hơn một bộ phận người Nhật, nhưng y chưa bao giờ tới đảo quốc ở rất gần này. Trừ Phó Tuấn thì Trương Khắc không cho ai khác đi theo, cũng không cho người ở Nhật đón tiếp, mặc dù Tiêu Tấn Thành và công ty ở Nhật sẽ an bài tốt mọi việc, nhưng bất kể thế nào họ không phải người mà Trương Khắc mong đợi. Hứa Tư năm nay cũng vẫn về Hải Châu ăn Tết cùng Hứa Duy. Trương Khắc cảm thấy mình tới Nhật Bản đốc chiến có lẽ không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng trong lòng y rất muốn tới đảo quốc này, nghe nói ở đó nữ sinh cao trung mùa đông cũng mặc váy, cho dù ngoài trời mưa băng bão tuyết vẫn để lộ cặp đùi trắng nón nà ra ngoài, khi ngồi xuống bậc thang còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót không bọc hết được cặp mông non tơ, hà, nghĩ thôi mà thú huyết sôi trào rồi. Tất nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài chút nào. Nói chung là y biết mình không có dũng khí kiếm nữ sinh Nhật Bản chơi trò kích thích như trong phim. Trương Khắc ở lại Bắc Kinh một ngày gặp mặt Diệp Chân Dân, Từ Học Bình, buổi tối còn đặc biệt tới thăm Cố gia. Rạng sáng ngày 17, Trương Khắc và Phó Tuấn đáp máy bay tới Tokyo. Tới bầu trời quốc gia này, từ trên cửa sổ máy bay nhìn xuống, thấy tuyết trắng phao phao bao phủ cánh rừng lớn, cảm thấy nơi đây hết sức sạch sẽ tinh khiết. Cảm thấy thành phố phía dưới dù bao phủ bởi tuyết trắng cũng có sức sống hơn thành phố trong nước. Nhật Bản từ thập niên 70 đã hạn chế phát triển của các sản nghiệp hao tốn tài nguyên, năng lượng trong nước, ra sức phát triển sản nghiệp kỹ thuật. Chính nhờ sách lược hút máu tài nguyên năng lượng kiểu này, nhờ tài nguyên thiên nhiên quý giá không ngừng mang về từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan mới làm cho quốc gia phía dưới trong sạch tươi sáng như thế. Bọn họ dùng nhân công giá rẻ, dùng tài nguyên các nước trên. Sản xuất ra thứ hàng hóa bán lại chính các nước đó với giá cắt cổ, một kiểu hút máu kép, vậy mà vẫn được quan viên và một bộ phận người dân các nước đó mù quáng lấy lòng. Nhưng trách người ta được sao? Chỉ có thể trách bản thân mình thôi. Nhật Bản là quốc gia mật độ nhân khẩu cao nhất thế giới, vậy mà có 68% diện tích rừng. Còn quan viên trong nước thì hò hét, không phá rừng, không ô nhiễm thì một số kẻ không có cơm mà ăn. Lý trí nói thế. Có điều Trương Khắc chẳng có cái nhìn tốt đẹp gì về quốc gia này, nhưng phải thừa nhận nó có rất nhiều chỗ đáng học tập. Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy tới sân bay đón, trong số nhân viên công tác còn có cô gái người nhỏ nhắn nhưng dung mạo ngọt ngào rất bắt mắt, là phiên dịch tiếng Nhật mà Trần Tuấn Huy đặc biệt chuẩn bị cho Trương Khắc. Lâm Lệ Văn, người Hồ Châu Chiết Giang, năm ngoái mới tới Nhật Bản du học, sau khi công ty Nhật Bản thành lập, cô nộp đơn vào làm thêm. Mặc dù Trương Khắc dám khẳng định tiếng Nhật của mình tốt hơn Lâm Lệ Văn tới Nhật chưa bao lâu, nhưng y thích an bài của Trần Tuấn Huy, chỉ cần hắn không đem tất cả tâm tư dùng ở phương diện này là được. Có điều qua giao tiếp đơn giản, trình độ tiếng Nhật của Lâm Lệ Văn không tệ như Trương Khắc nghĩ, Lâm Lệ Văn thì nghi hoặc, anh ta có thể dùng tiếng Nhật kể chuyện cười, còn cần phiên dịch nữa hay sao? Cô chỉ biết Trương Khắc là người từ tổng bộ tới. Trên đường từ sân bay tới Shinkansen, Trương Khắc rất chú ý quan sát những tấm biển quảng cáo, khác với ở trong nước, biển quảng cáo ở đây mang đậm chất manga. Shinkansen nói trắng ra là tàu hỏa cao tốc, nhưng ở trong nước còn chưa có thứ tàu hỏa nào ngồi thư thái như thế, không có đám đông chen chúc, lên tàu rồi Trương Khắc không vội bàn bạc công việc mà lặng lẽ quan sát tất cả những điều có thể thấy được. Trong khoang tàu rất yên tĩnh, mọi người không xem báo thì đọc manga, trong 2 tiếng đồng hồ lộ trình, trừ nhà chỉ nhìn thấy nhà. Mặc dù so với trong nước thì chỉnh tề hơn nhiều, nhưng vẫn còn có khoảng cách quá lớn so với các nước Âu Mỹ, quan trọng vẫn tại đông người. Nagoya chỉ là một thành phố tầm trung của Nhật, mùa đông trông có vẻ vắng lặng, khi cách Tokyo chừng nửa tiếng lộ trình mới cảm thấy hơi thở của thành phố lớn ập tới. Chương 769, Tokyo, Tokyo. Ban đêm đứng trên tháp Tokyo cao hơn tháp Eiffel 10 mét nhìn xuống. Ánh sẽ thấy một đại dương mênh mông do tòa nhà cao tầng và đường xá kết thành trải ra trước mắt. Đó là câu Trương Khắc nói khi xuống Shinkansen. Có lẽ trong tương lai không xa, có thành phố ở Trung Quốc còn phồn hoa hơn Tokyo, nhưng hiện đây là thành phố phồn hoa tấp nập nhất châu Á, cho dù gặp phải cơn bão tài chính làm kinh tế Tokyo suy thoái nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng tới cảnh đêm của Tokyo. Chỉ riêng Tokyo đã có 11 triệu người. Sự phát triển của Tokyo đã nuốt chửng khe hở giữa các thành phố, mấy thành thị nối liền với nhau, tạo thành thành phố gần 40 triệu nhân khẩu, 1/4 nhân khẩu Nhật Bản và 1/3 học sinh đại học đều sống trong thành phố này. Nhìn dòng người trước bến tàu, Tiêu Tấn Thành cố làm ra vẻ thoải mái nói. Nếu e-player có thể đánh hạ được tòa thành này, thì thị trường điện tử châu Á nằm trong tầm tay rồi. Câu này không khoa trương chút nào,
nhưng đánh chiếm được nó đâu phải dễ. Trương Khắc cảm khái. Tôi nói thế anh có cảm thấy áp lực nhẹ đi chút nào không? Tiêu Tân Thành cười lắc đầu. Công ty chuẩn bị một chiếc xe sang trọng, Trương Khắc nói. Lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản, cho dù không ở lại lâu, nhưng muốn dùng đôi chân của mình để cảm thụ sâu sắc hơn, các anh ngồi xe đi, tôi và Phó Tuấn đi tàu điện ngầm, bị đám người vây quanh thì chẳng có cảm thụ gì cả. Câu cuối cự tuyệt luôn ý định đi tàu điện ngầm cùng của đám Tiêu Tấn Thành. Tiêu Tấn Thành hy vọng Trương Khắc mang theo phiên dịch bên người, Lâm Lệ Văn cũng thể hiện sự tích cực của nhân viên phiên dịch. Tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng phức tạp. Trước khi tôi tới Nhật Bản cũng nghe nói tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng đơn giản, chỉ cần biết xem bản đồ, biết dùng máy bản vé tự động, trí óc bình thường, thì không biết tiếng Nhật cũng không lạc đường. Trương Khắc không thích đem theo cô gái xa bên người, từ chối luôn. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở trung tâm thành phố, nói không chừng mọi người còn đến muộn vì tắc đường ấy chứ. Từ lúc xuống máy bay ở Nagoya, Trương Khắc liền chủ động nói tiếng Nhật, cũng thi thoảng dạy Phó Tuấn vài câu thường dùng. Đám Tiêu Tấn Thanh không lo lạc mất bọn họ nữa. Tầng cấp không gian của Nhật Bản làm người ta cảm thấy hỗn loạn, Trương Khắc rõ ràng đi xuống ga tàu điện ngầm, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy bầu trời thưa thớt ánh sao, rõ ràng là đi lên có một tầng thôi mà biển chỉ dẫn lại ghi là tầng 3. Trong các cửa hàng điện máy ở ga tàu điện ngầm có thể nhìn thấy máy MD được bán khắp nơi. Từ trạm tàu điện ngầm ra thì đã hơn 8 giờ tối, có thể nhìn thấy các tòa nhà văn phòng phải trên 70% ô cửa sổ sáng đèn. Người bên trong vẫn chăm chỉ làm việc như ban ngày. Đám Tiêu Tấn Thành quả nhiên tới muốn hơn một chút, chọn một cửa hàng thịt nướng để ăn tối, chẳng phải là chỗ xa hoa gì, Trương Khắc cũng yêu cầu việc ăn ở cố gắng an bài ở chỗ bình dân, nơi ở bố trí lại, ở trong nhà khách anh đào kiểu lữ quán gia đình Nhật Bản gần quán đổ nước. Chỗ xa hoa duy nhất của nhà khách này là có quán cà phê Internet mở cửa 24/24. Tiêu Tấn Thành tất nhiên cũng chuyển điểm chú chân sang đó. Buổi tối còn giữ Trần Tấn Huy lại, cùng tiến hành trao đổi chuyên sâu sách lược tiêu thụ e-player ở Nhật Bản, chủ yếu hơn là đối sách với phản ứng của doanh nghiệp Nhật Bản. Thị trường đồ nghe nhìn ở Nhật Bản không phải hồ nước thu yên bình, doanh nghiệp Nhật Bản cũng đấu đá nhau tưng bừng, nhưng khi đối diện với uy hiếp bên ngoài là lập tức chung tay hợp tác. Đương nhiên lúc này cầm hồ không phải là uy hiếp với bọn họ, nhưng chỉ cần e-player sơ bộ có được sự ưa chuộng, là những ánh mắt thù địch sẽ chiếu lên người cầm hồ. Trò chuyện tới gần sáng mới kết thúc, ngày hôm sau ngoại trừ đàm thoại với người phụ trách các cơ cấu Nhật Bản, còn an bài mấy cuộc tiếp đãi thương nghiệp. Tham tán thương mại đại sứ quán Trung Quốc là Nghiêm Nghị buổi chiều đến thăm, Diệp Chân Dân là lãnh đạo trực tiếp của Nghiêm Nghị. Trước khi Trương Khắc tới Nhật Bản, Nghiêm Nghị nhận được chỉ thị, phải chiếu cố hoạt động thương mại của Cẩm Hồ tại Nhật Bản. Còn có cả Tùng Đào Kiện, người liên lạc của Điện Khí Thạch Hoàn, nhà phân phối e-player tại Nhật. Điện Khí Thạch Hoàn là thương hiệu lâu năm có chuỗi 20 cửa hàng ở khu Quan Đông Nhật Bản, Tùng Đào Kiện là trưởng phòng, phụ trách nghiệp vụ đại lý e-player. Người Nhật có một đặc điểm rõ rệt là dòng người đi trên phố đa phần thần sắc lạnh lùng hiền lành, khi làm việc thì hết sức nhiệt tình chăm chỉ, cho dù có không chăm chỉ cũng không thể hiện ra trước mặt. Bất kể thế nào thì lúc này Cẩm Hồ không có khả năng lập nên một mạng lưới tiêu thụ vươn tới các ngóc ngách của Nhật Bản, chi phí quá cao. Không chỉ ở Nhật Bản mà các thị trường hải ngoại khác cũng tương tự, đại lý là lựa chọn thích hợp nhất hiện nay. Hàn Huyên đơn giản xong liền đi vào chủ đề chính. Seo là một doanh nghiệp thiết bị nghe nhạc có tiếng ở Nhật Bản, Seo sẵn lòng mua lại toàn bộ 10 vạn chiếc e-player của các vị trong kế hoạch tiến vào thị trường Nhật Bản này, chỉ cần dán nhãn hiệu Seo lên, đối với các vị mà nói vừa đỡ tốn công là lại không giảm bớt lợi nhuận thu về. Tùng Đào Kiện kiến nghị. Ái Đạt là một công ty vô danh ở Nhật Bản. Mạo muội nói một câu, người tiêu dùng Nhật Bản có thành kiến với sản phẩm Trung Quốc, đối diện với khó khăn trồng chất như thế, vì sao các vị không chọn con đường dễ dàng hơn để đi? Trương Khắc hiểu khuyến cáo của Tùng Đào Kiện, một mặt là Thạch Hoàn không đủ tự tin, dán mác của Seo có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại tâm lý của người tiêu dùng Nhật Bản. Nhưng trước đó quyết định bỏ thị trường Âu Mỹ cho CQ là để tập trung tinh lực công chiếm thị trường Nhật Hàn, sao có thể vì sợ thất bại mà để Seo dán mác? Trương Khắc lắc đầu, từ chối khuyến cáo của Tùng Đạo Kiện, hai ngày nữa là triển lãm điện tử Tokyo, e-player sẽ chính thức lộ diện. Triển lãm điện tử Tokyo từ ngày 20 tháng 1 tới ngày 22 tháng 1 là một trong số triển lãm điện tử nổi danh nhất thế giới, từ lúc tổ chức mỗi năm một lần tới nay đã có 26 lần triển lãm, năm nay là lần 27, gần 900 doanh nghiệp điện tử tham gia, thu hút hơn 6 vạn đại biểu doanh nghiệp điện tử tham quan.
Rất nhiều doanh nghiệp nhân cơ hội này để công bố sản phẩm mới, trong người tới tham quan có bộ phận khá đông là nhân vật chuyên nghiệp tới thu thập tư liệu về sản phẩm mới. Tất nhiên cũng có phóng viên toàn cầu thời đưa tin. C, Q, T cũng có mặt. T trừ chính thức cùng Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm kỹ thuật DMP mới, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử khác. C, Q có nhân viên tới Tokyo phối hợp với Cẩm Hồ chuyện triển lãm, ngày mặc ngày 19 mới từ Mỹ bay sang, ông ta tinh lực dư thừa, buổi trưa tới Tokyo, xử lý xong công tác vẫn còn hăng hái, sau khi trời sẩm tối liền kéo Trương Khác quán bar ở Shinjuku tiêu khiển. Phải để tôi chính thức hoan nghênh cậu tới Tokyo mới đúng. Ngài Mạc oang oang nói át cả tiếng nhạc ầm ĩ bên trong. Cái đám Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy làm sao dám lộ cái bản mặt thật trước mặt cậu. Có phải trước khi tôi đến cậu cảm thấy buồn bực kìm nén lắm không? Ông ta đã đít hết tất cả người khác, thậm chí cả Phó Tuấn và lái xe của công ty cũng bị cho đợi ngoài xe, không ảnh hưởng tới ông ta và Trương Khác tìm kiếm thú vui. Đúng là rất buồn bực, có điều không hy vọng ông cũng tới Tokyo. Nói chuyện trong sàn nhảy phải hét lớn. Trương Khác đa phần thích ngồi trên chiếc ghế cao trước quán bar, cầm ly rượu vang đỏ, chịu đựng âm nhạc chát chúa, nhìn ngắm các cô gái Nhật Bản hơn. Chương 770, gặp nhau nơi đất khách. Trong quán bar ánh đèn mờ tối, tuyệt đại các khách hàng nữ đều rất trẻ trung, không phải chịu cái lạnh bên ngoài, bọn họ cởi đi chiếc áo khoác dày cộp, lộ ra những đường cong mềm mại, có thể dễ dàng nhìn thấy khe vú sâu hun hút, cặp đùi trẻ trung mơn mởn đầy khiêu gợi. Đây là một quán bar nhạc gia kẹp giữa khách sạn tình nhân và hiệu massage, người Nhật mê nhạc gia còn hơn cả nơi sinh ra nhạc gia, trong quán bar đa phần là người Nhật, cái kiểu gọi châm biếm, quỷ lùn, xưa rồi, nam nhân Nhật không thấp, Trương Khác trà trộn trong đó không có gì khác biệt, còn Ngải Mặc là người da trắng duy nhất, vừa vào đã khiến người khác chú ý. Phía Nhật có động tĩnh gì không? Ngải Mặc dùng tiếng Nhật hét vào tai Trương Khác. Sale thông qua Thạch Hoàn đề xuất muốn mua đứt e-player tiêu thụ ở Nhật Bản. Lần đầu đã đặt 10 vạn chiếc, chúng tôi từ chối rồi. Ngoài ra không có động tĩnh gì. Trương Khác cũng phải hét vào tai Ngải Mặc, nghĩ hay là tìm nơi yên tĩnh hơn thảo luận vấn đề này nếu không có khi mai mất tiếng chưa biết chừng. Người Nhật khôn lắm, Cẩm Hồ và Ti Liên Hợp công bố thông tin ở kiến nghiệp đã nửa tháng rồi, chuyện mua trang web âm nhạc lại còn được Sony cấp quyền tiêu thụ sản phẩm âm nhạc trên mạng, tôi nghĩ bọn họ thu thập được khá nhiều tình báo rồi đấy. Chắc bọn họ đợi ngày mai Cẩm Hồ chính thức đưa ra e-player mới đưa ra đối sách tương ứng. Siêu xem ra rất phóng khoáng, chơi liền một lúc 10 vạn máy, thế mà Sony, sắp vẫn không có động tĩnh gì, đúng là không phải hạng giảo hoạt bình thường. Ngải Mặc gật gù nói. Ai mà biết, trước mặt con quái vật khổng lồ Sony, Cẩm Hồ căn bản không là cái gì, chẳng đáng bọn họ nhìn một cái. Trương Khác chú ý thấy phía bên kia quầy ba có hai cô gái Nhật Bản ăn mặc thời thượng nhìn trộm y và Ngải Mặc nói chuyện, nụ cười rất mờ ám. Ngải Mặc nhoài người ra đưa tay vẫy hai cô gái Nhật Bản cười có chút miễn cưỡng, quay mặt đi nơi khác, Ngải Mặc cũng không tiến thêm một bước. Hiển nhiên là Ngải Mặc không hài lòng với dung mạo hai cô gái này, không biết khu thẩm mỹ của người Âu Mỹ với nữ sinh phương Đông thế nào, Trương Khác thì cảm thấy hai cô gái này cơ thể là lướt, dung mạo xinh xắn đáng yêu. Ngải Mặc quay sang giao lưu không tiếng động với ba cô gái ngồi bàn đằng sau, Trương Khác lại chẳng nhìn chúng được cô nào trong đó. Toshiba. Ngải Mặc thu ánh mắt phe vãn lại, quát vào tai Trương Khác. Chúng ta nên tìm Toshiba, trong tay bọn họ có kỹ thuật flash memory mà Cẩm Hồ đang cần, ở thị trường nghe nhìn, Toshiba đang bị Sony sắp ép cho thở không ra hơi. Tuy người Nhật Bản đều đang giữ im lặng, nhưng tôi nghĩ Toshiba nhất định có suy nghĩ khác về e-player. Trương Khác cũng đồng ý về nhận định của Ngải Mặc, có điều nhìn thấy ba cô gái dung mạo bình thường mà Ngải Mặc tán tỉnh có ý đi tới, cho dù uống rượu cùng, Trương Khác cũng không muốn ủy khuất bản thân, liếc nhìn hai cô gái ngọt nước bên kia, đưa một ánh mắt ám muội, một cô gái đứng lên, cô kia có vẻ do dự, có vẻ xấu hổ, đấu tranh tư tưởng, chẳng hiểu sao tới quán ba uống rượu còn mang tâm tình phức tạp như thế. Hai cô gái này chưa chắc tối nay có thể chinh phục được, nếu được thì quán nửa là phải trả tiền phục vụ. Này, chúng ta không ở đây được lâu đâu đấy, hai em này khó tán lắm. Thì ra Ngải Mặc căn cứ vào cái này để lựa chọn đối tượng, Trương Khác bật cười. Truy cầu của tôi rất đơn giản, thà bỏ tiền cũng phải uống rượu cùng cô gái xinh đẹp. Cô gái có chút do dự kia cũng đứng lên, vừa rồi bị một góc quầy ba che đi, giờ mới thấy cặp chân dài dưới váy cô gái này không mang tất, dưới ánh sáng mở của quán ba trắng tới mê người. Hai cô gái tự báo tên tuổi. Đều là cái tên Nhật Bản rất bình thường,
Trương Khắc thậm chí còn muốn nói đùa với cô gái chân đẹp kia gọi cô là tiểu trạch viên Madoka Ozawa có được không? Dung mạo của cô gái này vài phần tương tự tiểu trạch viên. Bất kể là nữ nhân viên công sở tới quán bar săn tình, hay là cô gái kiếm tiền tiếp rượu, đều không có khả năng nói tên thật của mình với người lạ gặp nhau lần đầu. Ánh mắt của ngài mặc cực chuẩn, khi bọn họ đi trả tiền bâu ơ, hai cô gái không từ chối, ngày mai phải dậy sớm, ngài mặc rất tiếc không thể đưa hai cô gái về khách sạn, liền để lại cách liên hệ, đứng dậy tạm biệt hai cô gái. Chúc các cô tối nay còn gặp được vị khách khẳng khải khác. Trương Khắc cầm áo khoác định đi, bất ngờ nghe thấy cô gái chân đẹp kia nói một câu Thượng Hải, y hơi ngẩn ra, nhưng không tỏ thái độ gì, cùng ngài mặc rời đi. Phó Tuấn và lái xe đều đợi bên ngoài, bọn họ chơi tới giờ đã vô lương tâm lắm rồi. Mặc dù triển lãm điện tử Tokyo được gọi là quyền uy Nhật Bản, triển lãm quốc tế số 1 châu Á, với quy mô triển lãm 60 vạn mét vuông, có thể nói lão đại trong triển lãm điện tử châu Á, nhưng ảnh hưởng quốc tế yếu hơn so với triển lãm điện tử Hong Kong rất nhiều, quá trình quốc tế hóa không đủ. Vì mở rộng ảnh hưởng quốc tế của nó, đơn vị tổ chức từ năm 95 đã chuyển thời gian tổ chức mỗi năm từ tháng 11 hàng năm sang tháng 1, mời càng nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tham gia hơn. Doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc luôn là mục tiêu đuổi theo doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, bọn họ rất coi trọng cuộc triển lãm rồi, Trương Khắc đã xem ảnh chụp khu trưng bày của Samsung, dễ thấy hơn cầm hồn nhiều. Trương Khắc tra thông tin trên mạng, bất ngờ còn thấy cả điện tử Gia Tín tham gia. Khu trưng bày độc lập của Samsung bên ngoài treo biển huỳnh quang với logo cực lớn của Samsung, Trương Khắc và Tiêu Tấn Thành tới nơi triển lãm không tới chỗ của cầm hồ ngày mà tới chỗ của Samsung. Trừ sản phẩm bạch điện ưu thế truyền thống ra, ở đó còn thấy được nỗ lực của Samsung về mặt kỹ thuật số, màn hình LCD, máy DTD tinh xảo, Samsung còn có đầu đĩa DVD, đúng là bọn họ có quá nhiều thứ cầm hồ vận hết sức mới có thể đuổi kịp. Đầu đĩa DVD muốn phổ biến ở Trung Quốc và các khu vực mới nổi điều kiện cơ bản nhất là phải xem được cả đĩa VCD, SVCD, như thế mới giải quyết được mâu thuẫn của các nguồn đĩa khác nhau. VCD là kỹ thuật công khai, SVCD đa phần nắm trong tay cầm hồ, đầu đĩa DVD của Samsung muốn tiến vào thị trường mới nổi, cầm hồ là chướng ngại bọn họ phải không thể vòng qua, trừ phi bọn họ có thể làm đĩa DVD lậu có thể phủ khắp nguồn đĩa. Cầm hồ tạm thời còn chưa muốn đưa đầu đĩa DVD phổ biến trong nước, Samsung cũng không thể thẳng thắn đàm phán vấn đề cấp quyền SVCD với cầm hồ, hiện giờ đưa DVD ra thị trường phát triển hải ngoại là chuẩn xác nhất. Ở phòng trưng bày của Samsung đi nửa tiếng đồng hồ quay về bất ngờ nhìn thấy Lý Hinh Dư đang đứng trước khu của Ái Đạt, cô mặc quần jean, nổi bật cặp chăn dài, áo khoác trắng in hình chữ thập đen, cánh tay khoác một cái túi xách nữ màu đen. Lý Hinh Dư đang cúi mình xem nhân viên biểu diễn công năng của ePlayer, áo khoác ngoài bị kéo lên, lộ ra cặp mông căng tròn, Trương Khắc dám khẳng định mỗi một nam nhân đi qua nhìn thấy chắn chắn muốn đưa tay sờ cặp mông tròn lằn này. Samsung cho dù muốn do thám tình báo thương nghiệp của chúng tôi tựa hồ cũng đâu cần cô ra mặt nhỉ. Trương Khắc nói nhỏ. Á! Lý Hinh Dư đột nhiên thấy Trương Khắc đứng bên cạnh, giật mình thét lên, khiến người xung quanh quay đầu nhìn, dù là tiếng la hoảng của cô cũng hết sức trong trẻo êm ái, làm người ta nghe mà vương vấn. Vội vàng đưa tay che mặt, Lý Hinh Dư khom mình xin lỗi, khuôn mặt xinh xắn đỏ như máu, càng thêm phần quyến rũ. Không nghe nói anh sẽ tới Nhật Bản. Lý Hinh Dư đợi bình tĩnh lại một chút mới nói. Chương 771, cô gái tiếp thị. Ngày 17 tôi bay từ Bắc Kinh tới Nagoya, tìm kiếm ở chuyến bay kiến nghiệp hoặc Tokyo sẽ không thấy tung tích của tôi. Trương Khắc gần đây chăm chỉ tăng cường học tiếng Hàn, so với tiếng Anh, tiếng Nhật còn kém, song đối thoại đơn giản không thành vấn đề. Giám đốc Trần của quý công ty hôm qua còn lộ diện ở trong nước tôi mới nghi anh tới Nhật Bản, không phải có người chuyên môn đi tra hành trình của anh. Lý Hinh Dư cắn môi, có chút tức giận nói. Tôi tới đây đốt thời gian, không phải tới thăm dò tình báo quý công ty. Trương Khắc cười. Tôi cũng không có ý đó, chỉ là hai người đều ở nơi đất khách gặp nhau cảm thấy rất bất ngờ. Nếu cô để bụng, tôi xin thu lại câu vừa rồi. Tôi cũng vừa ở chỗ Samsung về mà. Không cần đâu. Lý Hinh Dư không phải cô gái đanh đá, Trương Khắc hơi lùi bước một chút là cô cảm thấy áy náy vì thái độ vừa rồi. Tôi nói cũng có chỗ không ổn. Lòng thì thắc mắc, sao mình cứ gặp cái người có tính hơi vô lại này suốt thế nhỉ? Triển lãm mới bắt đầu chưa lâu, cô sẽ không xem khu trưng bày của chúng tôi xong là về ngay chứ? Không đâu, rất nhiều công ty đưa ra sản phẩm mới lạ, anh cũng đi dạo xung quanh đấy à?
Lý Hinh Dư không ngại có thêm một người bạn đi cùng, chỉ là hoài nghi Trương Khác có thể thoát thân được hay không. Tôi đương nhiên có thể tháp tùng cô rồi. Trương Khác lấy một chiếc e-player từ chỗ trưng bày đưa cho Lý Hinh Dư. Người Hàn Quốc cũng có thói quen ăn Tết, đây coi như quà năm mới tặng cô, vừa rồi tôi thấy cô xem bọn họ giảng giải rất chăm chú. Lý Hinh Dư bối rối nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rất trang trọng, giống các cô gái truyền thống Hàn Quốc trong phim, mặc dù cô ăn mặc khá thời trang. Trương Khác tới hội triển lãm cũng là định đi dạo xung quanh, tìm kiếm các kỹ thuật mới có thể quật khởi trong tương lai không xa mà y không ý thức được. Tới trước khu trưng bày của Sony còn nhìn thấy, người bạn cũ, Đỗ Biên Kính Nhất. Đỗ Biên Kính Nhất từng phụ trách sự vụ mắt đọc của Sony, do Cẩm Hồ, Philip, T, C, Q kết minh bài trừ Sony khỏi SVCD, khiến Sony tuyên bố từ bỏ cuộc chơi sản xuất mắt đọc. Năm 97, lượng tiêu thụ toàn cầu của Sony hơn 50 tỷ đô la Mỹ, hơn ái đạt 100 lần. Đỗ Biên Kính Nhất từng tới Hải Châu, nhưng không hề biết gì về Trương Khác. Không ngờ có một đôi nam nữ thân phận quái dị đi với nhau xuất hiện ở đây. Hai cô gái tiếp thị chạy tới phát tờ rơi, mặc trang phục phần bên trên giống như y phục không gian, phía dưới lại là bikini xẻ cao, chẳng hiểu ai thiết kế kiểu trang phục tuyên truyền này. Trương Khác ban đầu không chú ý lắm, cùng Lý Hinh Dư trò chuyện vui vẻ, chỉ thuận tay nhận lấy một tờ quảng cáo, cho tới khi một cô gái cứ ngây ra nhìn y, Trương Khác mới chú ý nhìn kỹ, nhận ra là cô gái Thượng Hải gặp ở quán ba tối qua. Không ngờ ban ngày còn đi tới đây làm thêm kiếm tiền. Cô gái đó tựa hồ rất sợ Trương Khác vạch trần chuyện cô tiếp rượu ở quán bar, mặt trắng bệch, cô gái bên cạnh không phải cô bạn đi cùng tối qua. Trương Khác hôm qua đã chú ý tới cặp đùi nuột nà của cô gái này, tuy không có dung mạo thiên kiều bá mị như Lý Hinh Dư bên cạnh, song tuyệt đối có thể xếp vào hạng mỹ nữ loại 1, nhìn biểu hiện tối qua tựa hồ mới bị người ta kéo xuống nước. Trương Khác lấy một tờ giấy trong tay cô, hơi khom người cáo ơn. Thấy dáng vẻ bất an của cô gái, không nói gì, cùng Lý Hinh Dư rẽ sang một khu khác. Lý Hinh Dư cũng chú ý tới vẻ mặt kinh hoàng của cô gái đó khi nhìn thấy Trương Khác, đi tới khu trưng bày của Toshiba còn nhìn không được quay đầu lại, cô gái kia vẫn đang nhìn y, nghi hoặc hỏi. Hai người biết nhau, vì sao lại vờ như xa lạ? Điều đó phải xem quen nhau thế nào? Trương Khác quay đầu lại, cô gái Thượng Hải hốt hoảng quay đi. Cô ấy chưa chắc muốn tôi nhận ra ở trường hợp này, là bagger quen tối qua. Lý Hinh Dư trố mắt nhìn y. Dù không sao cả, nhưng làm chuyện đó, khi nói ra với một cô gái. Chẳng lẽ anh không thấy nên tế nhị che giấu một chút à? Chỉ uống rượu với nhau thôi mà, có gì phải che giấu? Trương Khác giang tay, nghi hoặc nhìn cô. Lý Hinh Dư hơi cong môi lên, đúng là chẳng có gì để kháng nghị, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa vặn thấy màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo. Trên màn hình là con phố bình thường của Nhật Bản, vang lên tiếng nhạc ra trong giọng hát tiếng Nhật, với tiết tấu nhanh, một thôn thác tai với mái tóc dài che kín tai từ xa chạy tới theo tiết tấu nhạc, thấy hai bên tai cô đeo tai nghe màu trắng, dây nghe nối tới lòng bàn tay, chỉ lộ ra một góc sáng bạc chiếu về phía mặt trời. Màn hình chuyển sang một chiếc xe buýt, váy quây, giày cao gót, long tùng tử trang phục công sở còn cách trạm xe buýt một quãng. Thấy xe liền chạy tới, tai cắm tai nghe, dây nối vào túi sách của cô. Khi lên xe đúng lúc cửa khép lại, túi đập vào cửa, làm người ta nghĩ máy bên trong va chạm hỏng mất, Tùng Long Tử vẫn chìm đắm trong âm nhạc, nở nụ cười dịu ngọt với lái xe, tiếng nhạc không hề dừng lại. Mộc Thôn Thác Tai lại từ xa xa xuất hiện trước ống kính, chạy tới bờ biển mới dừng lại, nhảy lên một chiếc thuyền sơn trắng, nhắm mắt giang tay mặc chiếc e-player rơi xuống sàn thuyền, âm nhạc vẫn vang lên. Màn hình lại chuyển sang Tùng Long Tử đi vào văn phòng, đặt chiếc e-player lên bàn làm việc. Cuối cùng chỉ có câu quảng cáo, hưởng thụ âm nhạc mọi lúc mọi nơi, e-player I, D, E, A. Rất nhiều khách tham quan ngẩng đầu xem quảng cáo, chẳng phải vì có gì tuyệt vời mới mẻ, quảng cáo chỉ dài 15 giây này đã thể hiện được tính năng chống va đập, thuận tiện mang theo người của e-player. Có điều thu hút khách tham quan chủ yếu là vì nam nữ nhân vật chính trong bộ phim Love Generation đang làm điên đảo Nhật. Đài Loan, Singapore, ngày nào chiếu bộ phim là doanh thu các khu giải trí Tokyo sụt giảm mạnh. Các anh mời được Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử làm đại sứ quảng cáo cơ à? Nhất định khu trưng bày sẽ đông nghịt người. Lý Hinh Dư hơi khom người, có vẻ hơi mỏi chân. Hợp đồng ký trước mùa thu, chúng tôi cũng có cảm giác như vớ được báu vật. Trương Khác hỏi có cần tới khu nghỉ ngơi bên cạnh ngồi một lúc không? Lý Hinh Dư cười nhu mì, theo Trương Khác tới khu nghỉ ngơi. Lấy chiếc e-player Trương Khác tặng cho giơ lên.
So với chiếc e-player, tôi càng chú ý tới Mộc Thôn Thác Tai hơn. Bật máy lên phát hiện bên trong có lưu trữ bài hát mới nhất của Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử. Vì sao lại hợp tác với Ti? Các anh không đủ tự tin à? Coi như vậy đi. Trương Khác cũng không phủ nhận, thấy Lý Hinh Dư ra hiệu mình nghiêng đầu đi, liền làm theo, để cô nhét một cái tai nghe vào. Chất lượng âm thanh tốt hơn tưởng tượng. Lý Hinh Dư khẽ lắc lư cơ thể, nói hết sức ngây thơ. Chẳng trách Tại Thù căng thẳng như thế, tiếc là người ở tổng bộ lại không bận tâm. Thật khó tưởng tượng nổi cô gái thuần khiết đáng yêu thế này mấy năm sau lại lựa chọn phương thức thê lương từ bỏ cuộc đời trong một chung cư lạnh lẽo. Này! Lý Hinh Dư nhìn thấy cô gái tiếp thị vừa này đứng ở bên kia khu nghỉ ngơi nhìn sang, đẩy vai Trương Khác. Trương Khác nhìn cô gái Thượng Hải, không biết cô ta có việc gì. Cô gái do dự đi tới, dùng tiếng Nhật nói. Có thể nói chuyện riêng với anh vài câu không? Đợi nhìn rõ thẻ đeo trước ngực Trương Khác hỏi thêm. Anh không phải nhân viên ở đây à? Chương 772, đồng bào. Thẻ phát cho doanh nhân và nhân viên công tác trông rất giống nhau, giờ Trương Khác mới hiểu tại sao cô gái này lại quanh quẩn cạnh mình, ra là lo mình đem chuyện tiếp rượu quán ba nói ra với người làm ở đây. Tôi không làm ở đây, sao không thấy Giai Mỹ đâu? Giai Mỹ là tên cô gái khác tối qua, quá nửa là tên giả. Cô ấy ban ngày cũng làm ở Shinjuku. Cô gái đối với loại chuyện này có chút xấu hổ, định giải thích cho bản thân, nhưng lại ngại Lý Hinh Dư. Shinjuku là khu khá nhiều người Hoa ở Tokyo. Tôi cũng không ngại để anh ấy tới quán bar ở Shinjuku đâu. Lý Hinh Dư cười giảo hoạt. Nếu có thể còn định nhờ anh ấy đưa tới đó chơi. Trương Khắc nhếch môi cười, không ngờ cô gái kia là gái chuyên nghiệp rồi, cũng không vạch trần Lý Hinh Dư cố ý gây hiểu lầm. Cô gái kia rất ngạc nhiên. Sao cô gái này sao lại không ngại bạn trai ra vào chỗ như thế? Lý Hinh Dư rất đắc ý mánh nhỏ của mình thành công, mời cô gái kia ngồi xuống nói chuyện. Giờ nghỉ của chúng tôi rất ngắn. Cô gái xin lỗi, giải thích nguyên nhân không thể ở lại lâu. Tôi là Lý Hinh Dư, người Hàn Quốc. Lý Hinh Dư nhiệt tình giới thiệu, cô sống ở Nhật Bản khá lâu, tiếng Nhật rất chuẩn thi thoảng còn giúp Trương Khác sửa cách phát âm mà y tưởng là mình giỏi lắm rồi. Người ta gọi tôi là Thôn Thượng Lệ Nại. Nói tên Trung Quốc của cô đi. Trương Khác không chút nể nang dùng tiếng phổ thông vạch trần thân phận của cô ta, nhìn vẻ kinh hoàng của cô gái, nhếch môi dùng giọng điệu lành lùng tàn khốc nói. Không ngờ người cô tiếp rượu hôm qua là đồng bào phải không? Cuối thập niên 90 trong du học sinh Trung Quốc tới Tokyo, quá nửa là người Thượng Hải, trong đó phần lớn là các cô gái, thật không hiểu các cô gái này tới theo đuổi giấc mơ hão huyền gì. Cô gái luôn lo lắng bị Trương Khác vạch trần bí mật, cô và bạn học cùng tới trung tâm triển lãm làm thêm, tuyệt đối không muốn bạn bè biết, tâm lý yếu ớt thấp thỏm suốt từ nãy tới giờ tức thì bị đánh tan, người nhũn ra sụi xuống, ngồi trên mặt đất lạnh băng ôm mặt khóc nức nở. Lần này tới lượt Trương Khác đau đầu, du khách đều bị tiếng khóc thu hút, một thiếu nữ dung mạo tuyệt thế, một thanh niên điển trai, một cô gái mặc đồ tiếp thị lộ nửa cái mông ngồi trên mặt đất lạnh khóc lớn, khung cảnh hết sức quái dị. Trương Khác thậm chí còn không biết cái cô gái đang khóc ầm ĩ kia tên là gì, thật đau đầu, Lý Hinh Dư cũng luống cuống, định kéo cô gái dậy, nhưng không kéo nổi. Tới tận khi Lâm Lệ Văn theo cùng Phó Tuấn Giảo bước đi tới, ngồi xuống đỡ cô gái đang chuyển vào trạng thái khóc nấc lên, hỏi. Nhạn Ninh, cô làm sao thế? Cô quen cô ấy à? Trương Khác hỏi. Cô ấy là tên là Tiêu Nhạn Ninh, học đại học Chiba, sau khi tôi tới Tokyo, tụ họp đồng hương có gặp qua. Khi công ty tuyển phiên dịch tiếng Nhật, cô ấy cũng tới ứng tuyển cho nên mới quen. Ồ, Trương Khác nhớ Lâm Lệ Văn là người Hồ Châu, rất gần Thượng Hải, tiếng địa phương cũng giống nhau, tới đất khách quan hệ càng thêm thân thiết, thấy Lâm Lệ Văn nhìn mình cảnh giác Trương Khác chỉ biết cười bất lực, chỉ mong cô gái kia ngừng khóc, có chuyện gì ra ngoài nói, ở đây rất khó xử. Anh nói như thế các cô gái rất tổn thương đấy. Lý Hinh Dư ghé sát vào tai Trương Khác nói nhỏ. Hình như anh rất để ý thân phận người Trung Quốc của cô ấy. Nếu là cô gái người Nhật hoặc Hàn có lẽ anh im lặng theo bọn họ thôi phải không? Anh cũng là người chủ nghĩa dân tộc cực đơn, không khác gì Tại Thù hết. Trương Khác gãi đầu, có lẽ Lý Hinh Dư nói đúng, nhưng trong trường hợp này dùng lời tả vãn tình sẽ chính xác hơn, nếu là con chim sẻ xấu xí chắc y chẳng bận tâm, nhưng là con Hoàng Yến thì khác. Lý Hinh Dư và Lâm Lệ Văn đỡ Tiêu Nhạn Ninh ra khu nghỉ ngơi sau trung tâm triển lãm. Nơi này tới bữa ăn mới náo nhiệt, hiện không có mấy người. Tiêu Nhạn Ninh mặc bikini cùng áo ni lông bạc,
trong khu triển lãm thì không có gì, ra ngoài trở nên quái dị lại lạnh, Trương Khác mở áo ngoài để cô buộc bên hông, được một ánh mắt tán thưởng của Lý Hinh Dư. Không muốn làm Tiêu Nhạn Ninh khó xử, mọi người không nói gì, đợi cô dần thu lại bi thương. Lâm Lệ Văn hiện vẫn chưa biết thân phận của Trương Khác, lại chẳng cảm thấy y có thân phận quyền thế gì, Tiêu Tấn Thái cùng nhân viên rất hòa đồng, cho dù hắn tôn kính Trương Khác, cũng không khiến nhân viên cảm thấy Trương Khác có gì ghê gớm. Tiêu Nhạn Ninh sau khi bình ổn lại tâm tình, cởi áo khoác trả lại Trương Khác. Tôi còn phải về làm việc, đi quá lâu sẽ bị trừ lương. Trương Khác không biết phải nói sao, Lâm Lệ Văn lên tiếng. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, cô ăn cơm cùng chúng tôi đi, lát nữa có thể nói chúng tôi có việc cần hỏi cho nên phải rời đi. Tiêu Nhạn Ninh vẫn rất xấu hổ, nhất định muốn đi, bọn họ chẳng thể giữ lại, Trương Khác bảo Lâm Lệ Văn đi cùng, Trương Khác vốn không cần phiên dịch. Lâm Lệ Văn mới tới Nhật Bản nửa năm, dẫn đường vẫn chưa đủ tư cách. Trương Khác mời Lý Hinh Dư tới quán ăn Tây dùng bữa, ăn xong tới nơi trưng bày cẩm hồ, trên đường đi Trương Khác hứng thú hỏi. Nhân viên Samsung có biết cô ở đây không? Chắc là không. Lý Hinh Dư buồn buồn nói. Nếu được, tôi nguyện bọn họ mãi mãi không biết hành tung của mình. Đáng lẽ ăn cơm xong hai người có thể chia tay rồi, có lẽ ở một mình tại Tokyo quá cô đơn. Có lẽ thấy Trương Khác không có người dẫn đường, Lý Hinh Dư vẫn đi theo Trương Khác. Tới khu trưng bày thấy đám đông hiếu kỳ vây quanh, xem ra chọn đại sứ quảng cáo chính xác rồi. Trương Khác nhìn thấy độ biên kính nhất cũng trong đám đông xem biểu diễn công năng của ePlayer. Đương nhiên cũng nghe thấy không ít lời tương tự, Trung Quốc thì làm được cái gì ra hồn. Ôi trời, đồ Trung Quốc ra gì, mặc dù rất giận, nhưng chỉ có thể nghe mà thôi. Thủ đoạn marketing nhắm vào thị trường Nhật Bản tuyệt đối không thể chỉ là quảng cáo trên truyền hình, cung cấp nội dung MP3 thu phí hoặc miễn phí trên mạng là trận tuyến tuyên truyền tuyệt hảo, quảng cáo trên các loại tạp chí thời thượng, còn gửi gắm hy vọng vào các nhà phân phối bản địa tích cực phối hợp, đương nhiên đặt hy vọng vào Thạnh Hoàn là xa vời. Cẩm Hồ có bán ePlayer ở triển lãm, nhưng có thể khẳng định quá nửa số người mua là các doanh nghiệp điện tử khác. Trương Khác nhìn thấy Tùng Đào Kiện và Tiêu Tấn Thành đang nói chuyện. Bọn họ cũng nhìn thấy Trương Khác, liền đi tới đón. Lần này tôi mang tới kế hoạch tuyên truyền tiêu thụ cuối cùng, mời ngài Trương thẩm duyệt, nếu thích hợp, chúng tôi sẽ bắt đầu. Tùng Đào Kiện nói. Trương Khác nhận lấy kế hoạch, đi vào văn phòng nhỏ sau khu trưng bày, đều là kế hoạch tuyên truyền thực thi thời gian gần sắp tới, không cần bảo mật. Thạch Hoàn yêu cầu Cẩm Hồ cung cấp 2.000 chiếc ePlayer với giá ưu đãi, xem tới đây Trương Khác xoa cằm nói. Đối với sản phẩm mới, cho dù giảm nửa giá người tiêu dùng cũng chẳng cảm thấy có lợi gì, vì bọn họ chưa tiếp xúc với giá thật của nó, tôi cũng không thích cách thức thúc đẩy doanh số này. Nhưng hạ giá là điều cần thiết. Tùng Đào Kiện giải thích. Tôi hiểu, chỉ là tôi muốn thay đổi phương thức, cô có thấy thời gian thúc đẩy doanh số đều toàn là giảm nửa giá có quá nhạt nhẽo không? Câu cuối Trương Khác nhìn đôi mắt to mê đắm của Lý Hinh Dư. Đúng thế. Lý Hinh Dư không ngờ Trương Khác đưa mình tới nơi thảo thuận sách lược thị trường của Cẩm Hồ, còn hỏi ý kiến của mình, quá đột ngột, đầu óc chưa theo kịp. Nhưng còn cách nào khác? Thời gian thúc đẩy tiêu thụ giới hạn 10 ngày, mỗi cửa hiệu chỉ cung cấp 1.000 chiếc ePlayer, ngày đầu tiên giảm giá 10%, ngày thứ 2 20%, tới ngày thứ 10 còn có chiếc ePlayer nào dùng để thúc đẩy tiêu thụ chưa bán được thì tặng miễn phí. Trương Khác gõ gõ bản kế hoạch, đưa cho Tiêu Tấn Thành. Sửa theo ý tôi. Rồi quay sang cười với Lý Hinh Dư. Thúc đẩy doanh số không thu hút được người ta, tôi thả tặng miễn phí cho xong. Cho dù ePlayer không đủ thu hút, thì cách bán hàng này của anh cũng làm người đương địa thích thú. Lý Hinh Dư từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt về phương diện thương nghiệp, cách thức này chủ yếu khiến người có hứng thú với ePlayer ngứa ngáy, hơn nữa còn có thể làm sự chú ý tích lũy theo từng ngày, khả năng ngày đầu tiên chỉ có vài chục người chú ý. Bọn họ không mua khi giảm giá 10%, bọn họ sẽ chú ý tới ngày thứ 2, lúc đó giá giảm là 20%, rồi đến ngày thứ 3, thứ 4 sẽ ngày càng có nhiều người chú ý, thế nào có người không nhịn nổi tới ngày cuối mới ra tay. Tóm lại là cao minh hơn cách đều giảm giá một nửa, Lý Hinh Dư ngoẹo đầu nhìn Trương Khác, nghĩ quả nhiên không thẹn là người một bước bay vọt lên trời ở thị trường Trung Quốc. Trương Khác chỉ xen vào một câu còn những người khác bắt đầu bận tối mắt ngay cả đi nhà xí cũng phải tính toán kỹ thời gian. Chương 773, lại là đồng bào. Lâm Lệ Văn lúc sau tới nói với Trương Khác. Hôm qua cô ấy lần đầu tiên tới quán ba tiếp rượu, rất hổ thẹn, lại lo anh sẽ. Ồ, Trương Khác bật cười,
có chút xấu hổ, y cũng tin cô gái giống tiểu trạch viên đó lần đầu bị kéo xuống bùn, trong lòng vùng vẫy đầy mâu thuẫn, cho nên mới trở nên yếu đuối như vậy. Cô ấy đâu rồi? Tâm tình không tốt, xin nghỉ rồi. Cho dù khách tham quan Âu Mỹ rất đông, nhưng ngài mặc cao lừng lững tới 2 mét, to như con gấu xám Bắc Mỹ vẫn hết sức bắt mắt. Ông ta thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư đứng cùng nhau thì ngớ ra mất một lúc, khoác vai Trương Khác cười rất quỷ dị. Còn định hẹn cậu tối tới chỉ đại Ikebukuro. Ai, thôi vậy, thôi vậy. Chỉ đại, trong truyền thuyết là thánh thổ hỗ trợ giao tiếp, là nơi nữ sinh Cao Trung và Đại Thúc Trầm Luân, nơi tập trung trang phục thủy thủ, váy ngắn kẻ ca rô, tất đen cao quá gối. Nụ cười quái dị mà ám muội của ngài mặc khiến Lý Hinh Dư và Lâm Văn Lệ nhìn mà sởn gai ốc. Trương Khác gãi gãi đầu, cũng muốn đi mở mang kiến thức lắm, nhưng mà thời cơ không thích hợp, bảo ngài mặc có chuyện gì tìm Tiêu Tấn Thành thương lượng, quay sang hỏi Lâm Văn Lệ. Cô biết Tiêu tiểu thư ở đâu không, tôi không thông thuộc chi ba lắm, đang muốn đi ra ngoài xem xét. Nhạn Ninh chắc còn ở phòng thay y phục, tôi có thể mời cô ấy cùng làm dẫn đường cho anh. Lâm Văn Lệ nói xong vội vã đi tới chỗ thay y phục nhân viên. Trương Khác giang tay ra với Lý Hinh Dư, còn chưa kịp nói gì, Lý Hinh Dư đã dịu dàng nói. Tôi cũng muốn ra ngoài đổi không khí. Vậy thì tốt quá. Trương Khác cũng như nam nhân bình thường, tất nhiên hy vọng có mỹ nhân như Lý Hinh Dư đồng hành, liền cùng cô đi tới chỗ thay y phục. Đi tới sảnh bên cạnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên công tác, có rất nhiều cô gái tiếp thị ăn mặc gợi cảm nghỉ ngơi trong đó. Nhìn thấy Lâm Lệ Văn đang nói chuyện cùng Tiêu Nhạn Ninh đã mặc áo khoác nhung màu đỏ thẫm, Lý Hinh Dư đưa tay ra thân thiết chào bọn họ, nhưng có bốn người chen ngang chắn đường chặn hai cô gái lại. Trương Khác vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cát Ấm Quân có mặt trong đó, dù điện tử Gia Tín tham gia triển lãm này, nhưng hắn phụ trách công ty hải ngoại của Khoa Vương lâu rồi, không biết tới đây vì nguyên nhân gì. Trong bốn người có một thanh niên tuổi tương đương với Cát Ấm Quân, hai người khác đều là trung niên bụng phệ. Nhìn hai người này lập tức trong đầu Trương Khác tưởng tượng ra hình ảnh quan viên ra nước ngoài khảo sát, không biết vì sao bọn họ lại chặn đường Lâm Văn Lệ và Tiêu Nhãn Ninh. Trương Khác kéo Lý Hinh Dư lại, đứng sau xem tình hình. Chào các cô, đây là anh Cát người Hong Kong, còn ba chúng tôi đều là đồng hương của các cô. Tên thanh niên đi lên phía trước đưa tay ra. Các cô đều là sinh viên du học Tokyo phải không? Vừa rồi chủ nhiệm Điền của chúng tôi nghe thấy các cô nói tiếng quê hương cảm thấy hết sức thân thiết. Lại nghe các cô nói chuyện cuộc sống ở Tokyo khó khăn, thấy nên có nghĩa vụ giúp đỡ đồng bào. Bốn người chúng tôi không quen thuộc Tokyo, muốn mời các cô làm bạn du lịch, không biết tốn bao nhiêu tiền. Nếu có thêm hai cô gái xinh đẹp nữa thì quá tốt, các cô cũng biết đấy, chỉ cần chơi vui vẻ, chúng tôi không ngại tốn kém. Trong mắt bốn người đó chỉ có hai cô gái xinh đẹp phía trước mà không thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư từ phía sau đi tới. Trương Khác thầm nghĩ đại khái họ Điền kia nghe thấy Tiêu Nhạn Ninh và Lâm Lệ Văn nói tới chuyện tới quán ba tiếp rượu mới sinh lòng háo sắc tìm người đuổi theo tới đây, nhíu mày lại. Cát Ấm Quân đứng hơi tụt về phía sau một chút, nói nhỏ với tên trung niên bụng phệ. Nghe nói chủ nhiệm Điền thích cô gái xinh đẹp da non mềm, cô bé bên trái được đấy, da rẻ mịn màng, chân lại dài. Rồi quay sang tên trung niên hói đầu. Sở trưởng Mã sẽ không tranh với chủ nhiệm Điền chứ? Tên trung niên hói cười dâm ô. Nói không chừng lão Điền không nhìn chúng cô em chân dài còn muốn đổi với tôi ấy chứ. Bọn họ nghĩ chỗ này có người hiểu được tiếng Trung thì cũng là du học sinh nghèo khó vùng vẫy dưới đáy xã hội, nên cười nói rất thản nhiên. Cát Ấm Quân vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hinh Dư, cô vừa nghe thấy lời Cát Ấm Quân đang tức giận nhìn chằm chằm. Lý Hinh Dư dung nhan mỹ lệ thanh khiết, đôi mắt trong veo, ánh mắt chạm nhau. Tên hoàn khổ buông thả dâm dục như Cát Ấm Quân cũng bối rối tránh đi, hoàn toàn không nhìn thấy Trương Khác. Tên chủ nhiệm Điền thấy vẻ mặt khác lạ của Cát Ấm Quân quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư, mắt lồi ra, coi cô cũng là cô gái tiếp thị ở đây, sợ đám còn lại tranh với mình, không ngờ ngó lơ Trương Khác, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lý Hinh Dư. Cô em là du học sinh Trung Quốc phải không, bọn anh vừa mới tới Tokyo. Còn đưa tới ra tôi chặt cái tay chó của ông. Trương Khác tóm lấy cổ tay chủ nhiệm Điền, tóm lấy cổ áo lão ta. Ra tận nước ngoài làm trò bẽ mặt này. Rồi căm ghét đẩy hắn sang một bên. Lý Hinh Dư có chút hoảng sợ, theo bản năng nép vào người Trương Khác. Tên chủ nhiệm Điền người béo phì, bị Trương Khác đẩy cho một cái ngã lăn quay, chống tay xuống đất vất vả đứng dậy, chỉ mặt Trương Khác. Này này, sao cậu tùy tiện động chân động tay thế hả, không biết nói lý lẽ à? Chẳng qua là thứ học sinh nghèo du học.
có gì ghê gớm, tôi hỏi, tôi đã làm gì chưa? Trương Khác trừng mắt lên. Mắt chó của lão mù à, học sinh nghèo trong nước du học là để cho đám quan viên chó má ức hiếp à? Nếu chẳng phải sợ động tĩnh quá lớn khiến truyền thông Nhật có cái cớ tung hê dùm beng lên, Trương Khác đã đạp cho một phát rồi. Lúc này Cát Ấm Quân mới nhìn thấy Trương Khác, chết đứng tại chỗ, tên sở trưởng Mã thấy Trương Khác cao lớn không dám tranh chấp, chỉ kéo chủ nhiệm Điền lên, tên thanh niên kia thấy thế xông tới định liều mạng, song bị Phó Tuấn kịp thời tới nơi tóm lấy vai trái không cho nhúc nhích. Trương Khác chỉ vào mặt Cát Ấm Quân, hạ thấp giọng mắng. Đừng có giở trò bêu mặt ở đây, Cát gia cũng là gia tộc có chút thể diện đấy. Cát Ấm Quân đâu ngờ gặp được sát tinh này ở đây. Từ hồi ở Hong Kong bị Phó Tuấn đấm cho rụng hai cái răng, trong lòng hắn rất sợ Trương Khác, nghĩ cái hạng dầu sổi này rất hung hăng, không hợp ý một chút là động thủ, làm gì có chút khí độ nào của con cháu thế gia, nếu bị y giáo huấn cho một bài ở đây thì quá oan uổng. Cát Ấm Quân kéo áo chủ nhiệm Điền, thì thầm vài câu, lão ta vội bảo tên thanh niên đang bị Phó Tuấn giữ chặt bỏ qua, bốn tên vội vã bỏ đi, nhưng vẫn không cam tâm còn trừng mắt nhìn Trương Khác oán hận. Trương Khác tay chống trán cười khổ. Lý Hinh Dư xin lỗi, áy náy vì mình mà gây nên va chạm này, thấy hai cô gái kia có vẻ sợ hãi, Trương Khác hưởng cười nói. Chuyện này các cô chắc chưa gặp bao giờ hả? Vừa rồi tôi và Nhạn Ninh ăn cơm ở phòng ăn, lão trung niên đáng ghê tởm đó cứ bám dính lấy bên cạnh, không ngờ lại từ trong nước tới. Lâm Lệ Văn lo lắng nói. Lão ta chắc nghe thấy chúng tôi nói chuyện với nhau rồi. Tiêu Nhạn Ninh vốn tâm lý bất ổn, lại thêm chuyện này, sắc mặt rất kém. Tuy gây ra chút động tĩnh, nhưng chuyện nhanh chóng được dẹp yên, không khiến nhiều người kéo tới lắm, Trương Khác vẫn cẩn thận nói. Bỏ đi, chúng ta đi trước nào. Ba cô gái vội vã đi ra ngoài, trước khi lên xe, Trương Khác nói với Phó Tuấn. Tên họ Điền kia ở Ủy ban Mậu Dịch tỉnh Giang Nam, về nước Anh nhớ sai người cha. Chương 774, Chí Tá Tú Tàng. Nhóm Trương Khác, Lý Hinh Dư đứng dưới mái hiên che nắng trước trung tâm đợi lái xe từ bãi đỗ ra. Nhìn thấy đám Cát Ấm Quân, trừ họ Điền, họ Mã và tên thanh niên có thêm ba người nữa. Trương Khác cầm hơi hếch lên, trầm tư nhìn bầu trời xanh lam tinh khiết, Lý Hinh Dư, Lâm Lệ Văn nhìn đám người đó, còn Tiêu Nhạn Ninh xấu hổ cúi đầu không nói tiếng nào. Cát Ấm Quân nhìn thấy đám Trương Khác mặt trở nên âm trầm, nhưng vẫn không kìm được liếc qua Lý Hinh Dư mấy cái, những năm qua mỹ nữ hắn chinh phục cũng đa phần có dung nhan mỹ lệ. Nhưng cả cô gái xuất sắc nhất đem so với cô gái bên cạnh Trương Khác này vẫn thiếu thiếu gì đó. Hắn cắn căng cố ngẩng cao đầu đi qua bên Trương Khác, họ Điền, họ Mã cúi gằm mặt xuống, biết thân phận của Trương Khác cho dù hận có bầm gan tím ruột bọn chúng cũng không dám tranh chấp gì. Nếu chuyện bọn chúng ở Nhật Bản kiếm gái bị lộ tới trong nước, chúng sẽ nếm đủ, đành cúi đầu trước, sau này đòi nợ cũng không muộn. Họ Điền là Điền Kiện chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh Giang Nam. Họ Mã là Mã Canh Đức Phó Sở trưởng Sở Khoa học Kỹ thuật, thành viên chủ yếu của tiểu tổ lãnh đạo hạng mục kiến thiết cơ sở chế tạo điện tử Kim Sơn, lãnh đạo tiểu tổ này là Chu Cẩn Du. Lần này lấy cớ tham quan khảo sát hội chợ triển lãm là do họ Điền họ Mã cầm đầu, đám còn lại là quan viên tâm phúc, nếu không đã chẳng được đi theo. Đám Cát Ấm Quân sau khi lên xe, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Trương Khác, không vội bảo tái xế lái xe. Điền Kiện ngọt nhạt nói một câu. Cẩm Hồ tay dài thật, Tân Quang tới tận Giang Nam trồng rừng rồi. Cẩm Hồ muốn vươn tay tới Giang Nam chẳng phải là thò cổ cho chủ nhiệm Điền chém sao? Để bọn chúng thấy thủ đoạn ngửa tay làm mây úp tay làm mưa của chủ nhiệm Điền. Mã Canh Đức tuy không trực tiếp bị bẽ mặt nhưng cũng rất uất ức. Hơn nữa nếu như Cẩm Hồ đã muốn vươn tay tới Giang Nam, thằng nhãi đó phải biết chủ nhiệm Điền chứ. Anh chỉ biết khách bác suối bảy. Trong cái xe này không có người ngoài. Tới Nhật Bản bọn chúng đều lộ bản chất, biết nhau quá rõ, Điền Kiền nói chuyện cùng tùy ý. Chuyện ngáng chân người khác, thủ đoạn của anh có kém ai đâu. Tôi có muốn ngáng cũng phải ngáng được mới dám chứ. Mã Canh Đức cười hăng hắc. Tôi nói thế chỉ an ủi anh thôi, ai biết anh thấy gia nhân lại hấp tấp như thế, chẳng thèm nhìn người đứng bên cạnh là ai. Nếu chẳng phải Cát thiếu gia nhắc, ai mà nhận ra được cái mặt đó. Điền Kiền. Mã Canh Đức đều coi Cát Ấm Quân là đại thiếu gia Hong Kong, có tài sản hàng tỷ, tùy tiện ném một phần là mặt đất thủng cả mảng, giờ lại là nhà đầu tư rót tiền vào cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, không dám lên mặt quan viên. Điền Kiện thấy hắn mắt nhìn chằm chằm phía bên kia, ánh mắt có tham lam, có oán hận, định nói với hắn vài câu phát tiết thì thấy một Lexus đi tới, ba thanh niên Nhật Bản ăn mặc sang trọng đi xuống,
ghé tai thì thầm vài câu rồi đi về phía đám trương khác. Cẩm Hồ ở Nhật Bản cũng được ưa chuộng quá nhỉ. Điền Kiện nghĩ ba thanh niên đến đây là vì trương khác, cảm khái một câu, thầm nghĩ nếu thế xung đột ở đây chỉ có thua thiệt, điện tử Gia Tín không có căn cơ gì ở Nhật Bản. Cẩm Hồ có nghiệp vụ ở Nhật Bản, bọn chúng có sản phẩm điện tử đang tính tiến vào thị trường Nhật. Cát Ấm Quân tiếp lời. Bằng vào bọn chúng à? Mã Canh Đức cười khinh miệt. Chẳng phải tôi nói mạnh miệng, bằng vào vị trí của tôi cũng nhìn thấu, trong vòng 20 năm, Trung Quốc mà có sản phẩm điện tử vào được thị trường Nhật Bản thì là kỳ tích rồi. Cái trò bọn chúng làm ở Đông Hải không ăn thua ở đây đâu, tưởng rằng có được thứ kỹ thuật hạng bét là ghê sao. Nằm mơ đi, vài năm nữa bọn chúng sẽ hiểu, chuyện Chính Thái và Gia Tín đang làm ở Giang Nam mới là chuẩn xác. Lời của Mã Canh Đức còn chưa kịp được hưởng ứng thì Cát Ấm Quân nhìn thấy ba người Nhật kia đã tới trước cô gái tuyệt diễm bên cạnh Trương Khắc cúi mình chào cực kỳ cung kính. Cô gái đó là ai? Điện Kiện vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt thiên kiều bá mị đó còn tràn ra dục vọng vô hạn, lúc này tỏ ra ngạc nhiên. Không nhận ra. Cát Ấm Quân lắc đầu, nhìn có vẻ thân phận không thấp, nói không chừng là thiên kim một tài phiệt nào đó ở Nhật Bản, may mà không làm chuyện gì quá đáng, nếu không sẽ rất khó giải quyết. Cô gái này sao lại xuất hiện ở khu nghỉ ngơi nhân viên, còn quen hai cô gái quán bar? Nghe nói một số thiếu nữ Nhật Bản dù trong nhà rất nhiều tiền, nhưng vì cảm thụ sinh hoạt xã hội cũng ra ngoài làm việc thấp kém, Cát Ẩm Quân vỗ đầu, nghĩ không ra nổi. Gia tộc Lý Hy Kiện trừ người nhậm chức trong tập đoàn, các thành viên còn lại sống kín đáo, ít lộ diện trước giới truyền thông, Cát Ẩm Quân cho dù có qua lại với Lý Tại Thù nhưng không nhận ra Lý Hinh Dư, nếu không hắn sẽ càng ngạc nhiên. Trước đó hắn được nghe Tạ Kiếm Nam kể giữa Trương Khác và Lý Tại Thù thậm chí xung đột tới mức Tổng lãnh sự Hàn Quốc phải ra mặt mới giải quyết được, ở trong nước rất nhiều chính sách của Cẩm Hồ lại đối đầu với Samsung. Trong suy nghĩ của Cát Ấm Quân thì thành viên gia tộc Lý Hy Kiện thấy Trương Khác phải nghiến răng nghiến lợi mới phải, sao có thể thân mật khăng khít thế kia. Thấy cô gái kia giới thiệu ba người Nhật Bản, Trương Khác vẫn tỏ thái độ nhàn nhã, Cát Ấm Quân nhíu chặt mày, đột nhiên thấy Trương Khác ném sang bên này một ánh mắt khinh miệt. Dù biết y không nhìn được trong xe, Cát Ấm Quân vẫn theo tiềm thức né tránh. Dù có khinh bỉ đám họ Điền họ Mã kia thế nào Trương Khác cũng không để giới truyền thông có mưu đồ của Nhật Bản thừa cơ tung hê tin tức bất lợi về nội địa, nếu không bọn chúng làm sao thoát thân dễ dàng thế được, thấy bọn chúng vào xe chưa đi, biết đang nấp trong đó quan sát bên này. Trương Khác không sợ người ta hận, chỉ cần làm bọn chúng sợ mình là được. Một trong ba thanh niên từ trong xe đi ra biết Lý Hinh Dư, liền đi tới cúi mình chào. Tiểu thư Hinh Dư, thật vinh hạnh quá, không ngờ tình cờ gặp cô ở đây. Rồi khẽ gật đầu với Trương Khác, Phó Tuấn. Chỉ tá Tú Tàng chào các vị. Trên mặt Lý Hinh Dư chẳng có vui mừng nào, chỉ đáp lại theo lễ tiết, thấy chỉ tá Tú Tàng chào Trương Khác, đành miễn cưỡng giới thiệu. Bọn họ là người bạn chúng tôi quen ở Trung Quốc. Trương Khác thầm đoán tên thanh niên đẹp trai lạnh lùng này là người của gia tộc chỉ tá, một trong ba gia tộc đứng sau lưng Mitsui. Chí tá Tú Tàng hiển nhiên không thèm biết tên người khác, có lẽ vì Lý Hinh Dư nói là bạn ở Trung Quốc, chưa đợi cô giới thiệu tên, hắn đã quay mặt đi. Tiểu thư Hinh Dư vừa mới tới hay là chuẩn bị đi? Nếu chuẩn bị đi có thể đợi tôi chốc lát không? Trương Khác cười nhạt, sự vênh váo che giấu dưới bề ngoài khiêm nhường của người Nhật không phải y mới nhận ra, chí tá Tú Tàng ân cần với Lý Hinh Dư, y thì quan sát hai tên còn lại, một có lẽ là vệ sĩ, tên còn lại có vẻ là nhân viên cao cấp, tuổi chừng 30. Thanh niên kia nhìn thấy thẻ trước ngực Trương Khác thì chủ động hỏi. Ngài có phải là người của tập đoàn Ái Đạt, kẻ hèn này là Sâm Sơn Giã, làm việc ở Toshiba. Rồi hết sức trang trọng đưa danh thiếp cho Trương Khác và Phó Tuấn. Thẻ trước ngực Trương Khác không ghi tên công ty, nhưng cả triển lãm chỉ có một doanh nghiệp tới từ Trung Quốc, nên nghe Lý Hinh Dư giới thiệu, Sâm Sơn Giã đoán ra. Trương Khác nhận lấy danh thiếp không ngờ là trợ lý trưởng phòng sự nghiệp sản phẩm của Toshiba. Chương 775, Disneyland. Trương Khác nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn khuôn mặt phổ thông kiểu Nhật Bản, cười thầm, đợi anh lâu lắm rồi đó. Chỉ tá Tú Tàng lúc này mới quay sang. Đó là người anh muốn tìm à? Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì mau nói đi, tôi cũng không muốn để tiểu thư Hinh Dư đợi tôi quá lâu. Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư, thấy đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại vì lời nói độc đoán của chỉ tá Tú Tàng, cố gắng không để sự khó chịu thể hiện ra mặt. Trả danh thiếp lại cho Sâm Sơn Giã. Xin lỗi, tôi không tham dự nghiệp vụ của công ty tại Nhật Bản, nếu các vị có nghiệp vụ muốn liên lạc. Vẫy tay gọi một nhân viên đi theo.
anh ta sẽ dẫn các vị tìm nhân viên công tác. Sâm Sơn Giã khom người với Trương Khác, nói một câu cảm ơn. Vội vã tới thăm, hết sức xin lỗi, không quấy rầy các vị lên đường nữa, tôi sẽ tìm nhân viên công tác. Trương Khác mỉm cười. Không cần khách khí. Kéo cánh tay Lý Hinh Dư. Chúng ta đi thôi, xe đang đợi. Hoàn toàn không thèm để ý khuôn mặt chỉ tá Tú Tằng cực kỳ khó coi. Xin lỗi, tôi và bạn có hẹn rồi. Lý Hinh Dư bối rối chào chí tá Tú Tàng, Sâm Sơn Giã rồi đi theo Trương Khác. Chí tá Tú Tàng ngớ ra nhìn Lý Hinh Dư vào xe, giọng không tin nổi. Không phải tôi nằm mơ chứ, Hinh Dư vì cái thằng ở đâu nhảy ra kia mà không thèm để ý tới tôi à? Tiểu thư Hinh Dư cũng có quyền kết bạn mà. Sâm Sơn Giã mỉm cười. Cho dù anh có muốn đem cô ấy vào giấu riêng trong nhà cũng phải kiên nhẫn đợi vài năm nữa mới được, cô ấy mới 20 tuổi phải không? Chỉ tá Tú Tàng gạt chuyện Lý Hinh Dư sang một bên, hắn gần như coi cô đồ trong túi rồi, cau mày nói. Chẳng hiểu đầu óc anh nghĩ cái gì mà tìm doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác. Sâm Sơ Giã thì nhìn theo xe Trương Khác. Anh nói xem tiểu thư Hinh Dư làm sao quen những người bạn Trung Quốc đó. Theo tôi biết Samsung và Ái Đạt quan hệ không tốt, mà thanh niên kia địa vị ở Ái Đạt chắc không thấp. Anh thực sự cho rằng công ty Trung Quốc đó và Ti Liên Hợp đưa ra DMP có thể thay thế CD. Em đi sao? Chỉ tá Tú Tàng không để Sâm Sơn Giã lảng sang chủ đề khác, hỏi tới. Kỹ thuật số là xu thế của tương lai, em đi tuy có phẩm chất tốt, song ứng dụng số không triệt để. DMP cho dù không thay thế được thì cũng chiếm cứ địa vị chủ đạo thị trường trong tương lai. Sâm Sơn Giã nói rất chắc chắn. Sao anh không đi tìm Tùng Đảo Quân của Panasonic hỏi xem họ có ý kiến gì? Cho tới khi rời khỏi trung tâm triển lãm rất xa Lý Hinh Dư mới thở phào, giờ mới nhớ ra một việc, Sâm Sơn Giã là nhân viên cao cấp của Toshiba, hắn chủ động tìm Cẩm Hồ vì cớ gì. Nghĩ thế mày cau lại. Ngồi đối diện với Lý Hinh Dư luôn là chuyện rất vui vẻ dễ chịu, thấy cô hơi cau mày, liền hỏi. Chẳng lẽ cô đang học tập chuyện kinh doanh? Á, Lý Hinh Dư xấu hổ vì bị nhìn thấy nội tâm. Chỉ tò mò một chút thôi. Còn tưởng anh sẽ bỏ chúng tôi lại đi cùng ngài Sâm Sơn của Toshiba. Tôi là người vô vị như vậy sao? Trương Khác hỏi ngược lại. Lý Hinh Dư nhớ lại lúc ở Hải Châu, Trương Khác đem mình trốn đi chơi là lúc Cẩm Hồ đang bận rộn, mặt đỏ lên, tránh ánh mắt của y. Tiêu Nhạn Ninh vì hổ thẹn nhục nhã, cứ hoang mang lên xe, đầu óc trống rỗng. Lâm Lệ Văn từ lúc nhìn thấy Lý Hinh Dư đã tò mò thân phận của cô. Chẳng biết Trương Khác mời Tiêu Nhạn Ninh chiều đưa đi chi ba chơi là muốn tới đâu, chắc không phải là chỗ ghê tớm như mấy kẻ đồng bào kia muốn tới chứ. Cuộc đời chẳng có đạo lý lớn lao gì mà nói, với Tiêu Nhạn Ninh, Trương Khác không có tư cách giáo huấn, tuy nói nhờ cô dẫn đường tới chi ba chơi, nhưng chỉ hỏi ý Lý Hinh Dư. Cô sống ở Tokyo lâu rồi, cô nói xem chúng ta nên đi đâu chơi. Bất ngờ là Lý Hinh Dư kiến nghị tới công viên Disneyland. Đang ở chi ba. Tới Disneyland một chuyến cũng rất thuận tiện, chỉ là hôm nay là cuối tuần, người đông nghìn nghịt, mua vé vào cổng rồi chơi trò gì cũng không tốn tiền, hay hơn công viên trong nước nhiều, chỉ là phải xếp hàng. Một số địa điểm trò chơi thu hút xếp hàng từ trong ra ngoài, thò đầu nhìn vào trong cũng có cả đám đông dài rằng rặc. Lý Hinh Dư vừa vào Disneyland là nhắm ngay vào tàu lượn cao tốc thẳng tiến, cô nói từ sau khi lên 10 không ai đưa cô đi chơi nữa, tựa hồ thời gian vui sướng tuổi thơ bị cắt đứt từ đó. Nhìn thấy những cái đường dây uốn lượn ngoằn ngoèo, chiếc tàu lượn lao đi như bay, người ngồi trên giơ hai tay phát ra tiếng gào thảm khốc, chỉ nhìn thôi Trương Khác đã vã mồ hôi lạnh. Tưởng rằng Lý Hinh Dư nhìn thấy cảnh này sẽ hưng phấn tới hai mắt tỏa sáng, không ngờ nghe thấy tiếng kêu đó, cô cũng sợ run bấu lấy cánh tay Trương Khác, mặt đầy khẩn trương, sợ thế còn đi làm gì, Trương Khác lấy làm lạ nhưng không hỏi, phải giữ tư cách phái mạnh chứ. Đội ngũ rất dài, nhóm Trương Khác xếp hàng bên ngoài 20 phút. Bên trong đợi 20 phút nữa mới tới lượt, Tiêu Nhạn Ninh vẫn cứ như người mất hồn, nên ra sao cũng được, Lâm Lệ Văn thì càng nhìn càng sợ muốn rút lui. Trương Khác vô lại nói, tôi không muốn cô thấy tôi bị bêu xấu, hoặc cô đi cùng chúng tôi, hoặc lập tức về trung tâm triển lãm. Lâm Lệ Văn bất lực bị Trương Khác ép cùng Tiêu Nhạn Ninh ngồi lên tàu lượn. Trương Khác cũng lần đầu chơi trò này, tàu lượn đâm thẳng xuống từ góc 60 độ, cảm giác như đang rơi xuống vực sâu muôn trượng. Muốn liều mạng tóm lấy cái gì đó níu kéo, nhưng mọi thứ bên cạnh cũng đang ầm ầm rơi theo, xuống đoạn bằng phẳng cảm giác như thoát chết trở về, kích thích nhất là khi phóng vọt lên không trung, cho dù cánh tay bị Lý Hinh Dư ôm chặt vào lòng,
nghe cô thét chói tai, nhưng không gì so được với cảm giác đầy đặn êm ái từ bộ ngực kia truyền tới. Sau khi xuống, Lâm Lệ Văn, Tiêu Nhãn Ninh cầm túi ni lông trốn sau cây nôn thốc nôn tháo, Trương Khắc hai chân bủn rủn, đi trên mặt đất mà như đi trên mây, nhịn lắm mới không gọi Phó Tuấn tới đỡ. Lý Hinh Dư cảm giác không tốt tí nào, má trắng bệch, tóm lấy cánh tay Trương Khắc, tựa hồ buông ra là người ngã xuống đất, cơ thể còn hơi run rẩy. Trương Khắc uống hết một chai nước khoáng lạnh, nghỉ ngơi 10 phút mới hoàn hồn, nhìn Lâm Lệ Văn mặt cắt không ra máu. Cảm giác ra sao? Tôi muốn về trung tâm triển lãm. Lâm Lệ Văn xua tay, tỏ ra rất hối hận. Ngược lại Tiêu Nhãn Ninh nôn xong mắt đã có sức sống trở lại, tâm trạng như trời sắp sập đã biến mất, đại khái nhờ sự kích thích mạnh mẽ vừa rồi xua đi, Lý Hinh Dư đúng là rất hiểu lòng người. Trương Khắc không muốn dạy dỗ gì Tiêu Nhãn Ninh, chỉ muốn cho cô có một cơ hội ghim cương trước khi lao xuống vực thẳm, y muốn cơ cấu phòng vận hành hải ngoại cố gắng an bài thật nhiều cương vị công tác cho du học sinh, đó là điều duy nhất hiện y có thể làm, y cũng luôn làm. Năm 97, tổng số du học sinh lên tới 15.000 người, 1/3 tới Nhật Bản, từ thập niên 80 tới nay, du học sinh ở lại Nhật Bản tới hơn 6 vạn, trên toàn thế giới trên 30 vạn. Kỹ thuật trong nước lạc hậu nghiêm trọng so với phương Tây, nếu kéo những sinh viên này trở về có thể bù đắp rất nhiều sự chênh lệch này, khởi động kế hoạch vườn sồi là cũng có suy tính này, chỉ là chuyện cẩm hồ có thể làm rất hữu hạn. Chương 776, bóng dáng tài phiệt. Nơi ở của Lý Hinh Dư gần Bảo Thần Đinh, đó là một khu chung cư rất cao cấp, gần đó có một nghĩa trang thấp thoáng dưới bóng cây bách xanh mướt, nếu chẳng phải được cô nhắc cho, Trương Khắc còn tưởng rằng đó là khu lâm viên cổ giữa thành phố huyên náo. Nhật Bản coi người chết là âm thần, chung cư gần nghĩa trang là chuyện thường thấy, đưa Lý Hinh Dư về nhà, xe còn qua nghĩa trang kia về nhà khách anh đào. Lý Hinh Dư buổi tối mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về nhà đúng giờ, nói là vì thân tình, chẳng bằng nói bị giới nghiêm. Trương Khắc hỏi nếu cô không kịp thời gọi điện về nhà sẽ có hậu quả gì, Lý Hinh Dư nói toàn bộ vệ sĩ của cô ở Tokyo sẽ hành động. Về tới nhà khách, thấy đám Tiêu Tấn Thành đi xã giao thương nghiệp chưa về, Trương Khắc xuống quán cà phê Internet tra duyệt tư liệu về tài phiệt Nhật Bản. Mạng Internet trong nước mới có bước khởi đầu, tình hình Nhật Bản tốt hơn rất nhiều, một tiếng lên mạng chỉ tốn 400 đồng, so với vật giá ở Nhật Bản là khá rẻ rồi, cà phê cũng không tệ. Năm 98 lên mạng tra tư liệu đương nhiên chẳng thể so với 10 năm sau, dù ở Nhật, tư liệu về Mitsubishi, Mitsui cũng rất ít, đừng nói là gia tộc đứng ở đằng sau. Samsung là tam tinh, Mitsui là tam tỉnh, còn Mitsubishi là tam lăng, khá ngộ. Tiêu Tấn Thành mang theo hơi men ngà ngà về nhà khách, Trần Tuấn Huy cũng tới báo cáo. Trần Tuấn Huy đi qua quán cà phê Internet, thấy Trương Khắc đang ngồi trước màn hình, nhà nhã uống cà phê hòa tan rẻ tiền, nói. Khắc thiếu gia hình như chưa có thói quen của người có tiền. Trương Khắc quay đầu lai, ra hiệu bọn họ đợi để y tắt mắt. Trong phòng có gian nhỏ để uống trà bàn việc, vừa ngồi xuống Trần Tuấn Huy đã có chút nóng vội nói. Toshiba động lòng rồi, Sâm Sơn Giã hôm nay chạy tới hỏi chúng tôi tư liệu liên quan tới ePlayer. Nghe nói Sâm Sơn Giã trước khi vào trung tâm triển lãm gặp được Khắc thiếu gia. Trương Khắc gật đầu. Lúc này nói Toshiba động lòng còn sớm lắm. Quan hệ đằng sau doanh nghiệp Nhật Bản quá phức tạp, chúng ta cần đối đãi cẩn thận. Tiêu Tấn Thành báo cáo. Hôm nay bán ra giới hạn 1.000 chiếc ePlayer, tôi thấy 90% do doanh nghiệp trong nghề mua, vì để không ảnh hưởng tới hoạt động thúc đẩy doanh số, đành lấy ra máy mẫu cho bọn họ mang về mổ xẻ nghiên cứu. Toshiba có phòng nghiên cứu ở DH3, cho dù bọn họ lấy được ePlayer sớm nhất nhưng buổi chiều đã tiếp xúc với chúng ta thì tốc độ đúng là quá nhanh. Trương Khắc xua tay. Bọn họ muốn tiến thêm một bước đưa ra con số nghiên cứu đánh giá vẫn cần một khoảng thời gian, phương diện này chúng ta không cần lo. Dù chưa tới mức mài kiếm 10 năm, nhưng ePlayer cũng được đầu tư 2 năm tâm huyết, chút tự tin vẫn có. Tiêu Tấn Thành tư lự. Có lẽ thực sự cần lo là thái độ doanh nghiệp Nhật liên hợp với nhau, cho dù Toshiba có hứng thú với ePlayer, loại hứng thú này khả năng sẽ bị dập tắt ngay thôi. Dập tắt cũng tốt, theo kế hoạch của chúng ta. Cũng không mong Toshiba khuất phục quá sớm. Trương Khắc cười tự tin, làm Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy khá yên tâm. Doanh nghiệp điện tử Nhật Bản nhìn thì cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng thái độ đối ngoại lại nhất trí khác thường, nguyên nhân bọn họ thường xuất phát cùng một nguồn. Lấy Toshiba ra nói, trước Đại chiến Thế giới 2, Toshiba là một trong số xí nghiệp thành viên của tài phiệt Mitsui. Sau Đại chiến, Nhật Bản bị Mỹ tiếp quản,
Tài phiệt Mitsui vốn đoàn kết chặt chẽ bị ép giải tán hình thành tổ chức rời rạc, Toshiba, Toyota chính thức tách rời Mitsui, hưởng thụ tự do tương đối. Nhưng Sony, Panasonic, NEC dưới quyền Mitsui vẫn có đặc quyền ưu tiên hợp tác với Toshiba, đặc biệt là sức ảnh hưởng đằng sau càng làm Toshiba khó đưa ra quyết định ảnh hưởng tới lợi ích chỉnh thể của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản. Biến số quá nhiều, hôm nay Toshiba chủ động tiếp xúc vẫn chưa nói lên được điều gì, nhưng khiến Toshiba hứng thú là thành công đầu tiên. Quả nhiên ngày hôm sau các tờ báo chuyên nghiệp đưa tin về triển lãm điện tử Tokyo hoàn toàn không có cái tên của Cẩm Hồ, nhưng Cẩm Hồ tuyển chọn chính xác đại sứ sản phẩm, tin tức Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử làm đại sứ cho ePlayer được truyền thông giải trí cho đăng bừa bãi. Mặc dù có nhiều lời nghi vấn như, tuy ý tưởng sản phẩm rất mới mẻ độc đáo, song thứ tới từ Trung Quốc liệu đáng tin tưởng, thậm chí có tờ báo cực đoan chỉ trích Mộc Thôn Thác Tai, Tùng Long Tử làm đại sứ cho, sản phẩm thấp kém của Trung Quốc, có điều ePlayer được xã hội Nhật Bản chú ý là sự thực không phải tranh cãi. Kế hoạch tu sửa của Thạch Hoàn cũng chính thức khởi động, bắt đầu tuyên truyền sản phẩm mới. Một phương diện khác, trừ doanh nghiệp Nhật Bản ra, triển lãm điện tử Tokyo còn thu hút hơn 300 doanh nghiệp hải ngoại tham gia triển lãm, trong đó có 40 doanh nghiệp điện tử nghe nhìn. Chính như lời Tiêu Tấn Thành nói, số ePlayer tiêu thụ trong mấy ngày đầu tuyệt đại đa số bị những doanh nghiệp đó mua sạch, dù không thiếu du khách bị quảng cáo thu hút tới mua ePlayer, nhưng sự hưởng ứng ở triển lãm không thể đại biểu tình hình thị trường Nhật Bản thật sự. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp đỉnh cấp, tháo một sản phẩm điện tử không cần nhiều thời gian là có thể xem hiểu đại khái, huống hồ ở Tokyo có nhiều cơ cấu nghiên cứu cung cấp máy móc trang thiết bị phân tích, tới ngày 22, rất nhiều doanh nghiệp điện tử đã có đánh giá thực sự về kỹ thuật DMP. Cùng bắt đầu từ ngày 22, liên tục có doanh nghiệp đưa ra yêu cầu giống siêu trước đó, hy vọng mua sản phẩm của Cẩm Hồ dán thương hiệu của bọn họ tiêu thụ. Doanh nghiệp điện tử Nhật Bản chính đang khẩn trương đưa em đi ra toàn cầu, Cẩm Hồ vốn không có chút căn cơ nào ở châu Á căn bản không thể lũng đoạn sản xuất tiêu thụ máy phát MP3 được. Sách lược thị trường định sẵn mà Trương Khắc cùng Tô Tân Đông, Trấn Tín Sinh đưa ra là tiến hành cấp quyền với điều kiện rộng rãi cho doanh nghiệp điện tử ngoài thị trường Nhật Bản, dùng tốc độ nhanh nhất phổ biến DMP, áp chế sự khuếch trương của kỹ thuật MD Nhật Bản trên phạm vi toàn cầu. Đây là quyết định nhất trí hình thành sau khi đàm phán với TI. Cấp quyền kỹ thuật sản phẩm là quyết định khá phức tạp có quan hệ lợi hại trong đại, dán mác tiêu thụ lại đơn giản hơn nhiều, với doanh nghiệp điện tử kia mà nói, không cần đầu tư sản xuất gì, có thể thực thi trong thời gian ngắn. Lúc này đại đa số doanh nghiệp đề xuất dán mác tiêu thụ là điều Trương Khắc hoàn toàn có thể hiểu được, ngoại trừ công ty hợp tác nhiều năm với Cẩm Hồ như C, Kiêu Gia, muốn để các doanh nghiệp khác lúc này tin tưởng Cẩm Hồ thì làm khó người ta quá. Đây chỉ là bước đầu thôi. Chỉ cần sản phẩm dán mác thuận lợi phổ biến ở thị trường hải ngoại, phản hồi tốt đẹp là có doanh nghiệp trực tiếp tranh thủ cấp quyền kỹ thuật sản phẩm để có nhiều lợi nhuận hơn. Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Úc, châu Âu, Canada, Mỹ, doanh nghiệp tới từ các nước này Cẩm Hồ đều có thể cung cấp sản phẩm cho họ dán mác tiêu thụ, chỉ thị trường Nhật Bản là giữ lại tự đánh chiếm. Cẩm Hồ lựa chọn đầu tư nhân lực vật lực cực lớn đánh giáp lá cả trên địa bàn doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, một mặt là muốn các thị trường khác thấy sức cạnh tranh của MP3 với MD, để trực tiếp thúc đẩy tiến trình phổ biến kỹ thuật DMP ra khắp thế giới, hy vọng biến hóa thị trường ngoại vi truyền áp lực tới thị trường Nhật Bản, giúp Cẩm Hồ sớm đứng vững chân ở đây. Trương Khắc càng hy vọng Toshiba nhanh chóng cảm thụ được áp lực này. Ngày 24, hai cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn ở Chiba và Ginza chính thức triển khai hoạt động xúc tiến tiêu thụ ePlayer, đây mới là cuộc thăm dò chính thức với thị trường Nhật Bản. Hai cửa hàng này có lượng người mua sắm nhiều nhất trong chuỗi cửa hàng của Thạch Hoàn. Tấm biển cực lớn ghi ngày giảm giá được treo trên lan can tầng 2, đi vào đại sảnh cửa hàng, ngẩng đầu lên là nhìn thấy hàng chữ bắt mắt, ngày 24, 10%, hoặc ngày 25, 20%. Tiêu Tấn Thành phụ trách việc đàm phán hợp tác dán mác tiêu thụ với doanh nghiệp điện tử hải ngoại khác, Trần Tuấn Huy phụ trách liên hợp càng nhiều nhà phân phối Nhật Bản hơn, Trương Khắc trông có vẻ nhàn nhã, suốt ngày đi dạo trên đường phố Chiba, nhưng trong đầu thì toàn suy nghĩ kế hoạch chinh phục thị trường Nhật Bản. Chương 777, thúc đẩy bán hàng ở Chiba. Cho dù không có hoạt động giảm giá dần dần theo ngày, người bình thường mua một sản phẩm điện tử hoàn toàn mới cũng hết sức cẩn thận. Ngay cả những giới trẻ thích những thứ mới mẻ thời thượng cũng không thể mua ngay khi còn chưa hiểu. Hoạt động giảm giá vừa vặn thu hút ánh mắt số người có hứng thú, những người đó có lẽ trong lòng nghĩ, 5 vạn yên cao quá, không đáng mạo hiểm, nếu đợi tới vài ngày cuối cùng 1 vạn yên hoặc ít hơn thì đáng thử một chút.
hai ngày đầu chính thức thăm dò thu hút không ít ánh mắt, nhưng chẳng bán được mấy cái, tới ngày thứ ba tức là 26 tháng 1, giảm giá còn 70%, số người thu hút ngày càng nhiều, nhưng người chịu móc ví ra mua vẫn thưa thớt, song lòng tin một số người dao động rồi. Ngày 26 là giao thừa, cho dù đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông ở trong nước cũng bắt đầu nghỉ từ 3,7 ngày, người Nhật Bản không có tập tục ăn Tết, người Hàn Quốc lại có tập tục về quê bái tế tổ tiên. Trương Khắc nghĩ Lý Hình Dư về Hàn Quốc rồi, không ngờ lại gặp cô trên đường phố Chiba. Ngồi lì trong phòng rất buồn tẻ, bạn bè ở Tokyo đều về Seoul rồi, nhớ ra ePlayer đã chính thức đưa ra thị trường 3 ngày, liền tới đây xem thử. Khi gặp Lý Hình Dư, Trương Khắc đang ngó đầu vào một quán cà phê nữ hầu gái, bị Lý Hình Dư đi như mèo tới bên cạnh vỗ vai cho một cái, giật bắn cả mình. Lý Hình Dư mặc áo khoác cao cổ màu cà phê, cổ lộ ra góc khăn quàng màu lam, làm nổi bật khuôn mặt mỹ lệ mê người, đôi mắt sáng trong veo, mũi dọc dừa thẳng tắp, cánh môi mọng ướt, hình môi cong mềm cực đẹp. Trương Khắc luôn cho rằng mặt các cô gái có hai chỗ cần nhìn, một đôi mắt, hai là cánh môi, ngũ quan Lý Hình Dư vốn đã đẹp, tổ hợp lại càng thêm sống động đầy linh khí. Cô không về Seoul à? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi. Không, mặc dù đầu xuân cũng là ngày nghỉ quốc gia của Hàn Quốc, nhưng không được coi trọng như người Hoa. Lý Hình Dư tay cầm túi xách ra, khi cô đứng đối diện nói chuyện với Trương Khắc, thường thích hai tay cầm túi đặt trước đầu gối. Anh cũng chưa rời Tokyo sao? Lúc này lang thang nơi đất khách quê người có tư vị khác lạ. Vậy anh không nghĩ ở Trung Quốc có người sẽ nhớ tới anh sao? Lý Hình Dư nheo mắt cười. Hứa Tư, Đường Thanh, Tạ Vãn Tình đều ở Hải Châu cả, dù có nhớ Trương Khắc cũng chẳng thể phân thân, ở bên cô gái nào cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại. Chia ra thì thời gian quá ít ỏi, chẳng bỏ, lại tỏ ra không đủ thành ý, rất là đau đầu. Buồn nhất là Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Bắc Kinh đón Tết với ông bà rồi, chỉ còn mình cô ở Hải Châu, Trương Khắc rất muốn cô sang Tokyo, nhưng cô từ chối, phải lấy cớ gì đây? Hứa Tư sẽ đoán ra ngay, nên với câu hỏi của Lý Hình Dư, Trương Khắc chỉ cười mà thôi. Cho dù không ở cùng nhau, tương tư ấp ủ sẽ làm tình cảm thêm sâu đậm. Lý Hình Dư rất tâm lý, chuyển sang đề tài khác. ePlayer có được hoan nghênh không? Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Lòng tin của nhà phân phối có chút dao động. Trương Khắc nói cho Lý Hình Dư biết số tiêu thụ mấy ngày qua, xòe năm ngón tay ra. Đếm được trên đầu ngón tay. Dễ bị dao động vậy sao? Vừa rồi ở cửa hàng Thạch Hoàn Chiba tôi thấy Sâm Sơn Giã của Toshiba, mặt anh ta rất nặng nề, chắc là có lòng tin không ít vào quý công ty đâu. Toshiba phải theo sát tình hình thăm dò thị Nhật Bản, nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định hợp tác với Cẩm Hồ hay khuất phục các doanh nghiệp Nhật khác. Trương Khắc không nghĩ Sâm Sơn Giã sốt ruột như vậy, thầm nghĩ có lẽ Lý Hình Dư biết được mối liên quan đằng sau, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, y không muốn Lý Hình Dư có cảm giác bị lợi dụng, y chưa từng có ý nghĩ lợi dụng cô, những hành động trước giờ hoàn toàn xuất phát từ thương cảm với tương lai bi kịch của cô. Không hiểu những chuyện vòng vèo sau lưng. Dựa vào tư liệu công khai Trương Khắc không thể có giải thích hợp lý. Sâm Sơn Giã mặt nặng nề, chẳng phải là càng không có lòng tin vào ePlayer sao? Có lẽ trước kia anh ta khá kỳ vọng vào nó. Trương Khắc hỏi. Nhìn nét mặt anh ấy không phải thuộc loại mất đi tự tin. Lý Hình Dư mỉm cười. Cho dù là tôi cũng không tin quý công ty đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào Thạch Hoàn. Trương Khắc mỉm cười, Lý Hình Dư rất nhạy bén. Song lúc này nói chuyện kinh doanh thì thật vô vị. Cùng ở nơi đất khách quê người, Trương Khắc mời Lý Hình Dư cùng ăn tối, với người Nhật đây chỉ là một buổi tối bình thường, đúng 9 giờ đưa Lý Hình Dư về chung cư Bảo Thần Đinh. Sáng ngày 27, Trương Khắc ở trong văn phòng của công ty, gọi điện chúc Tết về nước, cũng liên tục nhận được điện thoại, gọi điện suốt cả buổi sáng, cảm giác bị thiên đầu thống mất rồi. Vốn tưởng hoạt động của điện khí Thạch Hoàn phải rằng có thêm 2 ngày nữa mới có thể phá vỡ cục diện. Xong đến buổi chiều Trần Tuấn Huy gọi điện tới báo cáo, cứ như có cánh cửa sổ đột nhiên bị mở toang, từ lúc 9 giờ tới giờ, đã bán được hơn 300 máy, tình hình đột nhiên chuyển biến tốt, làm người ta hưng phấn là trước quầy vẫn chật kín người muốn mua máy. Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ có giới hạn số lượng tiêu thụ, cho nên không phải tất cả đều có lòng tin đợi tới ngày cuối cùng giảm giá thấp nhận còn máy mà mua, thế rằng có một khi bị phá vỡ, tình thế sẽ thay đổi hẳn, khiến nhiều người do dự sớm đưa ra quyết định hơn. Ngày 28 khởi động hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thứ hai, lượng tiêu thụ liên tục tăng đến tối ngày 30 thì hết hàng, đó mới là ngày thứ 7 trong kế hoạch 10 ngày,
vì thế ngày 31 tiếp tục hoạt động thúc đẩy tiêu thụ thứ 3, cho tới ngày 2 tháng 2 mới kết thúc. So với kế hoạch giảm giá 50% như ban đầu, giá bình quân thực tế cao hơn 40%, lượng tiêu thụ còn tăng lên gấp đôi, quan trọng nhất là nó mở rộng ảnh hưởng thị trường của một sản phẩm hoàn toàn mới. Trước đó thái độ hợp tác của Thạch Hoàn với Cẩm Hồ không được nhiệt tình cho lắm, Tùng Đạo Kiện chỉ là một nhân viên quản lý trung tầng của Thạch Hoàn mà thôi, sau 2 ngày kết thúc hoạt động thúc đẩy tiêu thụ, điện khí Thạch Hoàn cuối cùng cũng đồng ý để 20 cửa hoàn đồng loạt bán e-player. Thông qua chuỗi cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn, e-player đã thực sự đi vào thị trường điện tử tiêu dùng vùng Kanto. Là đối thủ cạnh tranh của Thạch Hoàn ở vùng Kanto, điện cơ Sơn Điền Long Đầu của chuỗi siêu thị điện khí Nhật Bản không thể lấy thái độ cứng rắn từ chối e-player nữa. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, gạt bỏ đi quần thể ban đầu thích thứ mới lạ, e-player có được người tiêu dùng bình thường chấp nhận hay không mới là mấu chốt thành bại, bất kể nói thế nào thì bước đầu coi như đã thuận lợi rồi. Ngoài hoạt động thúc đẩy tiêu thụ ở 2 cửa hàng của điện khí Thạch Hoàn, Cẩm Hồ cũng liên hợp với 2 trang web âm nhạc trực tuyến lớn nhất của Nhật Bản, tổ chức hoạt động trải nghiệm hưởng thụ âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Hoạt động yêu cầu người tham gia viết đơn xin trải nghiệm với thông tin cá nhân tỉ mỉ, công ty Nhật Bản sẽ dùng hình thức rút thăm ngẫu nhiên tặng e-player miễn phí, sự báo đáp chỉ là mong người chúng thăm viết bài cảm thụ. Thực chất là công ty sẽ căn cứ vào thông tin cá nhân kia để lựa chọn đối tượng được chúng thăm. Ví dụ như nếu có 3 đơn tới từ học sinh cùng một trường, vậy rất có khả năng 2 người sẽ được nhận e-player miễn phí, như vậy đảm bảo hoạt động tuyên truyền đạt được hiệu quả không bị pha loãng. Một phương diện khác hoạt động này tăng cường lòng trung thành của người dùng với cửa hàng âm nhạc, mở rộng danh tiếng ở Nhật. Chương 778, tranh luận. Sau triển lãm Tokyo, Ngải Mặc đại biểu cho CQ liên tục bôn ba giữa Tokyo, Kiến Nghiệp, Hải Châu. Trừ Cẩm Hồ sản xuất DMP thay cho bọn họ ra, do CQ có được ủy quyền kỹ thuật hoàn chỉnh, bọn họ có thể ủy thác cho doanh nghiệp khác sản xuất DMP. Công nhân lành nghề luôn là tài nguyên khan hiếm, sản lượng DMP của Cẩm Hồ không lớn lắm, may đang ở giai đoạn phổ biến sản phẩm mới, dung lượng thị trường có hạn, Cẩm Hồ miễn cưỡng đáp ứng được đại bộ phận nhu cầu sản xuất thay, nhưng khi thị trường dần gây dựng, Cẩm Hồ không gánh vác được nhiều. Cẩm Hồ không hề ngại CQ giao đơn đặt hàng cho doanh nghiệp khác, thậm chí sẵn sàng làm cầu nối cho CQ và doanh nghiệp điện tử Hải Châu. Ngải Mặc trước khi về Mỹ đi qua Tokyo, nhưng không vội gặp Trương Khác, mà đốc thúc Cẩm Hồ tăng cường nghiệp vụ âm nhạc trực tuyến ở Bắc Mỹ, hiệu quả hoạt động, trải nghiệm cảm thụ âm nhạc mọi lúc mọi nơi, có hiệu quả không tệ, Ngải Mặc hy vọng Cẩm Hồ triển khai hoạt động tương tự ở Bắc Mỹ. Ngải Mặc ngày càng cảm thấy Cẩm Hồ trói buộc phần cứng của CQ và trang web âm nhạc trực tuyến là điều ước bất bình đẳng. Còn những doanh nghiệp dán mác thông thường không có kế hoạch lâu dài không cự tuyệt điều này. Trước khi rời Tokyo, Ngải Mặc còn lớn tiếng oán trách Trương Khác. Bầu trời xanh tới trong vắt, mấy đám nhẹ bị gió thổi đi hết rồi, Sâm Sơn đã có chứng sợ độ cao, đứng ở ban công ngắm cảnh đẹp chẳng làm giảm bớt thần kinh căng thẳng của hắn, dặng núi xa xa như con quái thú tĩnh lặng phục mồi dưới ánh mặt trời. Chỉ tá Tú Tàng chống mép lan can, nhìn mặt đất cách đó 38 tầng, xoay lưng lại nói. Nhìn người khác như con kiến bò dưới chân, cảm giác không tệ. Sâm Sơn Dã thì không sao hiểu nổi cái loại khoái cảm đó, nếu đổi chỗ cho chỉ tá Tú Tàng hắn chỉ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, tim đập mạnh, mồ hôi vã như tắm. Trừ 2 người bọn họ còn một thanh niên tuổi tương đương Sâm Sơn Dã, tướng mạo phổ thông, kém xa vẻ dáng cao thẳng, anh tuấn của chỉ tá Tú Tàng, trong tay hắn là chiếc ly thủy tinh rót đầy sâm panh, hắn là Sơn Bổn Hiền Thứ, nhân viên cao cấp của Panasonic Trung Quốc, cũng có gia thể hiển hách như 3 người kia, nên quan hệ không tệ. Hiền Thứ, anh vừa ở Trung Quốc về, vậy nói cảm quản của anh về Ái Đạt xem. Chỉ tá Tù Tàng cầm ly đặt trên lan can lên. Sâm Sơn mấy ngày qua toàn chút vào đầu tôi cái nhìn thiên kiến của anh ta. Suy nghĩ của anh mới là thiên kiến. Sâm Sơn Dã nói. Chẳng lẽ quốc gia láng giềng cách biển đó không thể sinh ra một doanh nghiệp đáng được tôn trọng sao? Đáng hoài nghi thì có. Chỉ tá Tú Tàng kiêu ngạo nói. Anh cũng biết đấy, phương hướng nghiên cứu của tôi là thị trường Trung Quốc, hiện với thể chế và cơ sở của Trung Quốc không có khả năng bồi dưỡng được doanh nghiệp đáng tôn trọng. Dù mấy mánh lới marketing có thể thu được thành công thị trường chẳng nói lên vấn đề gì, tài phú nhiều tới đâu chẳng qua là con số bong bóng thôi, đáng thương cho đám quan viên bên đó coi con số GDP còn quan trọng hơn tính mạng. Không có một cơ cấu công nghiệp hoàn chỉnh, thì bong bóng mãi mãi chỉ là bong bóng. Tôi dám khẳng định, 20 năm nữa,
thu nhập của thanh niên Nhật Bản vẫn gấp bọn họ hơn 20 lần. Anh khẳng định được là không có trường hợp đặc biệt sao? Sâm Sơn Dã lắc đầu. Misui có tầm nhìn của Misui, Toshiba có góc độ suy nghĩ của mình, Misui có thể khiến ngân hàng TW khởi động máy in tiền, Toshiba chỉ có thể lấy lợi nhuận từ thị trường. Nếu bắt Toshiba cũng phải có tầm nhìn lớn như Misui thì đó là tai họa với Toshiba. Chỉ tá Tú Tàng không cãi với hắn. Thiên Thứ, anh đánh giá cho chúng tôi nghe. Ở Trung Quốc tôi có tiếp xúc với Lý Tại Thù, anh ta nghiên cứu về xí nghiệp này rất sâu, có lẽ Samsung mong dựa vào thị trường Trung Quốc giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Giống như Sâm Sơn hỏi đấy, chẳng lẽ không có trường hợp đặc biệt? Chắc anh không hề biết xí nghiệp này dã tâm lớn tới mức muốn dựng lên bộ khung sản nghiệp di động hoàn chỉnh ở Trung Quốc, mà tôi xem chừng không chỉ thế đâu. Sơn Bổn Hiền Thứ nghiêm túc nói. Cho dù phán đoán của tôi có sai lầm, vậy anh thấy đề nghị của Sâm Sơn ra sao? Chỉ tá Tú Tàng hỏi. Anh ấy không ngờ muốn dẫn tiến kỹ thuật DMP vào, còn nộp báo cáo lên bộ sự vụ. Mặc dù nói Cẩm Hồ và Ti Liên Hợp đưa ra kỹ thuật DMP, nhưng khó tưởng tượng dưới tình huống ngang bằng, Ti lại sẵn sàng vô tư hợp tác với Cẩm Hồ. Tôi nghĩ đằng sau cái này hẳn là Cẩm Hồ nhường ra một số lợi ích, thực tế Cẩm Hồ chiếm cứ địa vị chủ đạo, Cẩm Hồ tuy nhỏ nhưng khiến người ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Sơn Bổn Hiền Thứ khẳng định lần nữa. Chỉ tá Tú Tàng liếc nhìn Sâm Sơn Dã, ý tứ là xí nghiệp đó là uy hiếp tiềm tàng, hợp tác với chúng, chẳng phải cho chúng thêm nguy hiểm sao? Sâm Sơn Dã cười nhạt, hắn chẳng phải người mang chủ nghĩa xô vanh, vì đối phương sau này có khả năng trở nên hùng mạnh mà từ chối hợp tác căn bản không phải tư duy thông thường của người kinh doanh. Có lẽ đứng trên tầm nhìn của Misui làm thế là không sai, nhưng Toshiba không phải là thành viên của Misui nữa, độc lập để sinh tồn lâu dài hơn là mục tiêu căn bản của Toshiba. Sâm Sơn Dã trước giờ luôn suy nghĩ như thế, mặc dù suy nghĩ của hắn thường không được người ta tán đồng. Sao, cứng họng rồi hả? Chỉ tá Tú Tàng lên giọng nói. Cũng chẳng phải nói liên hợp là áp chế được. Sâm Sơn Dã bình thản nói. Cẩm Hồ đang lợi dụng ảnh hưởng của điện tử Tokyo thu hút doanh nghiệp toàn cầu ký hiệp nghị với họ. Nếu DMP được thị trường tiếp thụ, việc dán mác tiêu thụ sẽ mau chóng thăng cấp thành cấp quyền kỹ thuật. Nhưng tôi không thấy Cẩm Hồ tiếp xúc với một doanh nghiệp Nhật Bản nào cả. Chẳng lẽ Cẩm Hồ hoang tưởng muốn thôn tính thị trường Nhật Bản một mình? Chỉ tá Tú Tàng không chắc lắm. Bề ngoài thì là như thế, chúng ta liên hiệp lại đúng là có thể áp chế không cho Cẩm Hồ có thành công lớn ở đây, nhưng cạnh tranh ở sản nghiệp toàn cầu, khi DMP thành chủ lưu thị trường, mà chúng ta đóng cửa tử thủ, chẳng phải thành trò hề sao? Không chỉ thành trò hề mà hành vi liên hợp đàn áp này gây ảnh hưởng cực xấu cho hình ảnh của doanh nghiệp Nhật Bản, Sâm Sơn Dã nghiêm giọng nói. Có lẽ nguyên nhân chân chính Cẩm Hồ để lại thị trường trống ở Nhật Bản chính là để chúng ta có lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nói cho cùng phải xem tiềm lực thị trường của DMP ra sao, nếu đó là xu thế lớn, chúng ta không thể đi ngược dòng được. Hoặc hợp tác, hoặc mau chóng nghiên cứu ra kỹ thuật thay thế. Chỉ tá Tú Tàng cười lạnh. Nói cho cùng sản phẩm cạnh tranh chủ yếu của DMP là máy CD Walkman, máy MD đều không phải là thế mạnh của Toshiba, ngược lại DMP vừa khéo cũng khiến cho kỹ thuật flash memory của Toshiba được phổ biến, đó mới là nguyên nhân anh kiến nghị hợp tác với Cẩm Hồ chứ gì. Ngày 28, một số trường cao đẳng đại học trong nước chuẩn bị khai giảng rồi, trường khác vẫn còn ở Tokyo, hôn lễ của Lương Quân và Tôn Lệ tổ chức vào ngày 30, trước khi đi Nhật Bản. Trường khác còn luôn miệng hứa sẽ về trước hôn lễ, mà y cũng phải chuẩn bị đi học rồi. Cùng hôm đó, Thành Hán Trương từ Mỹ bay sang chỉ đạo công tác cơ sở thực nghiệm Chi Ba, thuận tiện báo cáo công tác với Trương khác. Trương khác thảo luận với hắn vấn đề làm khó mình mấy ngày qua. Chuyện có thể khá nắm chắc là mau chóng nộp đơn xin bản quyền sáng chế kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, để kỹ thuật flash memory của Toshiba khó thoát được cạm bẫy bản quyền của chúng ta. Cho dù bọn họ vùng vẫy đến đâu cũng chỉ còn một con đường khuất phục. Chỉ một tháng trước thôi chắc Toshiba, Samsung nằm mơ cũng không ngờ được, ứng dụng kỹ thuật flash memory trong tay bọn họ lại được ứng dụng thị trường trên quy mô lớn là dựa vào sản phẩm của chúng ta. Thành Hán Trương tán thành. Tôi thấy nên thành lập tiểu tổ flash memory chuyên môn tại Chiba. Ừ được. Trương khác gật đầu khẳng định. Hiện đầu tư thêm vào một chút, tương lai càng nắm chắc bắt Toshiba phải khuất phục. Cho dù lúc này Toshiba tới tìm đàm phán, cũng phải trì hoãn thêm một năm nữa. Chương 779, cạm bẫy.
nằm sát cảng Tokyo có một nơi săn gái có thể sánh ngang với các vũ trường ở Shinjuku, đó là Lục Bổn Mộc, mà tổng bộ của Toshiba cũng nằm cách đó không xa. Qua cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy thân tháp Tokyo nguy nga, Sâm Sơn Giã luôn cho rằng tháp Tokyo là tượng trưng cho vinh quang của Nhật Bản, đứng trong văn phòng của trưởng phòng sự vụ Cương Thôn Mộc, nhân lúc ông ta chăm chú nghiên cứu báo cáo, hắn ngắm nhìn tòa tháp cao vút tầng mây này. Cậu gặp qua người đó chưa? Nếu không phải Sơn Bổn từ Trung Quốc về, thì tôi cũng không ngờ chàng thanh niên đi cùng tiểu thư Lý ra Hàn Quốc lại là nhân vật quan trọng làm nên sự quật khởi của Cẩm Hồ. Sâm Sơn Giã thu ánh mắt lại, nghiêm túc trả lời. Quật khởi. Cương Thôn Mộc ngạc nhiên về cách dùng từ của Sâm Sơn Giã, so với quy mô của Toshiba, Cẩm Hồ vẫn còn chưa đáng nhắc tới, nhưng thở dài. Toshiba trải qua 120 năm mới có địa vị ngày nay. Cậu nói không sai, nói xem cảm quan của cậu về người đó đi. Vốn tôi nghĩ đó là loại người tương tự như chỉ tá Tú Tàng nên không quan sát kỹ. Sâm Sơn Giã tiếc nuối, thực ra lúc đó hắn cũng bị Lý Hinh Dư thu hút, nên ấn tượng về Trương Khắc rất nhạt. Chỉ tá Tú Tàng có lẽ cuồng ngạo, nhưng hắn phản đối Toshiba hợp tác với Cẩm Hồ là điều không thể xem nhẹ. Cương Thôn Mộc lại thở dài. Có điều Toshiba chưa tới lượt nhà chỉ tá tới chỉ tay chỉ chân. Với công ty này, không phải cứ áp chế là được, so với việc theo đuôi Sony, Panasonic chẳng bằng chủ động thâm nhập vào đó, Toshiba phải có lập trường của Toshiba. Những năm qua Toshiba có chút va chạm với xí nghiệp thành viên dưới cờ tài phiệt Mitsui, cũng là vì tranh thủ nhiều quyền tự chủ hơn, cao tầng Toshiba cũng rất phản cảm chuyện gia tộc ẩn sau lưng Mitsui đứng ra chỉ tay năm ngón. Cho cậu xem cái này. Cương Thôn Mộc mở ngăn kéo, lấy một chiếc e-player màu bạc đặt trên bàn. Đó là do Hạnh Tử không nhịn được mua một cái, Hạnh Tử hiện còn đang lôi kéo đám bạn học của nó viết đơn tham gia cái hoạt động trải nghiệm âm nhạc gì đó trên mạng, tôi cũng đã nghiên cứu kế hoạch marketing của họ, không ngờ một công ty ngoài Nhật Bản cũng hiểu tâm lý giới trẻ Nhật Bản như thế, tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi, DMP mà làm được đúng như thế thì khả năng thành công cực cao. So với sau này bị ép phải ứng phó, chẳng bằng lấy thái độ tích cực hơn, tôi và Phó Giám đốc Tá Tá Mộc đã thảo luận vấn đề này rồi. Không phải quan tâm tới phản ứng của Panasonic, Sony nữa. Ái Đạt Nhật Bản nằm trong tòa nhà Ái Chi, Bảo Thần Đinh, đó là một tòa nhà hình thoi, dưới ánh mặt trời, trông giống như viên thủy tinh khổng lồ dựng ở phố Bảo Thần Đinh. Sâm Sơn Giã cùng Cương Thôn Mộc đi vào đại sảnh Ái Chi, lúc đợi thang máy, Cương Thôn Mộc không yên tâm hỏi. Cậu không nói với bọn họ chúng ta sẽ tới chứ? Không có, trưởng phòng vừa khéo đi qua đây cho nên mới cùng tới bái phỏng. Sâm Sơn Giã cười nói. Cương Thôn Mộc gật gù tán thưởng, ông ta lo Cẩm Hồ lấy tin ông ta tới thăm tung lên báo, trong thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu vóc người thấp lùn, ông ta rất không hài lòng với vóc dáng của mình, liền quay đi chỗ khác. Thang máy dừng ở tầng 20, Ái Đạt, Nhật Bản có phong thái kiểu Nhật, Sâm Sơn Giã tới tiếp tân báo y tứ tớ đây, đang định cùng Cương Thôn Mộc đi vào thì liếc thấy trong văn phòng có người vác camera tựa hồ đang phỏng vấn. Trước khi chuyện có tiến triển để cho giới truyền thông biết người phụ trách sản phẩm điện tử của Toshiba tới thăm Cẩm Hồ, khó dự đoán được ảnh hưởng, Sâm Sơn Giã quyết đoán chắn trước Cương Thôn Mộc, chuẩn bị quay về, nhưng chưa kịp ra ngoài đã xô phải hai người đi vào. À, không phải trưởng phòng Cương Thôn đây sao? Người nhiều tuổi hơn trong hai người đó ngạc nhiên. Tôi là Vĩnh Vĩ của tòa báo Tân Tokyo, trưởng phòng Cương Thôn vừa mới tới thăm công ty Trung Quốc này sao? Không biết ngài có cảm quan thế nào về e-player? Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vĩnh Vĩ lấy ngay được thái độ chuyên nghiệp của phóng viên ra hỏi. Cương Thôn Mộc tiến thoái lưỡng nan, Sâm Sơn Giã cũng lúng túng, ai mà ngờ có phóng viên vào lúc này. Sâm Sơn Giã có chút ấn tượng về Vĩnh Vĩ hành, muốn kéo hắn sang một bên mong hắn quên chuyện này đi, còn chưa kịp hành động thì Trần Tuấn Huy đi ra, nhiệt tình chào hỏi. Anh Sâm Sơn sao lại tới đây? À, ngài Cương Thôn, chào ngài. Trưởng phòng Cương Thôn đích thân tới đây sao, vinh dự quá. Sâm Sơn Giã, Cương Thôn Mộc bị Trần Tuấn Huy hết sức nhiệt tình mời vào phòng khách. Trương Khắc đứng trong văn phòng Tiêu Tấn Thành nhìn thấy hết, cười nói. Thấy chưa, bỏ thêm chút công phu chuẩn bị luôn thích hợp mà. Khắc thiếu ra sao xác định được ông ta sẽ tới. Tiêu Tấn Thành nghi hoặc. Chuẩn bị trước thế nào cũng không phải chuyện xấu. Trương Khắc mặc dù không dám chắc Cương Thôn Mộc sẽ đích thân tới thăm. Nhưng chỉ cần có 1/100 cơ hội cũng đáng chuẩn bị trước, đôi khi thủ đoạn là điều cần thiết. Khác thiếu gia, giám đốc Tiêu. Trần Tuấn Huy gõ cửa thò đầu vào. Anh đi đi, Cương Thôn Mộc tới,
chúng ta phải tôn trọng. Trương Khắc khẽ vỗ vai Tiêu Tấn Thành. Báo Tân Tokyo ngay chiều hôm đó cho đăng tin Cương Thôn Mộc ngầm tiếp xúc với Cẩm Hồ, dù Tân Tokyo không phải là tờ báo có ảnh hưởng lắm, nhưng tin tức họ đăng tải vẫn được công chúng và nhân vật liên quan chú ý. Khốn kiếp! Chỉ tá Tú Tàng ném tờ báo xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi ngay cho Sâm Sơn Giã. Sao Toshiba có thể để một tin thế này lên bảo? Uống cho chỉ tá ra còn muốn hòa hoãn quan hệ giữa Toshiba và Sony, Panasonic. Các anh không nói câu nào đã lén tiếp xúc với công ty đó, những người khác sẽ nghĩ ra sao hả? Toshiba phải có một câu trả lời thích đáng. Sâm Sơn Giã cũng không ngờ Tân Tokyo không nói trước đã trực tiếp cho đăng tin này, nhưng rất khó chịu với thái độ của chỉ tá Tú Tàng, chỉ nói. Tôi sẽ báo cho trưởng phòng Cương Thôn, cố gắng trừ bỏ ảnh hưởng. Toshiba lúc này rất bị động, bọn họ muốn tranh thủ thêm quyền tự chủ, nhưng không muốn bị cô lập. Sâm Sơn Giã cúp điện thoại. Vào văn phòng của Cương Thôn Mộc, ông ta cũng đang xem bài báo đó, nhìn thấy Sâm Sơn Giã liền hỏi. Liệu có phải do bọn họ cố ý an bài không? Mặc dù bọn họ có động cơ làm thế, nhưng bọn họ không thể không nghĩ tới, một khi tin tức lộ ra, Toshiba buộc phải ngừng tiếp xúc với họ, làm thế có lợi gì cho họ? Sâm Sơn Giã phân tích. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn dựa vào sức lực bản thân công chiếm thị trường Nhật Bản? Tạm thời kệ đã, cậu liên hệ với truyền thông. Lấy lý do ngăn bọn họ truyền đăng tin này, chúng ta phải công khai tuyên bố lập trường trong thời gian tới không có ý hướng hợp tác với Ái Đạt. Cương Thôn Mộc cũng có chút bực bội vì bị cuốn vào loại chuyện này. Bất kể nhìn từ góc độ nào, bất kể thiết lập thêm chướng ngại của kỹ thuật ngoại vi hay là tự nỗ lực khai thác thị trường Nhật Bản, chuyện đàm phán với Toshiba không cần phải gấp. Trước khi rời Tokyo đi Hong Kong, Trước Khắc dặn Tiêu Tấn Thành. Lúc này hợp tác với Toshiba căn bản không có tư cách đòi hỏi thứ ta muốn có. Ngoài ra dù Toshiba tổ chức họp báo đưa ra thanh minh càng khiến ePlayer được quan tâm thêm, quan trọng nhất không phải bọn họ thanh minh là khiến Sony, Toshiba vốn có thủ oán cũ hết nghi ngờ được, anh tận dụng cho tốt. Chương 780, tai nạn xe. Chương Khắc tới Hong Kong một mặt là quan tâm tới nghiệp vụ nơi này, mặt khác đầu tháng 2 Đường Thanh quay về trường, nên y không ngại phiền toái. Trước khi tới Bắc Kinh đặc biệt tới Hong Kong gặp công chúa trong lòng. Trong nước còn chìm trong mùa đông giá rét, trung tuần tháng 2 ở Hong Kong đã cho người ta cảm giác đậm đà hơi thở mùa xuân. Đường Thanh mặc quần jean lam nhạt, đi giày thể thao đế bằng, yên tĩnh đứng trong đại sảnh nhìn Trương Khắc đi tới, trong đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ tỏa ra ánh sáng long lanh, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân tươi trẻ. Trương Khắc mỉm cười giang tay ra chờ đợi. Chỉ ở Hong Kong mỗi một ngày thôi à? Đường Thanh bất chấp ánh mắt của người bên cạnh, nhào vào lòng Trương Khắc, ôm chặt lấy lưng y, để giải nỗi tương tư những ngày qua. Ừ, mai phải bay đi Bắc Kinh mất rồi. Trương Khắc vuốt ve lưng cô, áy náy nói. Đường Thanh đặt tay lên má y, nói đầy yêu thương. Vậy thì vất vả quá, đáng nhẽ bạn phải bay thẳng tới Bắc Kinh. Chính vì vất vả mới cần gặp bạn để lấy thêm sinh lực chứ. Trương Khắc khẽ vuốt mũi Đường Thanh, ôm cô đi ra ngoài. Hong Kong vừa mới đổ mưa, trời trong xanh không khí mát lạnh, mặt đường vẫn còn những vũng nước ướt sũng. Trương Khắc chỉ cho đám Tương Vi thời gian báo cáo công tác ở trên xe, nhìn thấy khách sạn ở trong tầm mắt, liền nói. Ai ái, sao lưng lại đau thế nhỉ, chắc thời gian qua vất vả quá. Khắc thiếu gia muốn đuổi khách cứ nói thẳng đi. Tương Vi phì cười. Tôi có không biết điều tới đâu cũng chẳng ở lại đây cản trở, ngay Đường Thanh cũng muốn đuổi tôi đi rồi. Giờ chị mới biết là mình gây cản trở à? Trương Khắc cười vô lại, bị Đường Thanh đỏ mặt nhéo cho một cái, y vỗ cặp hồ sơ nói tiếp. Tôi sẽ bỏ thời gian ra xem, trước khi rời Hong Kong trả lời chị, buổi tối còn tới nhà bác Tôn ăn cơm, không thể trì hoãn được nữa. Miệng thì nói không thể trì hoãn, nhưng đuổi Tương Vi lên, vào phòng vừa đóng cửa lại, Trương Khắc ấn Đường Thanh vào cửa ngấu nghiến cánh môi cô, giải tỏa tương tư dồn nén. Ừ. Cánh môi phấn hồng của Đường Thanh bị quấn lấy, không thể nói được gì, chỉ phát ra những tiếng hàm hồ, thừa lúc Trương Khắc đưa lưỡi vào cắn nhẹ một cái, khiến y rụt lưỡi lại, mới có cơ hội vừa thở dốc vừa nói. Không phải nói cần tới nhà bác Tôn gấp sao? Đâu cần phải tới vào giờ này, nhớ bạn lâu lắm rồi, phải bồi thường một chút trước. Tay Trương Khắc bắt đầu không yên phận. Đường Thanh cắn mạnh hơn một chút. Sao cái tay kia lại cởi quần mình? Trương Khắc vội giơ tay đầu hàng. Ôm lấy gò má mịn màng của cô. Máy bay trễ giờ 1-2 tiếng là bình thường mà, bác Tôn sẽ thông cảm thôi.
nói rồi lại vô sỉ hôn tiếp, lần này y bày đủ mọi thủ đoạn hôn cho Đường Thanh choáng váng mơ màng, Đường Thanh không ngừng run rẩy, cả người như không còn chút sức lực dựa hẳn vào trong lòng Trương Khác, tay trái chậm chậm chạm vào đồi ngực tròn trịa vuốt ve, tay phải âm thầm cởi thắt lưng cô. Đường Thanh còn chưa biết buông lỏng cơ thể hoàn toàn để tận tình thưởng thức chỗ mỹ diệu của nam nữ ân ái, nhưng tương tư dồn nén bật ra cũng nhiệt tình như ngọn lửa, hai tay lùa vào tóc Trương Khác say sưa đáp trả, mặc cho mông biến đổi thành đủ mọi hình dáng trong tay Trương Khác, cơ thể nóng bừng, ánh mắt mỗi lúc một thêm mê ly. Trương Khác ngửa đầu ra sau, tách khỏi môi cô muốn quan sát gương mặt mê đắm lúc động tình của Đường Thanh, song chiếc lưỡi nhỏ của Đường Thanh vẫn vô thức truy đuổi, thè ra ngoài chờ đợi Trương Khác mút lấy. Mắt lim dim mơ màng. Tiểu yêu tinh. Máu huyết trong người Trương Khác như muốn nổ tung, lúc này còn kiên nhẫn ngắm nhìn được nữa, mắng khẽ một tiếng rồi, huỵch, một tiếng, hai cơ thể ôm lấy nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, cuồng nhiệt hôn hít vừa cởi bỏ y phục của nhau, trong những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kéo dài biểu thị tình cảm không diễn tả bằng lời, hai cơ thể đầy mồ hôi dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ. Sau mây mưa, gò má Đường Thanh vẫn đỏ như máu. Bờ vai mềm trắng mịn như ngọc lộ ra ngoài chăn cũng mang một màu phấn hồng mê hoặc, cô như mất hết sức lực cuộn mình trong lòng Trương Khác. Lúc này Đường Thanh mới nhớ ra Hứa Tư hẳn cũng đang ở thành phố, nhìn ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vào phòng, mày hơi nhíu lại, Trương Khác chỉ ở đây có một đêm thôi. Nhìn thấy Đường Thanh đặt tay lên môi có vẻ trầm tư, Trương Khác cầm lấy tay cô, mút ngón tay nhỏ nhắn đó, hỏi. Đang nghĩ gì thế? Tay thì theo thói quen vuốt ve cặp mông trần chuồng của Đường Thanh. Không có gì. Đường Thanh nhìn Trương Khác một lúc, dụi đầu vào cổ y. Nằm trong lòng bạn thích hợp suy nghĩ lung tung nhất, nhưng giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc là có cảm giác có tất cả, vì sao có cảm giác thế nhỉ? Hay là bạn tới nhà bác Tôn một mình đi, nhưng dì Cát rất tốt với mình, nếu bảo bạn nói dối lừa gì ấy, mình sẽ rất áy náy. Đường Thanh tự nói với bản thân. Rồi kéo chăn quấn lấy cơ thể, đi vào phòng tắm. Trương Khác ngồi dựa vào thành giường, liếc nhìn di động để ở tủ bên cạnh, Hứa Tư đã về Hong Kong được một tuần rồi. Đường Thanh quay đầu lại thấy Trương Khác mắt nhìn chiếc di động, mặt có chút thẫn thờ, hơi mím môi lại không nói gì. Trương Khác ngẩng đầu lên, Đường Thanh mỉm cười nhu mì, đẩy cửa phòng tắm đi vào. Trương Khác nhìn bờ vai Đường Thanh lộ ra ngoài chăn, gọi. Chờ đã. Sao thế? Đường Thanh nghi hoặc quay đầu lại. Trương Khác đi chân trần tới, vuốt ve xương bả vai của Đường Thanh, thì thầm. Nơi này mà mọc một đôi cánh thì thành hoàn mỹ rồi. Như vậy thì xấu lắm. Đường Thanh bị Trương Khác nhìn chăm chăm, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo. Đừng có mà lấy cái cớ dụ dỗ tiểu cô nương tắm cùng với bạn nhé, ngoan ngoãn ở ngoài đợi đi. Trương Khác cúi đầu xuống môi hôn dọc từ cổ Đường Thanh xuống tới vai. Con người vốn đều có cánh. Thế nhưng nam nhân vì nặng nề mà mất khả năng bay lượt, đôi cánh thoái hóa biến thành xương bả vai. Đường Thanh dựa lưng vào lòng Trương Khác, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy nữ nhân vì sao không còn cánh nữa? Nữ nhân vì nam nhân mà chủ động bỏ đi đôi cánh, so với nam nhân xấu xí đầy dục vọng, nữ nhân trời sinh thuần khiết. Trương Khác nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Thanh nói nhỏ. Có lẽ đó là món quà duy nhất thượng đệ tặng cho nam nhân đáng trân trọng giữ gìn. Nếu lúc này Tôn Tĩnh Mông ở đây nhất định vỗ chán than, mong là món quà thượng đế tặng cho anh in ít thôi, Đường Thanh chỉ cười dịu ngọt, chủ động hôn lên môi Trương Khác một cái, tình cảm của Trương Khác, cô đương nhiên là hiểu, dùng cả hai tay vỗ má y. Đừng để bác Tôn, dì Cát đợi lâu, chúng ta cùng tắm nào. Tôn Thượng Nghĩa hôm qua còn ở kiến nghiệp, hôm nay đặc biệt về Hong Kong mời Trương Khác và Đường Thanh tới nhà dùng cơm, ông đã mua lại căn nhà của mình ở Vịnh Nước Nông vốn thuộc sở hữu của Địa ốc Gia Tín. Mấy tòa biệt thự ở Vịnh Nước Nông ban đầu đều là tài sản của Cát gia, khi Cát Cảnh Thành qua đời, con cháu đời hai Cát gia tranh đoạt gia sản khiến cho tập đoàn khổng lồ tan rã. Cát Minh Tín đuổi vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa khỏi căn nhà bọn họ ở, tới hôm nay mới lấy lại được. Biệt thự nơi này đa phần xây dựa vào núi, xe đi trên đường núi quanh co, thi thoảng thấy những tòa nhà màu trắng mô phỏng phong cách châu Âu cổ, hoặc là đại trạch viện của Trung Quốc thấp thoáng giữa rừng núi, Trương Khác rất thích phong cảnh này. Mở rộng cửa sổ xe, cùng đón gió ngắm cảnh. Xe vừa đi qua một khúc cua thì nghe thấy tiếng động cơ rền vang ở đằng sau, một chiếc Ferrari đỏ vọt qua bên cạnh, Trương Khác chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Cát Ấm Quân giật mình kinh ngạc, còn người bên cạnh thì vì xe đi quá nhanh không nhìn rõ, tiếp theo đó thấy chiếc Ferrari tại khúc cua tiếp theo hình như mất lái lao qua kẻ bảo vệ. Á! Đường Thanh thét lên, che lấy mắt,
không dám nhìn thảm kịch phát sinh trước mắt, nhưng trong chớp mắt sau chiếc Ferrari đột nhiên quay xe sang như bị kéo trở lại, bánh xe phía sau nghiến lên đường kéo theo những tia lửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Khắc ý thức được chuyện chẳng lành, có một con dốc ngắn che không nhìn thấy tình hình trước xe, chỉ thấy đuôi xe đột ngột khựng lại rồi tiếp tục chồm tới, một cơ thể mặc váy bị lực va đập lớn hất lên không trung chừng 6-7 mét rồi rơi mạnh xuống. Bạn ở lại gọi cấp cứu. Trương Khắc dặn nhanh Đường Thanh một câu, không đợi lái xe dừng hắn đã cùng Phó Tuấn đẩy cửa xe nhảy ra, chạy tới phía trước nhìn thấy nữ nhân bị xô phải lăn lông lốc xuống dốc, máu tươi nhuộm đỏ cả đoạn dốc, cơ thể nữ nhân đó không ngừng co giật kích liệt, thấy không thể cứu được nữa, Trương Khắc và Phó Tuấn chạy tới lật nữ nhân đó lại xem còn nước còn tát được không. Chiếc Ferrari chạy thêm 15 mét mới phanh lại được, Cát Ấm Quân và một thanh niên xuống xe đi tới phía này. Phó Tuấn có kinh nghiệm cấp cứu, Trương Khắc giúp hắn đặt nữ nhân bị chiếc Ferrari xô phải kia nằm lên bãi cỏ bằng phẳng, song Phó Tuấn cũng không thể giúp đỡ nhiều, chỉ đặt mặt người đó nghiêng sang, chân tay duỗi thẳng, tránh bị ngạt thở. Miệng phụ nữ đó không ngừng có máu trào ra, hô hấp nặng nề mà gấp gáp, giống như phổi bị lấp kín, khi hít khi ngực hõm sâu xuống, dường như xương nơi đó bị xô nát rồi, mặt bị máu che kín, nhìn tóc mai hoa râm, là phụ nữ có tuổi, tuy không rõ mặt, nhưng quen quen, khả năng đã từng gặp qua rồi. Trương Khắc quay đầu nhìn lại, Cát Ấm Quân và tên thanh niên cùng xe đi tới, Cát Ấm Quân nhìn thấy người phụ nữ Phó Tuấn đang sơ cứu, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn vào ánh mắt hung dữ của Trương Khắc. Trương Khắc quay trở lại đường, nóng ruột đợi xe cấp cứu tới, tên thanh niên kia thò đầu nhìn xe người phụ nữ kia có hy vọng sống không, lấy di động ra gọi. Nhị Băng, mau tới đường lớn Vịnh Nước Nông xem náo nhiệt đi, Cát đại thiếu gia đâm chết một mụ già. Trương Khắc cau mày, quay đầu nhìn hắn. Tên thanh niên trừng mắt nhìn Trương Khắc, tiếp tục nói. Ngu, ánh đang nhận điện thoại của Nhị Băng à. Mau tới đây đi, tôi gọi điện cho mấy người nữa, không biết bao giờ mới được náo nhiệt như thế này. Trương đó Trương Khắc còn tưởng Cát Âm Quân nhìn thấy mình bị giật mình không khống chế được xe mới thành tai họa này, nhưng nghe tên thanh niên kia nói thản nhiên như không mới biết vừa rồi là bọn chúng cố ý biểu diễn xe, nhưng không ngờ sau kẻ chắn lại có người. Trương Khắc tức tím gan, máu trong ngực nhộn nhạo. Cố nhịn không phát tác. Lúc này Đường Thanh và lái xe chạy tới, Đường Thanh gấp gáp nói. Điện thoại gọi hết rồi, cảnh sát và cấp cứu sẽ tới ngay, còn gọi cả bác Tôn. Nhìn phụ nữ bị Phó Tuấn che đi quá nửa, máu chảy ra thành vũng, người run lên, không dám hỏi tình hình thế nào. Tên thanh niên kia đang gọi điện, nhìn thấy Đường Thanh tức thì mắt sáng lên, huýt sáo về phía cô. Con mẹ mày, có còn nhân tính nữa không? Trương Khắc lúc này không còn nhịn nổi nữa, vung tay tát cho tên thanh niên một cái nổ đom đóm, làm hắn và chiếc di động cùng ngã lăn xuống đường, không ngờ là chiếc 19 bản Chí Tôn bán ra có giới hạn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng không bị hỏng, vẫn còn phát tiếng bên kia. Mẹ mày chứ, sao rồi, không phải là hưng phấn quá bị xe xô luôn rồi chứ. Trương Khắc còn chưa nguôi hận, dẫm lên chiếc điện thoại, lúc này tiếng nói mới ngừng phát ra. Tên thanh niên kia giờ mới kịp phản ứng lại, hắn là hạng thường ngày có chịu thua ai, thấy má nóng rát, nhào bổ tới định tóm lấy cổ áo Trương Khắc, nhưng bị lái xe chặn lại. Trương Khắc tung chân đạp một phát vào đùi hắn, thấy hắn ôm đùi ngã xuống gào rú, không có chút thương xót, nào, chỉ hận đạp một cái chưa đủ, chỉ mặt tên đó chửi. Mẹ mày, ngoan ngoãn một chút cho tao, đừng tưởng có vài đồng tiền thối là không coi trời đất ra gì, đó là một mạng người. Trong mắt Cát Ấm Quân. Trương Khắc mới là hạng giàu sổi, ỷ vào mấy đồng tiền không coi trời đất ra gì, nên không có gan đứng ra can, kéo tên thanh niên kia qua một bên, xoay lưng lại phía y gọi điện thoại. Bất kể pháp luật có chặt chẽ ra sao, cũng không thể ngăn được một số kẻ coi mạng người không là cái gì, điều chúng nghĩ chỉ là hậu quả phải gánh chịu mà thôi. Đối với những kẻ có tiền, thì đây tựa hồ chẳng phải là hậu quả nghiêm trọng gì. Lúc này ở dưới núi có mấy chiếc xe đi từ dưới núi lên đỗ lại bên đường. Người vây tới xem có chuyện gì. Biệt thự nhà họ Tôn cách khúc rẽ này rất gần, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cùng chị em Tôn Tĩnh Hương không đi xe mà chạy bộ tới, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy người phụ nữ nằm trên bãi cỏ, Tôn Thượng Nghĩa sững sờ chết đứng tại chỗ, vợ ông mắt kinh hoàng bịt chặt lấy miệng, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông chạy tới đẩy Phó Tuấn sang run run lau vết máu trên mặt người phụ nữ đó. Tôn Tĩnh Hương nước mắt tức thì rơi xuống như hạt châu đứt, khóc không ra tiếng, Tôn Tĩnh Mông thì quay ngoắt lại. Răng cắn vào môi tới bật mấu, mắt đằng đằng sát khí, lao tới trước mặt Cát Ấm Quân, tóm ngay lấy tóc hắn, vừa cào vừa đá như điên dại.
Mày trả A mẫu cho tao, mày trả A mẫu cho tao. Cát Ấm Quân bị dáng vẻ hung tợn của Tôn Tĩnh Mông làm choáng váng mặt, lập tức bị cào mấy vết, đầu gối bị đạp mấy phát mới tỉnh lại, đẩy cô ra. Tôn Tĩnh Mông bị đẩy về phía sau, dẫm vào vũng nước mưa ven đường, loạng choạng ngã xuống, Trương Khắc vội chạy tới đỡ cô lên, nhìn nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt mất kiểm soát mới nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ kia ở nhà họ Tôn, nhìn Tôn Tĩnh Mông kích động như thế, chắc là người thân. Vừa đỡ Tôn Tĩnh Mông dậy, không ngờ cô vùng khỏi tay y, lao vào Cát Ấm Quân như con thú điên, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, may Tôn Tĩnh Hương chạy tới giữ lấy, nói. Xe cấp cứu sắp tới rồi, dì Châu sẽ không sao đâu. Tôn Tĩnh Mông gục mặt vào lòng chị khóc giống lên, Đường Thanh hết sức thương tâm, nước mắt chảy ra, chạy tới vỗ về Tôn Tĩnh Mông. Xe cảnh sát và xe cấp cứu tới, Phó Tuấn đem tình hình cơ bản của người bị thương nói cho bác sĩ, rồi cùng tiến hành sơ cứu. Tôn Thượng Nghĩa đi tới bên cạnh Trương Khắc, giọng bi thương nói. Chị Châu là bảo mẫu của Tĩnh Mông, khi chúng tôi mới tới Hong Kong, tôi và mẹ nó ngày nào cũng làm việc tới khuya, Tĩnh Hương lại đi học ở nước ngoài, Tĩnh Mông mới tới Hong Kong, không biết nói tiếng Quảng Đông cũng không biết nói tiếng Anh, tính cách cô độc không hòa hợp với đám đông. Chúng tôi mời chị Châu tới làm bảo mẫu cho nó 2 năm đầu, về sau cũng luôn mời chị ấy tới nhà giúp đỡ. Chị Châu có chuyện gì, Tĩnh Mông nó sẽ rất đau đớn. Trương Khắc nhìn Tôn Tĩnh Mông khóc ngất đi trong lòng chị, lòng như bị sát muối, nhưng không biết phải an ủi cô ra sao, im lặng nhìn mọi thứ phát sinh, Tôn Thượng Nghĩa tuy không nói, nhưng dì Châu hẳn là được mời tới ăn tối cho nên lúc này mới ở trên đường. Giống như một viên đá ném vào dòng sông, mặc dù không thể làm dòng nước đổi hướng, nhưng bắn vô số giọt nước, tạo ra đợt sóng lan đi mãi. Mình quay lại năm 94, thay đổi cuộc sống của vô số người, có tốt cũng có xấu. Nếu như Cát Ấm Quân một giây trước khi qua khúc sẽ không giật mình vì nhìn thấy mình, có lẽ bi kịch này không xảy ra. Trương Khắc không phải người tự toán trách hối hận vô lý, quay đầu lại nhìn Cát Ấm Quân, thấy hắn đang căm tức vì bị Tôn Tĩnh Mông cào cho mấy cái, trong lòng lửa giận cháy ngùn ngụt. Sơ cứu xong dì Châu được khiêng lên xe cấp cứu, Phó Tuấn quay trở lại bên cạnh Trương Khắc, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Chương 781, xử lý sự cố. Trương Khắc nhìn về phía Cát Ấm Quân. Lúc này có 2 chiếc BMW đi tới, có 2 trung niên mặc vest đứng bên cạnh hắn, bọn chúng đang khẩn cấp thương lượng gì đó, Cát Ấm Quân thi thoảng còn cúi đầu hỏi người trong xe, Trương Khắc có nhắm mắt cũng biết bên trong xe là ai, không ngờ Cát Minh Tín lúc này chỉ lo bị giới truyền thông biết được, trốn trong xe không hề tới có một câu hỏi thăm hay xin lỗi gì. Nếu mong những kẻ này biết tôn trọng mạng sống người khác, chẳng thà mong lợn nái biết leo cây. Cảnh sát xem xét hiện trường sự cố. Xem xong mới gọi chủ xe và người đương sự tới tìm hiểu tình hình cụ thể. Trương Khắc và Phó Tuấn đi tới trình bày điều họ nhìn thấy, nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn là do Cát Ấm Quân lái xe quá tốc độ lại biểu diễn động tác nguy hiểm ở chỗ rẽ nên mới gây ra thảm kịch. Ông Trương cũng là người có thân phận địa vị, tuy ông và Cát gia có nhiều thù oán, nhưng ở trường hợp này không thể ăn nói tùy tiện. Tên trung niên bên cạnh Cát Ấm Quân không đợi Trương Khắc nói hết đã nhảy ra chỉ trích, rồi bảo với cảnh sát. Tôi là luật sư của ông Cát Ấm Quân, tôi đã trao đổi với người đương sự, hiểu được chi tiết tai nạn. Nguyên nhân là người đương sự ở chỗ rẽ gặp tình huống khẩn cấp, vì né tránh mà không để ý bên cạnh có người đi, chỗ rẽ này có vết phanh, đó là chứng cứ, mời các vị kiểm tra. Lái xe nguy hiểm và khẩn cấp né tránh tạo thành tai nạn là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, Trương Khắc không ngờ Cát Ấm Quân chỉ tìm cách đẩy tội, phẫn hận lấp kín trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn, Cát Ấm Quân chột dạ quay đầu đi. Trương Khắc nhìn luật sư Cát gia. Ông biết thân phận của tôi, vậy xin mời cứ tiếp tục bán lương tâm chùi đít cho Cát gia, có tội phải phạt, không phải các người muốn chạy là chạy thoát. Lạnh lùng ném lại một câu, rồi tới chỗ cảnh sát ký tên lên lời khai. Xin nhắc ông Trương một câu, có những lời không nên nói bừa, bằng vào câu này, tôi có thể kiện ông tội hăm dọa. Tên luật sư phản kích. Trương Khắc siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, mặt càng trở nên bình tĩnh. Nhìn về phía chiếc xe Cát Minh Tín ngồi. Chúng tôi muốn hỏi người đương sự. Cảnh sát tựa hồ cũng bực mình với tác phong của kẻ lắm tiền, ngăn tên luật sư lại. Tôi không nghe ra lời của ông đây có ý hăm dọa gì, chỉ hy vọng mọi người đừng che giấu chân tướng tai nạn, chủ xe hãy tự trả lời câu hỏi của chúng tôi. Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng, không có tôi đi cùng, ông Cát Ấm Quân sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các vị. Hiện giờ thân chủ của tôi vừa trải qua nguy hiểm. Tâm trạng bất ổn, không thể phối hợp với các vị điều tra, tôi thỉnh cầu cho thân chủ của tôi về nhà đợi lệnh gọi của cảnh sát,
Tên luật sư quay sang Cát Ấm Quân. Không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát, cho dù nói chuyện, cũng cần có tôi ở bên cạnh. Pháp luật Hong Kong rất chặt chẽ, song đa phần là đặc quyền để bảo hộ kẻ có tiền, chỉ cần có đủ tiền, sẽ có một đống luật sư nhảy ra rửa sạch tội danh cho ngươi. Lời vừa rồi của tôi không phải là hăm dọa đâu. Trương Khắc đem bản ghi lời khai trả cho phía cảnh sát. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các vị điều tra bất kỳ lúc nào, có chuyện cứ liên hệ với chúng tôi. Rồi cùng đi về phía vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, chị em Tôn Tĩnh Hương đã theo xe cấp cứu tới bệnh viện rồi. Khả năng có chứng cứ làm Cát Ấm Quân thoát được trừng phạt. Trương Khắc cũng có chút bi quan, nhất là dấu vết phanh xe vốn là do hắn biểu diễn trò nguy hiểm nhưng lại cực kỳ có lợi cho hắn, lời khai thứ y nhìn thấy về chứng cứ pháp luật có rất ít tác dụng. Nhìn cảnh sát thử độ cồn của Cát Ấm Quân, biết trừ khi có chứng cứ rõ ràng là hắn lái xe nguy hiểm, nếu không không thể lập tức tạm giam hắn. Tôn Thượng Nghĩa không cam tâm nghiến chặt răng, im lặng một lúc mới nói. Tới bệnh viện trước đã. Lúc này trời đã tối dần, xe vừa mới khởi động thì nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Hương, dì Châu Tim đã ngừng đập trên đường tới bệnh viện, hiện cô đang trông nom em gái. Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa vẫn tới bệnh viện, cáo biệt người chết cũng là sự tôn trọng với sinh mạng. Ở bệnh viện, người nhà dì Châu đều hay tin tới đó, chồng dì Châu đã mất, bà chỉ có một con gái, một con trai, phía cảnh sát cũng có một người ở đó, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa tới an ủi người nhà dì Châu. Trương Khắc và Đường Thanh đi tìm chị em Tôn Tĩnh Hương. Tôn Tĩnh mông vùi mặt vào lòng chị khóc nghẹn ngào, vai run lên từng chập, nghe thấy tiếng Trương Khắc liền ngẩng đầu lên, cô đã khóc tới mắt sưng húp, hết sức đáng thương, hận thù nói. Lần này anh phải giúp tôi, không được để Cát gia lấy tiền giải quyết việc này. Trương Khắc nghiêm túc gật đầu. Cho dù là người hoàn toàn không liên quan tôi cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Chuyện bất bình trong thiên hạ biết bao nhiêu mà kể, Trương Khắc không lo được, cũng chẳng có khả năng mà lo, nhưng nếu đã gặp phải thì không thể bỏ qua. Trương Khắc để Đường Thanh an ủi Tôn Tĩnh Mông, y và Phó Tuấn đi xem di thể, Tôn Tĩnh Mông mặt nặng nề đứng đó, Cát Minh Ngọc lấy khăn tay lau nước mắt rồi ra ngoài tìm con gái. Tên đi cùng Cát Ấm Quân là ai? Trương Khắc kéo Tôn Thượng Nghĩa ra góc hành lang nói chuyện, tình hình này chỉ có lời khai tên thanh niên ngồi cùng xe Cát Ấm Quân là quan trọng nhất, nhưng muốn hắn đưa ra lời khai gây bất lợi cho Cát Ấm Quân là rất khó. Trần Kỳ con trai của Trần Lực Dương. Trần Gia Hong Kông là bạn làm ăn lâu năm của Cát Gia, từng nắm cổ phần trong tất cả xí nghiệp dưới cờ của Gia Tín. Cát Minh Tín vì áp chế sự phản kháng của các thành viên khác trong gia tộc, tăng cường khống chế tập đoàn, đã thúc đẩy Trần Gia thành đại cổ đông thứ hai. Trần Lực Dương là gia chủ đời đầu của Trần Gia, cũng là thành viên BQT tập đoàn Gia Tín, trừ nắm cổ phần ở Gia Tín ra còn có gia nghiệp khổng lồ nữa. Nghe vậy Trương Khắc có thể đoán ra Trần Kỳ và Cát Ấm Quân có thể là hai tên đầu trâu mặt ngựa từ nhỏ lớn lên chơi bời với nhau, Trần Kỳ bị ăn đòn ở hiện trường, muốn hắn đứng ra làm chứng gần như là không thể rồi. Tôn Thượng Nghĩa cũng không hy vọng, Trương Khắc lấy di động ra, do dự, nếu gọi điện nhờ Diệp Chăn Dân can dự vào việc này không thích hợp lắm, lại thôi, không muốn đem rắc rối chuyển sang đầu người khác. Lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào, Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa vội chạy ra xem. Tên luật sư kia đang nói với con trai, con gái của dì Châu. Tôi đại biểu cho ông Cát Ấm Quân tới xin lỗi, trên đường mới biết tin tức chị Châu đã qua đời, chúng tôi hết sức nuối tiếc. Tin rằng các vị đã nghe cảnh sát nói qua quá trình xảy ra sự cố, dù là trường hợp khẩn cấp né tránh gây ra, nhưng đối với hậu sự chị Châu, ông Cát Ấm Quân sẵn sàng gánh vác tất cả trách nhiệm, như thế lương tâm mới dễ chịu hơn, chúng ta tìm chỗ trao đổi việc này nhé. Lương tâm của nó bị chó ăn rồi. Muốn hòa giải à, nằm mơ. Tôn Tĩnh Mông chỉ mặt tên luật sư. Ông cút đi, không cần dở trò nước mắt cá sấu ở đây. Tôn Tiểu Thư, chị Châu qua đời là điều không ai muốn cả, mọi người nên bình tâm giải quyết sự việc, để cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường, đừng quấy nhiễu chị Châu ra đi. Tôi cũng gặp chị Châu vài lần, tôi nghĩ làm như thế không phù hợp với ý nguyện của chị ấy đâu. Tên luật sư nói tới đó thì trở giọng. Ngoài ra tôi muốn hỏi Tôn Tiểu Thư đại biểu cho lập trường gì mà lên tiếng. Ở hiện trường, Tôn Tiểu Thư đạp chân ông Cát Ấm Quân bị thương nhiều chỗ, mặt bị kèo xước sát, chuyện gì cũng muốn so đo, chẳng lẽ muốn thân chủ tôi tới cục cảnh sát làm giám định thương tích kiện cô? Chương 782, muốn ra tay. Thấy Tôn Tĩnh Mông rơi vào trạng thái điên cuồng, Cát Minh Ngọc và Tôn Tĩnh Mông cảnh giác, đề phòng cô lao vào đánh người. Tôn Tĩnh Mông quay đi lấy di động của Trương Khắc ném tên luật sư. Trương Khắc không ngăn cản mà còn đi che mắt cảnh sát.
Á! Tên luật sư kêu thảm, ôm mắt trái chỉ Tôn Tĩnh Mông. Cảnh sát, có người ném tôi. Ai ném ông? Trương Khắc chắn trước mặt Tôn Tĩnh Mông, chỉ vào bản thân. Đừng có chỉ lung tung, đừng tưởng trừ Cát Minh Tín ra thì người khác không mời được luật sư, tôi chẳng nhìn thấy ở đây có ai ném ông. Phó Tuấn đã nhặt chiếc di động lên trước khi tên luật sư kịp phản ứng, Trương Khắc quay sang phía cửa. Ngài cảnh sát có nhìn thấy ai ném ông ta không? Tôi không nhìn thấy, nếu ông luật sư muốn kiên trì báo cảnh sát, tôi sẽ gọi đồng nghiệp tới đưa các vị về đồn điều tra. Viên cảnh sát thản nhiên nói, làm như không hề nhìn thấy vết thâm tím trên mắt trái của tên luật sư. Tên luật sư cũng không muốn làm chuyện phức tạp thêm, chỉ con của dì Châu nói. Ông cắt ấm quân thành tâm thành ý biểu thị nuối tiếc về việc này, chị Châu đã chết rồi, đây là sự thực không ai thay đổi được, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ để thương lượng. Nói xong thấy gương mặt hung tợn của Tôn Tĩnh Mông vội vàng bỏ đi. Tránh Tôn Tĩnh Mông lại phát tác, Cát Minh Ngọc cùng con gái và Đường Thanh vội kéo cô ra nơi khác. Tôi không biết, tôi chỉ muốn mẹ tôi sống lại. Cô con gái quá đau thương không có chủ ý gì, người con trai tuy lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt do dự, cho thấy hắn đã động lòng, có lẽ so với việc truy cứu tội của Cát Ấm Quân, hắn quan tâm tới khoản bồi thường hơn, chỉ có điều không dám nói ra ở chỗ đông người. Trương Khắc thở dài bước đi, dù sao bọn họ không thể quyết định truy cứu thay cho con cái người chết, ra ngoài nghĩ một lúc mới nói. Bác Tôn, không phải cháu nhắm vào ai cả, nhưng nếu cha con Cát Minh Tín ngay cả dũng khí gánh trách nhiệm cũng không có. Cháu nghĩ nên vạch trần chuyện này trên giới truyền thông hãy tính. Lòng nghĩ, nếu không làm gì, cô ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng sự quan tâm này, tất nhiên không thể nói ra với Tôn Thượng Nghĩa. Truyền thông Hong Kong đại khái là truyền thông không sợ kiện cáo nhất, chỉ cần có thể thu hút ánh mắt người dân, tăng lượng tiêu thụ của tờ báo, tìm được báo muốn đăng tin, người kế thừa Cát gia lái xe nguy hiểm gây chết người, sau việc ra sức đùn đẩy trách nhiệm, không những không khó mà còn có cả đống. Mặc dù tập đoàn Gia Tín ở Hong Kong thế lớn lực lớn, nhưng Tôn Thượng Nghĩa cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, đặc biệt là Việt Tú gần đây đầu tư lớn vào nội địa, toàn là hạng mục có sức ảnh hưởng lớn, ở Hong Kong thanh thế đã bắt kịp tập đoàn Gia Tín. Tôn Thượng Nghĩa là chủ tịch tập đoàn Gia Tín, là nhân vật đại biểu cho Việt Tú trước giới báo chí, nếu không vừa rồi Tôn Tĩnh Mông cầm di động ném tên luật sư rõ rành rành, sao cảnh sát lại ngó lơ? Cảnh sát khám nghiệm hiện trường cùng chứng cứ. Lời khai nhân chứng thu thập được, nhìn có vẻ như là vì né tránh tình hình khẩn cấp gây tai nạn, tới ngay cả Trương Khắc, nếu chẳng phải nhìn thấy phản ứng của hai tên xúc sinh sau tai nạn, cũng cho rằng Cát Ấm Quân vì rẽ quá gấp mà gây ra tai nạn. Giờ không có lý do và chứng cứ gì yêu cầu bắt người, hai bên đều có năng lực thuê luật sư giỏi, nên kết quả kiện cáo cuối cùng khó làm người ta hài lòng. Không may luật sư riêng của Tôn Thượng Nghĩa lại không ở Hong Kong, không tới kịp, gọi điện thoại liên hệ. Luật sư đó cũng tỏ thái độ không mấy tin tưởng vào việc chiến thắng vụ kiện này. Trương Khắc không muốn chấn tướng bị nhấn chìm trong quy tắc trò chơi, trừ trình tự pháp luật ra, còn có rất nhiều con đường khiến Cát Ấm Quân bị trừng trị đích đáng. Cát gia có thói quen ném tiền giải quyết vấn đề, dưới thế công tiền bạc của Cát Minh Tín, con trai dì Châu đã động lòng, Tôn Thượng Nghĩa và Trương Khắc đều nhìn ra. Tôn Thượng Nghĩa có thể tìm giới truyền thân bóc trần sự việc, nhưng nếu không có con cái dì Châu phối hợp, sức sát thương sẽ rất ít, cha con Cát Minh Tín chẳng cần phản kích, tin tức sẽ tự bị nhấn chìm trong biển tin tức hỗn loạn rắc rối của Hong Kong, chẳng tạo nên ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ phải đưa tên Trương Khắc ra, tất nhiên là không rồi, Tôn Thượng Nghĩa đành tìm con cái chị Châu trao đổi. Đi trở lại thì tên luật sư đã không còn ở đó, cho dù con trai dì Châu có tham số tiền bồi thường lớn của Cát gia thì cũng thể bất chấp đạo nghĩa nhân tình hòa giải với cha con Cát Minh Đức vào lúc này. Hơn nữa việc hòa giải cần cả cô con gái chấp nhận mới có hiệu quả. Cho dù hai người con của dì Châu có chấp nhận hòa giải, Trương Khắc cũng không cho chuyện này qua đi như thế, loại người như cha con Cát Minh Tín không thể nương tay được nữa, số tài phú khổng lồ nắm trong tay chúng, là tai họa với xã hội. Trương Khắc không cho rằng mình là đấng cứu thế, nhưng với kẻ mà y ngứa mắt, thì ân oán y rất rạch ròi, chẳng cần làm ra vẻ thanh cao. Trương Khắc suy tính chỉ hoãn chuyến đi Bắc Kinh ngày mai. Tôn Thượng Nghĩa nói. Mai cậu có hẹn với Dịch Vân Phi, chuyện này không trì hoãn được, những chuyện hiện cần làm để tôi an bài. Trương Khắc nghĩ cũng phải, tới tầng cấp bọn họ, không cần chuyện gì cũng đích thân ra tay, chỉ cần ở đằng sau gọi điện lập kế hoạch chỉ huy, ở lại Hong Kong chỉ vì nghĩ tới cảm thụ của Tôn Tĩnh Mông, nhưng lại chẳng có lập trường gì để nhất định phải ở lại, tới Bắc Kinh gặp Dịch Vân Phi cũng là chuyện quan trọng. Trương Khắc đi tới phòng bên,
Cát Minh Ngọc và ba cô gái ở đó, nhìn thấy Trương Khác đi vào, Tôn Tĩnh Mông dương đôi mắt đẫm lệ lên, trống rỗng đau xót. Thấy cô còn thương tâm đau đớn hơn cả con cái dì Châu, Trương Khác nghĩ có lẽ không ai hiểu được sự cô đơn đáng thương của cô thời mới theo cha mẹ tới Hong Kong. Chuyện này bất kể thế nào, chỉ cần Cát Ấm Quân chưa bị trừng trị đích đáng tôi sẽ không bỏ qua. Trương Khác ngồi đối diện với Tôn Tĩnh Mông, lúc này y chỉ có thể an ủi cô như vậy. Người nhà của dì Châu đều có mặt ở đây, chúng ta nên trở về trước, thương lượng xem làm sao đòi lại công bằng mới thích hợp. Trương Khác hiểu tính cách của Tôn Tĩnh Mông, cho dù cô đau thương đến mấy cũng sẽ không để bản thân chìm đắm trong đau khổ, mà tích cực đòi lại lẽ công bằng. Tôn Tĩnh Mông vẫn cứ khóc nức nở, hai vệt nước mắt trên má chưa khô, nghe Trương Khác nói thế, đứng dậy đi ra ngoài. Bãi đỗ xe bệnh viện, hai chiếc BMW xuất hiện sau tai nạn vẫn đỗ ở đó, thấy đám Trương Khác đi tới. Cát Minh Tín từ xe đi ra, có hai tên nhân viên đi theo, những kẻ khác ngồi nguyên trong xe. Đường Thanh và Tôn Tĩnh Hương đỡ Tôn Tĩnh Mông tiếp tục đi về phía xe của bọn họ, Trương Khác dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lam thâm, vầng trăng non như treo trên cỏ cây xa xa. Cái loại chuyện vặt vãnh này tiếp tục dây dưa đâu có lợi gì cho cả hai bên. Cát Minh Tín đi tới, ánh mắt nhìn qua Tôn Thượng Nghĩa rồi dừng ở trước mặt Trương Khác. Chắc Cẩm Hồ và Việt Tú cũng không hề thiếu luật sư cố vấn. Tôi hỏi cậu, dây dưa tiếp có ý nghĩa gì? Nếu như về pháp luật ông đã không có gì phải lo, sao còn đứng ở đây? Trương Khác chẳng muốn lý luận tốn nước bọt với hạng người này, nhếch mép lên cười nhạt. Ông làm việc trái lương tâm, nên đang sợ hãi, ông đang sợ tôi. Khinh miệt bỏ lại một câu rồi cùng Tôn Thương Nghĩa rời đi. Cát Minh Tín ngớ người, ông ta tiếp xúc với Trương Khác không nhiều, nhưng ấn tượng để lại hết sức sâu sắc, hơn nữa Cẩm Hồ sừng sững chắn trước mặt. Ông ta có cuồng vọng đến đâu lúc này cũng không cho rằng Cát gia sau khi chia năm xẻ bảy còn có thể hùng mạnh hơn, có tiềm lực hơn Cẩm Hồ. Đương nhiên ông ta cũng sẽ không thừa nhận mình sợ Cẩm Hồ, hay sợ Trương Khác, nhưng nghe y bỏ lại một câu, tim giật thót một cái, cảm giác bị đâm trúng chỗ yếu. Chương 783, lại có chuyện. Đợi Trương Khác đi xa hơn 10 bước rồi, Cát Minh Tín mới cố mạnh miệng nói một câu. Bất kể thế nào tôi cũng không cho một ai gây bất lợi cho Ấm Quân. Trương Khác quay đầu lại, lộ ra nụ cười tà ác như ma quỷ. Đừng nói những lời lừa mình lừa người như thế, ông biết bản thân đang lo lắng gì phải không? Yên tâm đi, tôi không để ông thất vọng đâu. Cát Minh Tín lòng như có lửa đốt, nhưng trước mặt người khác, vẫn phải ra vẻ bình tĩnh trấn định, âm trầm quay về trong xe. Cơn bão tài chính trông có vẻ như đã lắng xuống rồi, nhưng tất cả chứng cứ, con số đều chỉ ra tổn hại thực tế của nó còn chưa hoàn toàn bộc lộ ra. Ngồi vào trong xe, Trương Khác nói. Nếu những tổn hại kinh tế này lộ ra ngoài, sẽ khiến thị trường tài chính thêm một lần nữa chấn động kịch liệt, đám cá mập nghỉ ngơi một thời gian tiêu hóa mồi cũng đã bắt đầu muốn hoạt động rồi. Lần này đi Bắc Kinh, cháu cũng định bỏ thời gian thảo luận với Bộ trưởng Diệp về vấn đề đó, bác Tôn và cháu cùng đi Bắc Kinh nhé, chúng ta phải ra tay với địa ốc Gia Tín, điện tử Gia Tín, chấn động thị trường sắp tới là thời cơ tốt, chuyện này chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ. Tôn Thượng Nghĩa giờ mới biết vừa rồi Trương Khác không phải chỉ nói hăm dọa, mà là quyết tâm ra tay với tập đoàn Gia Tín, lo lắng hỏi. Liệu có ảnh hưởng xấu tới Cẩm Hồ không? Vấn đề không lớn. Trương Khác lắc đầu. Cho dù có chút ảnh hưởng, nhưng có thể chấp nhận được. Mục tiêu lần này của chúng ta là cố gắng dùng một cái giá nhỏ nhất lấy được tiếng nói trong tập đoàn Gia Tín, điều này cũng sẽ hạn chế Cát gia, Tạ gia lợi dụng tập đoàn Gia Tín đối kháng với Cẩm Hồ. Tôn Thượng Nghĩa biết Trương Khác chưa bao giờ ngại Cẩm Hồ có người cạnh tranh, thậm chí cổ vũ, nâng đỡ, bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh tương lai, đó liên quan tới cách cục. Trong nước nếu không hình thành cả sản nghiệp có hệ thống, Cẩm Hồ phát triển đơn lẻ là không thể tiến xa được. Nhưng ân oán với Tạ gia, Cát gia có nguồn gốc sâu xa, loại ân oán này không phải chỉ là cạnh tranh thương trường, mà là sự đối kháng trực tiếp. Mặc dù nói Tạ gia luôn bị Trương Khác áp chế. Nhưng cùng với việc Tạ gia và Cát gia tiến thêm một bước dung hợp, cùng với việc Samsung tiến vào, nhất định sẽ thành uy hiếp với Cẩm Hồ. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu. Lấy đó làm mục đích cũng thích hợp. Ân oán giữa ông và Cát Minh Tín cũng có từ lâu, từ sau khi tới Hong Kong không những bị Cát Minh Tín chèn ép trong nội bộ tập đoàn Gia Tín, còn bị dùng lời lẽ sỉ nhục, đến khi cha vợ qua đời phân chia tài sản thì mâu thuẫn triệt để bùng phát. Trương Khác nhìn ra ngoài, xe của Tôn Tĩnh Mông đi song song bên cạnh. Cửa xe mở, nhìn đôi mắt sưng húp thất thần hết sức tội nghiệp, trái tim y cứ đau đau. Không dám nhìn cô quá lâu,
Trương Khắc quay đầu lại, nói một câu. Dung tha cho bọn chúng quá lâu rồi. Cha con Cát Minh Tín đương nhiên không hiểu được Trương Khắc căm hận hành vi lái xe nguy hiểm, bất chấp tính mạng người khác ra sao. Chiếc BMW chạy rất êm trên đường lớn, sắc mặt Cát Minh Tín âm trầm, bị một tên nhóc con miệng còn hôi sữa giáo huấn như thế, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này. Đồng thời còn loa Trương Khắc sẽ làm việc bất lợi với tập đoàn Gia Tín. Sau này lái xe phải chú ý một chút, xô phải người ta đã đành, con không lo cho bản thân à. Ba không hiểu nổi đám trẻ các con nữa, vì theo đuổi sự kích thích mà không chú ý an nguy của mình nữa. Cát Minh Tín kìm nén phiền muộn trong lòng, nhìn đứa con trai ngồi im thít bên cạnh, khuyên nhủ. Con sắp 30 rồi, còn muốn ba và mẹ lo lắng hộ con tới khi nào nữa. Ba mong con kế thừa cái ghế của ba, đừng làm ba thất vọng. Suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. Trước khi chuyện lắng xuống, ba bảo chú Bình làm lái xe cho con. Tính năng an toàn của Ferrari cực cao, chỉ cần không phải lao xuống vách núi, hoặc là bị kẹt giữa đường sắt thì không thể gây ra tai họa. Cho dù ở chỗ rẽ con không khống chế tốt xe, thì người bên trong cũng không có vấn đề gì lớn, nhiều lắm thì hỏng một cái xe mà thôi. Cát Ấm Quân tự giải thích. Tai nạn lần này có vết phanh cùng vết đuôi xe cọ vào vành đai bảo hộ rõ ràng, chứng cứ đều có lợi cho chúng ta, chẳng cần phải lo, chỉ tiếc phải thay một cái lốp xe. Con còn có tâm tư lo cho cái lốp xe à? Cát Minh Tín bất lực lắc đầu. Nếu tai nạn này bị kẻ có mưu đồ đưa lên báo, không chỉ mang lại ảnh hưởng xấu tới Cát gia, với tập đoàn Gia Tín, sau này con thay thế vị trí ba cũng sẽ có kẻ nhảy ra nhắc lại chuyện cũ, thêm cản trở không đáng có. Con phải có tầm nhìn xa về những vấn đề này, cho nên ba mới bảo con thường ngày làm việc phải thận trọng. Trương Khắc buổi tối vốn tới chúc mừng Tôn gia trở về nhà cũ, ai ngờ lại gặp phải thảm kịch như thế trên đường. Tai nạn xe này chắc chắn làm quan hệ hai bên triệt để phá vỡ, phải ra tay tới lúc có kết quả mới cam tâm. Cái gì gọi là đặc quyền của kẻ có tiền, ở trên cùng một con đường, ngồi trong xe Ferrari càng có được đảm bảo an toàn hơn đi bộ trên đường, đó là một trong số hình thành đặc quyền của tiền. Cát Ấm Quân vì sao thích biểu diễn xe nguy hiểm như thế, vì hắn biết chiếc Ferrari đảm bảo an toàn cho hắn, để hắn đổi một cái xe bình thường xem hắn có dám lái xe như thế ở chỗ rẽ không. Trương Khắc áp giọng xuống nhưng không che giấu được căm phẫn trong lòng, xe dừng lại trước sân Tôn gia, vừa đi vừa nói như kẻ báo thù, đứng ở cửa nhà đợi xe của Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông tới. Tôn Tĩnh Hương xuống xe trước, tức thì sững người đứng khựng lại, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Tư đôi mắt đẫm lệ đang đứng dưới mái hiên nhìn về phía này. Trương Khắc không kịp nghĩ vì sao Hứa Tư đến đây, theo phản xạ điều kiện muốn ngăn Đường Thanh xuống xe, vừa mới đưa tay ra thì Đường Thanh đã mở cửa đi xuống. Nhưng mặt vẫn hướng vào bên trong chuẩn bị dìu Tôn Tĩnh Mông xuống xe. Lúc này làm gì cũng đã muộn rồi, tay Trương Khắc cứng đờ ra đó, thường ngày đầu óc linh hoạt cơ trí đi đâu hết mất cả, không biết làm sao tránh được cục diện khó xử này. Quan hệ giữa Trương Khắc và Hứa Tư, trong Tôn gia chỉ Tôn Tĩnh Hương biết rõ ràng từ đầu tới cuối. Tôn Thượng Nghĩa già nhưng không hoa mắt, đương nhiên cũng đoán ra được, chỉ có điều trước mặt người ngoài Hứa Tư luôn khắc chế không có động tác thân mật với Trương Khắc. Ông cũng vờ hồ đồ, giang tay ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Mông bằng vào sự mẫn cảm thiếu nữ càng biết nhiều hơn, có điều lúc này cô đang ở trạng thái bi thương, nhìn thấy Hứa Tư cũng không suy nghĩ gì. Trong Tôn gia chỉ có Cát Minh Ngọc là không hay biết gì, nhìn thấy Hứa Tư đứng dưới hành lang, ánh đèn chiếu lên đôi mắt đẹp ẩn nước đỏ hoe nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, nước mắt long lanh lăn trên gò má còn chưa khô, tay nắm chặt vào lan can, cảm giác dùng sức lực toàn thân. Thấy Hứa Tư lau nước mắt định đi vào trong nhà, Cát Minh Ngọc gọi lại. Hứa Tư, cháu tới à, xảy ra chuyện này bảo cháu đích thân tới, thật ngại quá. Nghe thấy hai tiếng, Hứa Tư, người Đường Thanh khựng một cái, không dám quay đầu lại, cô không biết phải dùng thái độ gì đối diện với Hứa Tư. Tôn Tĩnh Hương đá Trương Khắc một cái, đánh mắt về phía Hứa Tư, mặc dù nói Hứa Tư bản tính lương thiện, nhưng vì bảo mẫu của Tôn gia gặp tai nạn mà thương tâm khóc tới mức đó làm người ta bất ngờ. Trương Khắc lúc này mới choàng tình, Hứa Tư chắc gặp phải chuyện gì rồi, chẳng kịp để ý tới Đường Thanh, lo lắng chạy vội tới, chưa kịp hỏi gì thì Hứa Tư đã quỵ xuống, Trương Khắc nhanh tay đỡ kịp cô mới không ngã xuống đất, nhìn dáng vẻ Hứa Tư như thế, tim như bị ai đó dùng dao đâm một cái không thương xót, Trương Khắc kệ người xung quanh, ôm lấy cô, hỏi vội. Làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chương 784, Đường Thanh gặp Hứa Tư. Tại sao cậu không nhận điện thoại? Tại sao cậu không nhận điện thoại? Nghe nói cậu gặp tai nạn,
tôi gọi không biết bao nhiêu lần, tôi không muốn tới, nhưng cậu mãi không nhận điện thoại. Hứa Tư khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã rơi trên gò má nhợt nhạt, cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay Trương Khác, nhưng vì lo lắng sợ hãi quá độ, người không còn chút sức lực nào nữa. Hứa Tư xem tin tức có nói ở đường Vịnh Nước Nông có xảy ra tai nạn xe cô, nội dung rất hàm hồ, cô lo cho an nguy của Trương Khác, vội gọi điện thoại hỏi, gọi mấy lần không ai nhận, lòng lập tức bấn loạn, gọi vào máy của Phó Tuấn thì tắt máy. Cô biết Trương Khác và Đường Thanh tối nay sẽ tới Tôn gia ăn tối, gọi vào di động của Tôn Tĩnh Hương không thấy nhận máy, gọi tới Tôn gia thì giúp việc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nó là xảy ra tai nạn, cả nhà Tôn Thượng Nghĩa vừa nghe tin liền hoảng loạn chạy đi cả, di động cũng không kịp mang theo. Tin tức này làm Hứa Tư cảm giác trời đất sụp đổ, cô tưởng rằng Trương Khác bị tai nạn rồi, hoảng sợ đi xe tới hiện trường, chỉ thấy cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường cùng một vũng máu chưa khô hết. Không ai nói cho cô chuyện gì, Hứa Tư chỉ biết chạy tới Tôn gia đợi trong tuyệt vọng. Nhìn thấy Trương Khác bình yên từ trong xe đi ra, thần kinh căng tới cực điểm của Hứa Tư đứt phụt, rồi lại thấy Đường Thanh, vừa nhẹ nhõm vừa cực kỳ bất an, đủ các loại tình cảm đẩy tới cao trào cùng lúc tập kích tâm lý vốn hết sức yếu ớt vì lo cho Trương Khác, toàn thân nhũn ra, chỉ còn biết liên tục lặp đi lặp lại. Tại sao cậu không nhận điện thoại? Tại sao cậu không nhận điện thoại? Phó Tuấn lúc sơ cứu cho dì Châu di động rơi vào vũng máu, đợi tới khi hắn nhặt lên thì đã hỏng rồi, cho nên Hứa Tư không liên lạc được. Cả nhà Tôn Thượng Nghĩa nhận được điện thoại của Đường Thanh nói có một phụ nữ đi trên đường Vịnh Nước Nông bị xe cắt ấm quân xô phải, nghe miêu tả thì rất có thể là bảo mẫu Châu, chỉ biết chạy ngay tới hiện trường, còn tâm tư nào nhớ tới mang di động đi. Cho nên Hứa Tư không liên lạc với ai cả. Trương Khắc sờ tay vào túi, mới phát hiện ra di động cũng không còn nữa. Chẳng biết là đánh rơi mất ở đâu lúc nào rồi. Nhìn thấy Hứa Tư vì mình mà lo lắng sợ hãi tới mức gần như suy sụp, Trương Khác lòng trào dâng thương cảm, lại hết sức đau lòng, cũng không kìm nổi nước mắt, ôm chặt lấy cô dỗ dành yêu thương. Em không sao mà, không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao, chị đừng khóc nữa. Cả hai ôm lấy nhau khóc giữa sân. Tôn Thượng Nghĩa ra hiệu cho mọi người tránh đi. Cát Minh Ngọc không biết rằng giữa Trương Khác và Hứa Tư lại có tình cảm sâu sắc như thế, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Hương đi tới cùng mẹ đỡ em gái vào nhà, Tôn Tĩnh Mông thấy Hứa Tư khóc, nhớ tới chuyện thương tâm, nước mắt lại chảy ra. Tôn Tĩnh Hương quay đầu lại nhìn Đường Thanh, thấy cô quay lưng lại phía này, gò vai nhỏ run run, không biết có nên ở lại giúp bọn họ hóa giải tình cảnh này không, nhưng nghĩ mình xen vào không thích hợp, liền đi vào trong. Những người khác đều đi vào nhà. Thậm chí cửa sổ cũng kéo xuống, để lại Trương Khác, Hứa Tư, Đường Thanh ngoài sân dưới ánh trăng non, rất lâu sau tiếng khóc đã ngừng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Đường Thanh vẫn đứng xoay lưng về phía cửa Tôn gia, không có dũng khí nhìn Trương Khác và Hứa Tư ôm nhau khóc, ba người im lặng rất lâu, Đường Thanh lau nước mắt trên gò má, vẫn không quay đầu, chỉ nói khẽ. Hai người ở lại đây đi, tôi về trường học đây. Nói xong đi thật nhanh ra ngoài. Trương Khác bị chân tình của Hứa Tư làm xúc động rơi lệ, nhưng y lo lắng nhất vẫn là xử lý cục diện đau đầu trước mắt, nghe thấy Đường Thanh muốn đi, hơn nữa còn đi như chạy, định đuổi theo, nhưng Hứa Tư vẫn ngồi trên mặt đất làm sao bỏ cô ở lại được, do dự không biết phải làm sao. Hứa Tư vùng thoát khỏi tay Trương Khác, trải qua chấn động tình cảm mãnh liệt như thế, hết lo lắng, tuyệt vọng, vỡ òa, rồi lại hoảng sợ, bất an làm cô mất hết sức lực toàn thân, ngay cả Vịn Lan Can đứng dậy cũng thấy đuối sức. Vẫn cố đẩy Trương Khác đuổi theo Đường Thanh. Tôi không nên tới đây, chỉ vì lo lắng cho cậu nên. Cậu đuổi theo cô ấy đi, tôi ngồi một lúc rồi về. Trương Khác làm sao có thể làm thế, nhưng càng không thể để Đường Thanh đi như vậy. Khi Phó Tuấn vào nhà không tắt xe, đèn vẫn còn bật, Trương Khác dìu Hứa Tư vào trong xe, lái xe đuổi theo. Đường Thanh bước nhanh trên đường, trong lòng bị cảm xúc không thể diễn tả được lấp đầy, mắt ướt nhòe, mặc cho gió đêm lạnh băng quất lên mặt. Mặc dù trong lòng cô đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng tận mắt chứng kiến tình cảm sâu nặng của hai người đó dành cho nhau như vậy, làm sao có thể coi như bình thường, sao có thể thản nhiên, là cảm động là đau lòng, có lẽ cả hai, nhưng cái nào nhiều hơn, cô cũng không biết. Đường Thanh cảm thấy mình thật kém cỏi, sao lại khóc, sao mình lại khóc. Trước giờ cô luôn tránh gặp phải Hứa Tư, lần trước vô tình gặp nhau đã làm cô đủ bối rối hốt hoảng rồi, lại vì sao nhìn dáng vẻ như sắp sụp đổ của cô ta. Lại cảm thấy như bản thân trong tình cảnh đó, cũng cảm thụ được thương tâm và tuyệt vọng khi chờ đợi đó. Chính vì thế nước mắt không kìm được chảy ra.
Nếu đổi lại là bản thân nghe tin tức Trương Khắc xảy ra tai nạn, chắc chắn cũng không còn muốn sống nữa. Đường Thanh có một khắc không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhớ lại cảnh đó, hai hàng lệ thương tâm chảy ra. Cô cảm nhận được rõ ràng tình cảm thắm thiết của Hứa Tư, chút thù địch với Hứa Tư thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy có tình cảm chân thành với Trương Khắc không hề thua kém mình có lý do gì yêu cầu cô ấy phải rời bỏ. Nhưng cô không thể cao thượng dễ dàng như thế, tất cả chỉ tại tên đầu heo hết. Nếu có thể Đường Thanh thả im lặng chấp nhận với sự tồn tại của Hứa Tư, lúc này cô không đối diện được cả với bản thân, chỉ muốn đi thật xa, cho dù cảm giác được Trương Khắc lái xe đuổi theo, cô cũng cố cưỡng ép mình không quay đầu lại. Lên xe đi, từ đây về đợi ít Hong Kong xa lắm đấy. Trương Khắc thò đầu ra ngoài cửa sổ, khuyên. Đường Thanh không quay đầu lại, chẳng cần nhìn cô cũng biết Hứa Tư ở trên xe, cô hiểu tên đầu heo ấy quá mà, Đường Thanh cắn chặt lấy môi không để mình bật khóc. Hay là để Hứa Tư xuống đi bộ, bạn lên ngồi nhé. Trương Khắc tiếp tục hỏi. Đường Thanh quay đầu sang trừng mắt nhìn Trương Khắc, vẫn không có dũng khí nhìn Hứa Tư phía sau. Hay là mình xuống đi bộ, bạn và Hứa Tư lái xe. Trương Khắc tiếp tục hỏi. Đường Thanh đứng phắt lại, quay người nhìn Trương Khắc, nói lạnh băng. Xuống ngay. Trương Khắc bị cô nàng làm sợ thót tim, trong tích tắc đó chẳng hiểu sao Trương Khắc nhớ tới ánh mắt bà nội. Cả đời y sợ ai đến thế, nghe lời răm rắp mở cửa xuống xe. Hứa Tư định xuống theo thì Đường Thanh nói. Để tên đầu heo đi bộ một mình. Hứa Tư trong lòng luôn day dứt, luôn nghĩ mình chiếm đoạt tình cảm của Trương Khắc dành cho Đường Thanh, áy náy nhìn Trương Khắc một cái rồi ở lại trên xe. Thế là Trương Khắc nơm nớp đi bộ, Đường Thanh lái xe chở Hứa Tư, xe đi rất chậm trên đường lớn, tới nơi xảy ra tai nạn, Đường Thanh dừng xe lại, Trương Khắc định hỏi Đường Thanh lại dừng xe ở đây. Nhưng nhìn mặt cô nàng lại không dám. Dưới ánh trăng, vết máu khô vẫn còn có ánh lên yếu ớt, Đường Thanh nhìn chăm chú sườn núi, đột nhiên nước mắt lăn xuống gò má. Trương Khắc chỉ nghĩ Đường Thanh cảm thấy tủi thân, cuống lên không biết phải an ủi cô trước mặt Hứa Tư ra sao. Đường Thanh nghẹn ngào. Nếu không có bạn, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ thế thôi làm người ta không yên. Chương 785, chuyện ba người. Trương Khắc lặng lẽ nhìn nơi xảy ra tai nạn, Hứa Tư đi xuống, vịn tay cửa xe, Trương Khắc chỉ bãi cỏ giải thích. Bảo mẫu của Tĩnh Mông đi trên đường bị xe xô phải, đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Em và Đường Thanh vừa khéo đi qua đây, cùng vào bệnh viện. Trương Khắc lúc mới nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Hứa Tư, y cũng hoảng loạn, đầu óc rối lên, sau này mới nhớ ra di động của y bị Tôn Tĩnh Mông lấy ném tên luật sư rồi, sau đó rơi xuống đất, không dùng được nữa. Hứa Tư khẽ che lấy miệng, day dứt nói. Vừa rồi tôi có thất lễ quá không, nhà họ đang như thế, tôi còn. Trương Khắc lắc đầu, đã thành như vậy rồi, ai còn quản nhiều được như vậy. Y mở cửa giúp Đường Thanh, nhẹ nhàng lấy tay áo thấm nước mắt cho cô, đỡ cô xuống xe, nói. Mình đã từng nói, mùa hè năm 94 mình sốt cao mấy ngày liền đã có một giấc mơ hết sức ly kỳ chân thật, trong mơ mình đã 30 tuổi rồi, chính vì một vụ tai nạn mà giấc mơ chấm dứt. Nếu như người trong mơ cũng có tình cảm, không biết họ nhìn mình ra đi ra sao? Trương Khắc biết mình vĩnh viễn không biết được vấn đề này, ba mẹ và Đỗ Phi, Chu Hiểu Lộ có lẽ sẽ đau lòng, Trương Thanh vừa mới quen biết hẳn tiếc nuối, đó gọi là hướng lai tương tống nhân, các tự hoàn kỳ gia, thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệt dĩ ca, tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a, người đưa ta đến đó. Đà lục tục ra về, thân thuộc còn xót xa, người dưng đà vui vẻ, chết đi là hết nói, thân vùi bên sườn đồi, vãn ca, đào tiềm. Đường Thanh nép vào lòng Trương Khắc, ôm lấy lưng y, áp mặt lên ngực y, đưa mắt nhìn Hứa Tư đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đáng lẽ tôi phải hận cô mới đúng, nhưng nghĩ tới nếu tên đầu heo này có gì bất chắc, tôi cũng sẽ thương tâm như cô. Lời này không còn nghi ngờ gì nữa. Đã thừa nhận tình cảm thắm thiết của Hứa Tư dành cho Trương Khắc. Hai cô gái từ lúc gặp nhau tới giờ còn chưa diễn ra cảnh nói chuyện với nhau bằng, gươm đao, Trương Khắc thở phào, đưa tay ra định kéo Hứa Tư vào lòng, giấc mơ trái ôm phải ấp vừa mới bắt đầu thì Đường Thanh nhéo cho y một cái đau méo mặt, Hứa Tư cũng vội vàng tránh đi, Trương Khắc đành lùi lại cầu cái ít hão huyền hơn, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Thế nào cũng không thể đứng mãi ở đây được, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc, Trương Khắc nhìn trái nhìn phải. Gãi đầu ngượng nghịu nói. Giờ chúng ta đi đâu đây? Tối nay cả hai đừng mong vứt bỏ được mình.
bất kể là bỏ cô gái nào lại trong trường hợp thế này đều có chút tàn nhẫn. Đường Thanh vẫn ôm Trương Khác, cô không muốn rời Trương Khác, cũng biết Hứa Tư nhất định cũng không muốn lẻ loi trong đêm thế này, thầm nghĩ dù thế nào mình cũng là chính thê, phải chủ động, dè dặt hỏi Hứa Tư. Tới Ảnh Loan Viên được không? Tôi luôn muốn đến đó. Hứa Tư gật đầu, Trương Khác mừng húm, mở cửa xe ra định chui vào thì Đường Thanh tóm lấy cổ áo. Bạn đi bộ đi. Mặc dù nói Ảnh Loan Viên cũng ở vịnh nước nông, nhưng phải tới 5,6 km chứ ít gì. Trương Khác mặt mày đau khổ, Đường Thanh chui vào trong xe đóng cửa lại. Trương Khác rảo bước đi theo xe, Đường Thanh quyết tâm muốn hành hạ y cho hả giận, tìm con đường đi mất cả tiếng đồng hồ mới tới Ảnh Loan Viên, làm đôi giày da đắt tiền của Trương Khác bị hỏng luôn. Hiện giờ có rất nhiều người quen ở Ảnh Loan Viên, Tương Vi cùng một số quản lý cao cấp của công ty Hong Kong, Tôn Tĩnh Hương ở một mình tại đây, Hứa Duy và Giang Đại Nhi nếu không phải về nội địa quay MV cũng ở Ảnh Loan Viên. Đi vào nhà của Hứa Tư, ba người ngồi trong phòng khách, chẳng biết phải nói gì, im lặng một lúc, Trương Khác đi pha cà phê. Hứa Tư chọn một đề tài khó nói, đó chính là chuyện cô và Trương Khác gặp nhau trong vụ án Đường Học Khiêm như thế nào, tuy khó mở miệng, tuy không muốn nhìn lại quá khứ, nhưng Đường Thanh có tư cách biết chuyện này. Tôi vốn cho rằng tôi phải nhận trừng phạt vì hành vi của mình, nhưng bất ngờ viện kiểm sát lại không truy cứu trách nhiệm của tôi, cho dù như thế, trong lòng tôi luôn bất an. Tiền trả lại do cậu ấy cho vay 12 vạn, tôi đi tìm cậu ấy nói muốn dùng số tiền đó mua 3 năm cuộc đời của tôi không thể từ chối, liền để cậu ấy sai bảo chạy đông chạy tây, làm việc này việc kia, chứng kiến Cẩm Hồ từ từ lớn lên. Tôi không dám hy vọng xa vời gì, càng không nghĩ sẽ mãi mãi được ở bên cậu ấy, một ngày chỉ được đứng xa xa nhìn cậu ấy, chỉ cần cảm giác được cậu ấy tồn tại để nhớ nhung không bị gửi gắm vào hư vô, chỉ cần cùng được nhìn một bầu trời trong đêm. Là không đòi hỏi gì khác nữa. Trương Khác rất không hài lòng Hứa Tư và Đường Thanh nói chuyện không nhắc tới tên mình, mà dùng y, cậu ta, thay thế, mình thì đứng lù lù ở đây. Biết chủ đề quá khứ luôn nặng nề, Hứa Tư chủ động khai báo hơi nhiều rồi, Trương Khác đá chân Hứa Tư dưới bàn, không ngờ Đường Thanh quay ngoắt lại nhìn y. Đá mình làm gì, còn có chuyện gì muốn giấu giếm à? Hả? Trương Khác cúi đầu xuống, đúng là chân Đường Thanh thò sang bên cạnh. Lúc này di động của Đường Thanh vang lên, cô cầm lấy đưa cho Trương Khác. Điện thoại của anh Phó, chắc là tìm bạn đấy. Trương Khác nhận được điện thoại của Phó Tuấn mới biết sau khi bọn họ rời đi, Tôn Tĩnh Mông đột nhiên sốt cao hôn mê, khả năng do đau thương quá độ, bác sĩ tư của Tôn ra tới một lúc rồi, Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa tỉnh, cả nhà họ Tôn đang cuống lên, Phó Tuấn cảm thấy phải báo cho Trương Khác biết. Xảy ra chuyện gì thế? Hứa Tư thấy Trương Khác nhận điện thoại xong mày nhíu chặt lại. Lo lắng lộ ra mặt, quan tâm hỏi. Trương Khác hít một hơi nói. Phó Tuấn gọi điện bảo, Tĩnh Mông sốt cao hôn mê. Bác sĩ tới rồi mà chưa tỉnh. Á, có nặng không? Cậu tới xem sao đi. Hứa Tư dục. Em đi hai người sẽ không lấy dao chém nhau chứ. Trương Khác đứng dậy, thấy hai cô gái đều không muốn đi theo, biết họ hiện giờ có vướng mắc tâm lý không muốn gặp người ngoài, còn hỏi thêm một câu. Cút đi. Đường Thanh cầm lấy gối lót lưng ném y. Hứa Tư dở khóc dở cười, đứng dậy đẩy Trương Khác ra ngoài. Lúc này cậu còn có tâm tư mà đùa được à? Trương Khác lái xe tới Tôn gia, Tôn Tĩnh Mông đã tỉnh rồi, đi vào trong phòng cô, thấy Tôn Tĩnh Mông nằm trên giường đang truyền đạm, chỉ có vài tiếng thôi mà khuôn mặt xinh đẹp hốc hác hẳn, trông hết sức tiểu tụy, đôi mắt thường ngày hết sức linh động cũng chẳng còn chút thần thái nào. Sao đột nhiên cô ấy lại sốt cao? Trương Khác ra khỏi phòng hỏi Tôn Tĩnh Hương. Chấn động tình cảm quá lớn, chỉ cần tâm tình nó ổn định lại sẽ không còn chuyện gì nữa. Cát Minh Ngọc ở bên nói. Nếu gì chết, chẳng biết nó có thương tâm như thế không? Lúc này mà em còn nghĩ chuyện đó à? Tôn Thượng Nghĩa lắc đầu, kéo Trương Khác vào thư phòng, cũng không ai hỏi y chuyện Đường Thanh, Hứa Tư. Phóng viên đã phỏng vấn con gái chị Châu rồi, cô ấy cũng muốn kiện Cát Ấm Quân lái xe nguy hiểm gây ra cái chết của mẹ mình. Tôn Thượng Nghĩa kể với Trương Khác chuyện ông đã an bài, việc đưa lên báo chỉ là để đánh lạc hướng, che giấu mục đích chân chính của bọn là dùng cái giá nhỏ nhất, nắm tiếng nói ở tập đoàn Gia Tín. Hai người bọn họ thương lượng trong thư phòng tới 4 giờ sáng. Dì Châu qua đời, Tôn Tĩnh Mông thương tâm quá độ sinh bệnh, Tôn Thượng Nghĩa không thể cùng Trương Khác bay tới Bắc Kinh được. Trước khi đi, Trương Khác lại đi qua phòng Tôn Tĩnh Mông, cô đã ngủ say rồi, môi mím chặt, người cuộn tròn, ánh lệ còn hoen mi. Làm người ta trông mà đau xót,
ai nghĩ bình thường cô gái đanh đá đáo để cũng có lúc yếu đuối như vậy. Chương 786, tin xấu. Trương Khác về tới ảnh loan viên, y có chìa khóa phòng Hứa Tư, trực tiếp mở cửa đi vào, bên trong còn sáng đèn, Hứa Tư và Đường Thanh mỗi người ôm một cái gối ngủ trên ghế sofa, khuôn mặt khi ngủ đều rất yên bình. Đường Thanh miệng chóp chép, cái cằm thanh tú đã tròn trịa hơn một chút, má ít phúng phính hơn, vẻ non nớt đã mất dần, mỗi ngày một trở nên mê người. Hứa Tư càng có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, gò má còn có vệt nước mắt chưa lau, không biết sau khi mình đi hai cô gái này nói chuyện gì. Khẽ khép cửa lại, Trương Khắc im lặng ngắm nhìn bức tranh hai cô gái ngủ trước mắt, khẽ buông một tiếng thở dài, làm cho hai cô gái thương tâm, đúng tạo nghiệt mà, Trương Khắc sợ nhất Đường Thanh sẽ phất tay bỏ y mà đi, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi không yên. Cẩn thận không để đánh thức hai cô gái, chẳng may dẫm lên túi đồ ăn vặt trên sàn, Đường Thanh đã ngủ là rất khó tỉnh, Hứa Tư thì lại rất tỉnh, mở mắt ra, vặn lưng hỏi. Tĩnh Mông làm sao rồi? Không sao cả. Là em và bác Tôn trao đổi tới tận bây giờ, lúc em đi thì cô ấy ngủ rồi. Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Hứa Tư, nắm lấy tay cô vuốt nhẹ nhẹ, đánh mắt sang phía Đường Thanh. Sau khi em đi cả hai nói chuyện gì?